Hứa Trường Thiện nói, nhận gánh trách nhiệm thời điểm cũng mặc kệ ngươi quan lớn quan nhỏ, người A, vẫn là bằng bản sự ăn cơm nhất an tâm. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, ngài trong lời nói có hàm ý A. Hứa Trường Thiện vui tươi hớn hở nói, ta nhưng không nói gì. Hứa Thuần Lương vùi đầu ăn lên ra ra vì hắn làm tay cán mì, phối hợp Trịnh Bồi An ướp gia vị ớt xanh, vẫn là trong nhà cơm ăn lấy thoải mái. Hứa Trường Thiện cười tủm tỉm nhìn qua bảo bối cháu trai từng ngụm ăn mì, coi như mình không ăn, nhìn xem đều là một niềm hạnh phúc. Hứa Thuần Lương ăn như hổ đói đã ăn xong chén kia bột. Hứa Trường Thiện ân cần nói, đủ sao? Không đủ ta cho ngươi thêm tiếp theo bát. Hứa Thuần Lương nói, người đừng chỉ nhìn ta ăn a, người cũng tới một bát. Hứa Trường Thiện nói, cao tuổi tiêu hóa công năng không được, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi. Hắn đứng dậy lại đi cho cháu trai phía dưới. Hứa Thuần Lương nhìn qua Gia Gia bóng lưng, cảm giác Gia Gia lưng tựa hồ lại còng một chút, vô luận hắn tình nguyện hay không, đều không thể không đối diện Gia Gia ngày càng già yếu hiện thực. Hứa Thuần Lương có thể thông qua thiên dưỡng thiên trợ giúp Gia Gia trì hoãn già yếu, nhưng lại không cách nào trợ giúp hắn trường sinh bất lão, cuối cùng có một ngày, vẫn là phải đối diện Gia Gia rời đi hiện thực. Tâm nghĩ đến đây thất vọng mất mát. Liền chính hắn đều không biết rõ đêm nay làm sao trở nên đa sầu đa cảm. Tô Tình lúc này gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết một cái tin xấu, đài lãnh đạo để bọn hắn báo cáo trọng điểm đặt ở Đông Châu đồ nướng sự tình bên trên, muốn đối Đông Châu đồ nướng đào sâu mảnh đào, đào sâu mảnh đào nói bên ngoài chỉ ý tuyệt không phải muốn vì Đông Châu đồ nướng đại sướng bài hát ca tụng, mà là muốn dũng cảm vạch trần Đông Châu đồ nướng tấm màn đen. Hứa Thuần Lương cảm giác chuyện này có chút buồn cười. Hai ngày trước Phương Thiết Quân đánh giả nhiệt độ đã hàng đi xuống, hiện tại công chúng lực chú ý đều tập trung vào tàu điện ngầm sụp đổ sự tình bên trên, làm sao bỗng nhiên lại muốn tại Đông Châu đổ nướng bên trên chuyện xưa nhắc lại. Minh Hải truyền hình đám kia lãnh đạo đến tột cùng cái nào gân không đúng. Tô Tình dù sao cũng là làm tin tức xuất thân, nàng nhắc nhở Hứa Thuần Lương nhất định không muốn khinh thị chuyện này, tốt nhất chuẩn bị sớm, tin tức trong công việc có một loại phổ biến lại lần nào cũng đúng thủ pháp, gọi dùng điểm nóng đánh bại điểm nóng. Thông tục điểm tới nói chính là chuyển di nhiệt độ, không bài trừ ban ngành liên quan dùng loại này thao tác thủ pháp đến bỏ xe giữ tướng. Hứa Thuần Lương nghe xong Tô Tình nhắc nhở lập tức ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, tỉnh vệ thị vốn là đứng tại bọn hắn bên này, ương thị tập trung chuyên mục vạch trần tấm màn đen thời điểm, còn hỗ trợ làm sáng tỏ chính danh đến. Hiện tại bọn hắn đột nhiên chuyển biến hướng gió, cái này cho thấy tỉnh vệ thị người phụ trách gặp một chút áp lực. Đương nhiên không bài trừ có người muốn mượn chuyện lần này tại Đông Châu làm một trận đại phong bạo khả năng, lợi dụng tàu điện ngầm sụp đổ sự kiện cùng Đông Châu đổ nướng hai bút cùng vẽ, tại Đông Châu thi công an toàn cùng thực phẩm an toàn bên trên đồng thời làm văn chương. Hứa Thuần Lương bên này phủ lên Tô Tình điện thoại, Gia Gia cũng nấu xong bột, để hắn lại ăn một bát. Hứa Thuần Lương vừa mới bưng lên bột, Phạm Lý Đạt liền gọi điện thoại tới, để hắn đi văn lữ cục một chuyến, nói có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Hiện tại qua lâu rồi giờ làm việc, Phạm Lý Đạt thời gian này gọi điện thoại đều là gọi hắn đi uống rượu, thương lượng chuyện công tác cơ bản không có qua, Hứa Thuần Lương phát giác được có chút khác thường, hỏi nhiều mấy câu, nhưng là Phạm Lý Đạt bên kia cũng không có giải thích, chỉ nói có mấy lời trong điện thoại khó mà nói, để hắn nắm chặt đi qua. Hứa Trường Thiện nghe nói cháu trai vừa trở về lại muốn đi ra ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là cho rằng người trẻ tuổi hẳn là đem công việc đặt ở vị thứ nhất. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng sấm, căn cứ cùng ngày dự báo thời tiết biểu hiện, đêm đó có mưa, Hứa Trường Thiện để cháu trai đi ra ngoài đem dù mang lên. Hứa Thuần Lương đem ra ra dưới chén thứ hai bột lay xong, cầm lấy dù che mưa rời khỏi cửa nhà. Đón xe đi vào văn lữ cục, thẳng đến Phạm Lý Đạt văn phòng, nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Phạm Lý Đạt đã sớm đến. Hứa Thuần Lương gõ cửa một cái, cửa cũng không có khóa, hắn đẩy cửa đi vào, Phạm ca. Bao lớn sự tình không thể ngày mai. Phát hiện trong phòng cũng không chỉ Phạm Lý Đạt một người, còn có hai người khác thần tình nghiêm túc nhìn qua hắn. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, hai người này màu lam nhạt nửa tay áo áo sơ mi màu đậm quần, còn đánh lấy cà vạt, trên ngực trái cài lấy vàng óng ánh quốc huy. Hứa Thuần Lương mặc dù rất ít cùng bọn hắn liên hệ, nhưng vẫn là một chút liền phán đoán ra thân phận của bọn hắn, hai vị này đều là viện kiểm sát. Hứa Thuần Lương bên trong bắt đầu lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía Phạm Lý Đạt cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không phải muốn đem Hứa Thuần Lương lừa gạt đến, viện kiểm sát đồng chí không cho hắn ăn ngay nói thật, không phải dựa theo yêu cầu của bọn hắn cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Phạm Lý Đạt nói, tiểu Hứa,
hai vị này viện kiểm sát đồng chí tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ tình huống ngươi đều biết a, tìm ta không phải vẽ vời thêm chuyện. Phạm Lý Đạt từ Hứa Thuần Lương tiếng nói nghe được ra hắn đối với mình có thể có chút tâm tình bất mãn, thở dài nói, là trong công tác cần, ta nói tình huống, hai vị đồng chí còn nhiều hơn phương chứng thực. Trong đó một vị lớn tuổi kiểm sát trưởng gọi Tống Huy, hắn hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa Thuần Lương đồng chí, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta tìm ngươi chỉ là hiểu rõ một chút tình huống. Phạm Lý Đạt nói, đúng, ngươi không cần khẩn trương. Tống Huy nhìn Phạm Lý Đạt một chút, Phạm Lý Đạt ngượng ngùng nói, vậy ta đi ra ngoài trước rút điếu thuốc các ngươi trò chuyện. Phạm Lý Đạt rời đi về sau, trong văn phòng liền tạo thành hai chọi một cục diện, Tống Huy đánh giá Hứa Thuần Lương, đây là bọn hắn thường dùng thủ pháp, trước dùng rất có lực uy hiếp ánh mắt chấn nhiếp đối phương, đang giận trên trận áp chế đối phương, để cầu đạt tới không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Đây cũng là một loại bệnh nghề nghiệp, Hứa Thuần Lương mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng là tại thể chế bên trong dù sao chỉ là một cái hàng tiểu bối. Tống Huy cho rằng nắm dạng này thể chế mới người vẫn có niềm tin, nhưng hiện thực lại là, Hứa Thuần Lương phản ứng lại là phong ba không sợ hãi, một bộ dầu muối không thấm dáng vẻ, Tống Huy từ Hứa Thuần Lương đáp lễ trong ánh mắt thậm chí phẩm vị đến một loại miệt thị cùng khinh thường. Biết nói chúng ta vì cái gì tìm ngươi qua đây sao? Nói chuyện trước từ tra hỏi bắt đầu. Hứa Thuần Lương lắc đầu, rõ ràng mang theo không kiên nhẫn, có chuyện nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu, ta một không có phạm sai lầm. Hay không phải là các ngươi thẩm vấn đối tượng, muốn nói liền tâm bình khí hòa đàm, đừng đi theo ta cư cao lâm hạ kia một bộ. Tống Huy cùng đồng sự liếc mắt nhìn nhau, Tống Huy nói, Hứa Thuần Lương đồng chí, ngươi thật giống như có chút cảm xúc a. Ngươi cái này không nói nhảm sao, ta đã tan việc, chính bồi tiếp người nhà hưởng thụ bữa tối đâu, các ngươi một chiếc điện thoại liền để ta từ trong nhà đội mưa chạy tới, tìm ta có việc liền nói rõ, còn cùng ta chơi sáo lộ, để phạm cục trước tiên đem ta hống đến. Ta liền buồn bực, các ngươi có phải hay không lo lắng ta chạy án? Đều là mình đồng chí, làm gì làm nhiều như vậy xáo lộ? Các ngươi không mệt, ta đều thay các ngươi mệt mỏi hoảng. Tống Huy hai người bị Hứa Thuần Lương nói cái á khẩu không trả lời được, Tống Huy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Hứa Thuần Lương đồng chí, ngươi có chút tâm tình tiêu cực chúng ta có thể lý giải, nhưng là đây là công việc của chúng ta cần, hy vọng ngươi có thể lý giải. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, có lời gì cứ hỏi. Ta thời gian đang gấp, trong nhà chén kia bột đều không kịp ăn, đoán chừng trở về bột đều đống. Cùng Tống Huy tới nhỏ kiểm sát trưởng nhìn không được cười ra tiếng, đều cái này ngay miệng còn nhớ thương hắn chén kia bột đống. Tống Huy chừng mắt liếc hắn một cái, bị Hứa Thuần Lương như thế quấy rầy một cái, vừa mới nắm ra điểm này khí chàng đều cho bại quang. Tống Huy quyết định không còn vòng vo, nói ngay vào điểm chính, người cùng nickname tam lưỡng tam lưới đỏ Hứa Tiểu Nhạc là quan hệ như thế nào? Bằng hữu quan hệ a. Tống Huy nói, người có hay không tại cùng hắn kết giao quá trình bên trong, vì hắn cung cấp một ít tiện lợi, hoặc là cộng đồng bày ra lẫn lộn Đông Châu đồ nướng nhiệt độ. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn chuyện có chút không đúng, người lời này có ý tứ gì? Ngài là nói Đông Châu đồ nướng nhiệt độ là hai ta liên thủ lẫn lộn lên, vẫn là Đông Châu đồ nướng phát hỏa về sau đối Đông Châu xây dựng kinh tế tạo thành nguy hại. Tống Huy nói, lưới đỏ không phải nhà từ thiện. Bọn hắn kiếm tiền phương thức là thông qua lẫn lộn đến tranh thủ đại lượng lưu lượng, sau đó sẽ tiến hành lưu lượng biến hiện. Theo chúng ta biết, vị này tên là Tam Lưỡng Tam Lưới Đỏ chủ blog lợi dụng Đông Châu đồ nướng thao tác, thu hoạch đại lượng bánh phở chú ý, cũng từ đó thu được không ít kinh tế lợi ích. Người làm hắn dẫn tiến người, cũng là Đông Châu đồ nướng sớm nhất thôi động người cùng người vạch ra, phải chăng cũng từ ở bên trong lấy được lợi ích. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta một phân tiền đều không có cầm. Một bên nhỏ kiểm sát trưởng nói, ngươi không có vớt chỗ tốt vì sao lại nhiệt tâm như vậy tham dự chuyện này. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta nói các ngươi có phải là có tật xấu hay không? Tư duy logic từ trên căn bản liền xảy ra vấn đề, các ngươi chỉ quan tâm tam lưỡng tam từ ở bên trong lấy được lợi ích, vì cái gì không quan tâm Đông Châu văn lữ đạt được thực sự chỗ tốt. Các ngươi chỉ phụ trách dùng kính lúc tìm lông của chúng ta bệnh, chúng ta vùi đầu gian khổ làm ra thời điểm các ngươi đi làm cái gì rồi? Tống Huy nói, công việc của chúng ta chính là chọn mau bệnh ngươi cũng không cần sinh khí, chúng ta cũng là chỗ chức trách, hiện tại có người phản ứng vấn đề, chúng ta nhất định phải thẩm tra, kỳ thật ngươi hẳn là từ một góc độ khác đến xem vấn đề, chúng ta cũng là để chứng minh trong sạch của các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, thanh giả tự thanh, trong sạch của ta không cần các ngươi chứng minh. Tống Huy nói, được, vậy ngươi giải thích một chút,
có phải hay không tự mình đáp ứng tướng Đông Châu đổ nướng Tiết Quan Danh quyền giao cho Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch lão bản Trương Hằng Dương? Hứa Thuần Lương nói, có chuyện này, lúc ấy Đông Châu đổ nướng cận ngày lễ vốn không người hỏi thăm, có thể kéo đến tài trợ cũng không tệ rồi, mà lại sau chuyện này đến cũng không thành công a. Đông Châu đổ nướng đột nhiên liền phát hỏa, có thương gia nửa đạo nhi tới cắt hồ. Tống Huy tiếp xuống vấn đề để Hứa Thuần Lương càng phát ra cảnh giác, hắn hỏi thăm Hứa Thuần Lương cùng Phó Quốc Dân, Phạm Lý Đạt quan hệ trong đó. Hứa Thuần Lương ý thức được đây không phải một lần phổ thông điều tra, cũng không phải nhằm vào từ mình, liên tưởng này trước đó Tô Tình Đối nhắc nhở của mình, sự kiện này hướng đi trở lên rõ ràng. Tống Huy đối Hứa Thuần Lương điều tra chỉ tiến hành nửa giờ liền tuyên bố kết thúc, hai tên kiểm sát trưởng bốc lên mưa to rời đi. Phạm Lý Đạt cùng Hứa Thuần Lương hai người không đi. Hai người vai sóng vai đứng ở trong hành lang, nhìn qua bên ngoài như chút nước mưa to, một đạo tiếp lấy một đạo tia chớp tướng khuôn mặt của bọn hắn phản chiếu lúc sáng lúc tối. Phạm Lý Đạt nhóm lửa một điếu thuốc, có thể là trời mưa nguyên nhân, rút tiến trong phổi không khí đều lộ ra một cỗ ướt sũng hơi nước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phạm Lý Đạt dùng khóe mắt quét nhìn lườm Hứa Thuần Lương một cái nói, không có cách, chuyện đột nhiên xảy ra. Bọn hắn lại thủ ở bên cạnh ta, cú điện thoại này ta không thể không đánh, ngươi đừng oán trách ta. Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng không trách ngươi, đổi thành ta cũng phải giống ngươi làm như thế. Phạm Lý Đạt thở dài một hơi, phó cục không biết thế nào. Ngươi không có gọi điện thoại cho hắn. Phạm Lý Đạt lắc đầu, hắn muốn đánh nhưng là không dám đánh, thân là văn lữ cục người đứng đầu, phó quốc dân tình cảnh hiện tại chắc chắn sẽ không tốt hơn. Phạm Lý Đạt cho tới bây giờ đều không nghĩ ra viện kiểm sát tại sao muốn tìm bọn họ nói chuyện. Đông Châu văn lữ trong khoảng thời gian này gặp phải khó khăn, làm vì bọn họ nhất núi dựa lớn trong thành phố không phải nên trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan sao? Tại sao muốn ở thời điểm này để viện kiểm sát đến tiến hành điều tra? Chẳng lẽ trong thành phố không tin tưởng bọn họ? Vẫn là bọn hắn nội bộ thật xảy ra vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta có thể muốn bị đẩy đi ra. Phạm Lý Đạt sửng sốt một chút, đẩy. Hắn không thể ngay đầu tiên minh bạch Hứa Thuần Lương ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, bắt đầu là dư luận nhằm vào chúng ta, hiện tại liền trong thành phố cũng bắt đầu nhằm vào chúng ta. Phạm Lý Đạt vẫn không giải, trong thành phố tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Chúng ta thôi động Đông Châu đồ nướng cũng là vì Đông Châu văn lữ công việc. Hứa Thuần Lương nói, có nghe nói hay không tàu điện ngầm thi công sụp đổ sự tình? Đương nhiên nghe nói, chuyện lớn như vậy. Phạm Lý Đạt nói phân nửa, đột nhiên lĩnh hội tới cái gì, hắn chuyển hướng Hứa Thuần Lương, lúc này một đạo thiểm điện xé rách chân trời, tướng Phạm Lý Đạt sợ hãi sắc mặt chiếu lên hoàn toàn trắng bệch. Nếu như không phải Hứa Thuần Lương nhắc nhở, hắn làm sao cũng sẽ không tướng hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng bây giờ hắn hiểu được. Mưa trở nên lớn hơn, tóe lên hạt mưa có không ít rơi vào Phạm Lý Đạt trên thân trên mặt, hắn nhưng không có hướng lui về phía sau tránh mưa ý tứ, giơ tay lên lại hít một hơi thuốc lá. Mới phát hiện trong tay một nửa khói chẳng biết lúc nào đã trải qua dập tắt. Phạm Lý Đạt trong nội tâm tràn đầy phiền muộn cùng bất bình, sự tình không nên là cái dạng này. Phó quốc dân đi vào Đông Châu về sau là tại chân thật làm việc, Đông Châu đồ nướng nóng nảy nhất thời điểm nghiễm nhưng đã thành các lãnh đạo kiêu ngạo, lúc kia, ai có cơ hội đều muốn đến nhúng tay vào. Đương nhiên bọn hắn văn lữ cục cũng đã nhận được không ít biểu dương. Nhưng đột nhiên Hắc Liệu nhiều lần đi ra đi thường xuyên mượn Đông Châu đồ nướng tú tồn tại cảm phân công quản lý lãnh đạo lập tức bắt đầu phủi sạch quan hệ, thậm chí tướng hết thảy đều giao cho phó quốc dân. Trong khoảng thời gian này là Hứa Thuần Lương nghĩ trăm phương ngàn kế đang dập lửa, những này mặt trái tin tức là văn lữ cục tự thân tiếp nhận. Tình thế vừa mới có chỗ làm dịu mắt thấy trở về khống chế, hiện tại lại gặp phiền toái càng lớn, để Phạm Lý Đạt không thể nào tiếp thu được chính là... Lần này cần đem bọn hắn đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng không là người ngoài, mà là người một nhà. Phạm Lý Đạt cho dù không thể nào tiếp thu được, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch đây chính là chính trị, đây chính là hiện thực, hắn không có đạt tới lãnh đạo cấp trên độ cao, cho nên hắn cách cục cùng tầm mắt không cách nào đạt tới loại kia cấp độ, nếu như đổi chỗ mà xử, hắn có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Phạm Lý Đạt rất muốn uống rượu, nhưng hắn lại rõ ràng bây giờ không phải là lúc uống rượu. Hắn rất muốn gánh chịu cái này sắp đến bão tố, thế nhưng là hắn lại ý thức được bờ vai của mình còn chưa đủ rộng lớn, thậm chí liền che chở Hứa Thuần Lương đều làm không được, hắn có khả năng làm chỉ nói là vài câu tái nhợt nói. Thuần Lương, ngươi nói Chu thư ký có biết chuyện này hay không? Phạm Lý Đạt trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hy vọng, mà câu nói này vừa nói ra khỏi miệng,
liền chính hắn đều cảm giác được mình ngây thơ cùng ngây thơ. Hứa Thuần Lương không có trả lời hắn, vì chuyện này đi tìm Chu thư ký tuyệt không phải một ý kiến hay, mà lại cho dù là đi tìm Chu thư ký, cũng khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Phạm Lý Đạt từ Hứa Thuần Lương trong sự phản ứng minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ta hiểu được, Thuần Lương, ngươi yên tâm, chuyện này không sẽ mang lại cho ngươi ảnh hưởng quá lớn, ta sẽ hướng tổ chức nói rõ trước mắt ngươi vẫn ở vào điều tạm giai đoạn. Hứa Thuần Lương nói, tất cả mọi người ngồi chung một đầu thuyền, không cần thiết được chia rõ ràng như vậy. Đối với chuyện này Hứa Thuần Lương muốn so Phạm Lý Đạt nhìn càng thêm thấu triệt, sự tình đã trở thành kết cục đã định, bọn hắn không cách nào thay đổi, đừng nói Phạm Lý Đạt đảm đương không nổi, liền xem như Phó Quốc Dân cũng đảm đương không nổi. Khu công nghệ cao đẳng công quan lớn Cảnh Văn Tuấn vốn cho rằng lần này có thể từ Đông Châu đổ nướng trong sóng gió phong ba toàn thân trở ra, nhưng hiện thực lại mở cho hắn một cái tàn khốc trò đùa, Đông Châu đổ nướng lại nổi sóng gió, lấy Cảnh Văn Tuấn chính trị ngộ tính, liếc thấy phá lúc này Đông Châu đổ nướng lại bị đẩy hướng sân khấu nguyên nhân căn bản. Thương thiên bỏ qua cho ai, Đông Châu đổ nướng bạo lôi thời điểm, hắn tướng tất cả trách nhiệm đều giao cho Phó Quốc Dân. Lãnh đạo cấp trên đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng may ảnh hưởng trái chiều bị kịp thời khống chế ở. Nhưng là lần này không giống, người đứng thứ hai Vương Hạ Nhất tự mình tìm hắn tiến hành một phen nói chuyện, ở trước mặt vạch Đông Châu đổ nướng thành chính là lãnh đạo của hắn sai lầm, là hắn thích việc lớn hám công to biểu hiện. Cảnh Văn Tuấn không có giải thích, không có cãi lại, bởi vì hắn rõ ràng lúc này cãi lại cũng là vô dụng. Hắn nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không tính được tàu điện ngầm thi công sẽ vào lúc này xảy ra vấn đề, mà hắn lại muốn nâng lên cái này không liên quan nhau trách nhiệm, chỉ có cảm thán thể chế phong vân biến ảo, mặc ngươi cơ quan tính toán tường tận, kết quả là vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Liên quan tới Đông Châu đổ nướng mặt trái tin tức còn như măng mọc sau mưa phô thiên cái địa mà đến, Cảnh Văn Tuấn tiến hành công khai xin lỗi, trong thành phố lập tức làm ra miễn đi hắn Đông Châu khu công nghệ cao đẳng công quan lớn chức quyết định. Cùng lúc cũng gác lại hắn thăng nhiệm phó thị đề nghị, Cảnh Văn Tuấn cũng không nghĩ tới đối với mình xử lý sẽ như vậy nặng, hắn vừa mới khởi động lên cao tình thế im bặt mà dừng. Càng làm cho Cảnh Văn Tuấn khó mà tiếp nhận chính là, hắn thật vất vả mới chen vào hạch tâm lãnh đạo tầng, còn không có cái ghế ngộ nóng liền bị người cho đá ra khỏi cục. Cảnh Văn Tuấn còn như vậy, lại càng không cần phải nói Đông Châu Văn Lữ Cục kia ít cán bộ, Văn Lữ Cục trưởng Phó Quốc Dân bởi vì lãnh đạo bất lực giám sát thiếu giám sát. Bị miễn đi chức cục trưởng, để Phó Quốc Dân khó chịu là, hắn cũng không tiếp đến mới nhậm chức mệnh lệnh. Căn cứ quốc gia quy định tương quan, nhân viên chính phủ bởi vì phạm sai lầm bị miễn chức, chính đảng cán bộ lãnh đạo trong một năm không an bài lãnh đạo chức vụ, xử lý công chức công việc, cái khác nhân viên chính phủ bị miễn chức trong vòng 2 năm, không được đảm nhiệm cao hơn nguyên nhiệm chức vụ cấp độ lãnh đạo chức vụ, đồng thời nhận kỷ luật đảng chính vụ xử lý, tại ảnh hưởng bên trong không được đề bạt phân công. Phạm Lý Đạt thế mà lông tóc không hư hại, lần này nhằm vào Đông Châu đồ nướng xử lý bên trên, không biết là lãnh đạo không để ý đến, vẫn là Phạm Lý Đạt người này không có tồn tại gì cảm giác, vẫn tiếp tục đảm nhiệm Đông Châu Thị Văn Lữ Cục Phó Cục trưởng. Ngược lại là Hứa Thuần Lương bởi vì tại Hồ Sơn Trấn điều tạm trong lúc đó bị Phó Quốc Dân muốn tới Văn Lữ Cục, trong quá trình này hoàn thành từ phổ thông khoa viên đến môn phụ tăng lên, chuyện này cũng trở thành Phó Quốc Dân phạm sai lầm một trong, bị định tính là dùng người không khách quan. Trải qua tổ chức thảo luận quyết định, Hứa Thuần Lương điều động trái với quy định, lẽ ra bị thanh lui về nguyên đơn vị. Hứa Thuần Lương tiến về Đông Châu Văn Lữ Cục trước đó vẫn luôn tại Hồ Sơn Trấn điều tạm, đảm nhiệm phó trấn trưởng chức, nhưng là quan hệ nhân sự của hắn là tại Trường Hưng Bệnh Viện, dựa theo lần này xử lý quyết định, hắn lẽ ra bị thanh lui về Trường Hưng Bệnh Viện. Vừa mới thành lập Đông Châu Văn Lữ Cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản đảm nhiệm phó chức Lý Ngọc Sơn thăng nhiệm Văn Lữ Cục trưởng. Tiếu Đông đảm nhiệm thứ nhất phó cục trưởng, Phạm Lý Đạt dậm chân tại chỗ, Lý Ngọc Sơn cầm quyền chi sau cũng chưa đối Phạm Lý Đạt đuổi tận giết tuyệt, dù sao du lịch cái này một khối hắn còn phải nể trọng Phạm Lý Đạt lão nhân này. Phạm Lý Đạt vốn là muốn bảo trụ Hứa Thuần Lương, nhưng cùng Lý Ngọc Sơn một phen nói chuyện về sau vẫn là tốn công vô ích, Lý Ngọc Sơn đối Hứa Thuần Lương người cũng không có ý kiến gì, tương phản hắn còn cho rằng Hứa Thuần Lương là cái có năng lực có gan biết có đảm đương ba có thanh niên. Nhưng là cơ quan kiểm soát điều tra cho thấy Hứa Thuần Lương điều văn kiện đến Lữ Cục công việc tồn đang ngầm thao tác, cũng là Phó Quốc Dân bị miễn chức nguyên nhân một trong. Lý Ngọc Sơn coi như tự mình lại thưởng thức Hứa Thuần Lương cũng không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt cùng lãnh đạo cấp trên vật tay. Hứa Thuần Lương trước sau cũng không có ở Văn Lữ Cục xử lý qua mấy ngày công, nhưng là Văn Lữ Cục là cho hắn cung cấp đơn độc văn phòng,
hiện tại những này đều trở thành phó quốc dân dùng người không khách quan chứng cứ phạm tội. Hứa Thuần Lương thu thập cá nhân vật phẩm thời điểm, phó cục trưởng Tiếu Đông tiến đến, giữa bọn hắn kỳ thật không có mâu thuẫn gì. Hứa Thuần Lương hướng Tiếu Đông cười cười, Tiêu cục, người đến rất đúng lúc, ta không cần chuyên môn đi người nơi đó tạm biệt. Tiếu Đông nói, hư tình giả ý ta cũng không nói, kỳ thật Lý cục giống như ta đều không muốn người đi, nhưng cấp trên quyết định chúng ta cũng gánh không được. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy, các vị lãnh đạo hảo ý ta xin tâm lĩnh. Tiếu Đông nói, người thật dự định về Trường Hưng. Ngựa tốt không ăn đã xong, cơ hồ tất cả mọi người kiêng kỵ cái này, Tiếu Đông cũng nghe nói Hứa Thuần Lương rời đi Trường Hưng thời điểm huyên náo cũng không thoải mái, hiện tại cái dạng này trở về không phải tự tìm khó coi sao. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nói thật, ta còn thực sự chưa nghĩ ra đâu, coi như ta muốn trở về, người ta cũng không nhất định vui lòng tiếp thu ta. Triệu Phi Dương đem mình đưa Ôn Như Thần cho đưa ra, nếu như mình trở về Triệu Phi Dương đoán chừng đầu đều phải lớn. Tiếu Đông nói, Tiểu Hứa A, năng lực của ngươi tất cả mọi người thấy được, chỉ là cá tính mạnh một chút, muốn từ chuyện lần này bên trong hấp thụ một chút kinh nghiệm. Ngã một lần khôn hơn một chút, Tiếu Đông cho rằng người trẻ tuổi nghĩ muốn trưởng thành nhất định phải kinh lịch dạng này quá trình. Hứa Thuần Lương cũng không có gì tốt sửa sang lại, tướng hai hộp lá trà đưa cho Tiếu Đông, xem như sắp chia tay kỷ niệm. Tiếu Đông khách khí với hắn một chút vẫn là thu xuống dưới. Hứa Thuần Lương ôm thùng giấy rời đi văn phòng, trải qua Phạm Lý Đạt cửa phòng làm việc thời điểm, nhìn thấy đóng kín cửa, cũng liền không có gõ cửa chào hỏi. Hứa Thuần Lương đi vào dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy Phó Quốc Dân cũng ôm cái thùng giấy con đi tới, hai người ánh mắt nhìn nhau, Hứa Thuần Lương còn là đã đi qua như thế cười đùa tí từng, Phó Quốc Dân lại rõ ràng là cười khổ. Phó Quốc Dân nói, ta đưa ngươi đi. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với hắn, đem mình thùng giấy con ném tới trong cốp sau, phát hiện dương phía sau bên trong có một cái lớn dương hành lý. Trở lại trong xe, Hứa Thuần Lương nói, Phó ca, người đây là muốn đi ra ngoài. Phó Quốc Dân nhẹ gật đầu, cấp trên để cho ta hảo hảo nghĩ lại một chút, ta mời ngày lễ, trước trở lại kinh thành ngốc một hồi. Hứa Thuần Lương nói, trả về chú kinh bạn, bởi vì đối với hắn xử lý quyết định là từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Cho nên hắn lấy mình đẩy người, cho rằng Phó Quốc Dân khả năng cùng tình trạng của mình đồng dạng. Phó Quốc Dân cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn trở về, nhưng những người lãnh đạo không đồng ý a, Thuần Lương, không có ý tứ a, lần này liên lụy ngươi. Hứa Thuần Lương nói, lời này bắt đầu nói từ đâu, muốn nói không có ý tứ cũng là ta không có ý tứ, bởi vì ta điều động sự tình làm hại ngươi phạm sai lầm. Mặc dù Hứa Thuần Lương trong lòng không có nghĩ như vậy, thật có chút mặt mũi nói còn phải nói. Phó Quốc Dân nói, sai lầm không phải nghĩ phạm liền có thể phạm, đến lãnh đạo cho rằng ngươi có tư cách mới được. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, Phó Quốc Dân cũng là thông thấu nhân vật, tại chú kinh bạn lịch luyện nhiều năm sớm đã thành nhân tinh, hắn đương nhiên biết rõ lần này bị cầm xuống nguyên nhân chủ yếu là cái gì dùng người không khách quan chỉ bất quá là lý do thôi. Bất quá cũng có Phó Quốc Dân nhìn chỗ nào không hiểu, tỉ như nói lần này Hứa Thuần Lương bị xử lý cũng có chút đột ngột, Hứa Thuần Lương chỉ là một cái hàng tiểu bối. Không cần thiết đem hắn đơn sách ra, từ đâu tới đây đi nơi nào, ý vị lấy muốn đem Hứa Thuần Lương thanh lui về Trường Hưng bệnh viện, cái này khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to đi. Phó Quốc Dân hiện tại không tâm tình nghĩ Hứa Thuần Lương sự tình, dù sao hắn đã là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Phó Quốc Dân cùng Hứa Thuần Lương cũng không có nhằm vào gần nhất được mất tiến hành nghiên cứu thảo luận, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng dạng này nghiên cứu thảo luận không có chút ý nghĩa nào. Hứa Thuần Lương chưa có về nhà. Để Phó Quốc Dân đem mình đưa đến Trường Thiện Bệnh viện. Bệnh viện trước mắt vẫn còn thử kinh doanh trạng thái, sinh ý cực kỳ sôi động. Hứa Thuần Lương ngược lại là mời Phó Quốc Dân đi vào ngồi một chút, nhưng Phó Quốc Dân nào có cái tâm tình này, lấy cớ muốn trở về chỉnh lý, chọn rời đi. Hứa Thuần Lương ôm thùng giấy con, đưa mắt nhìn Phó Quốc Dân đi xa, Phó Quốc Dân rời đi tuyên cáo mình tại văn lữ cục ngắn ngủi công việc kiếp sống như vậy kết thúc, Hứa Thuần Lương tâm tình cũng không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Thông qua chuyện này hắn đối thể chế nhận biết lại thâm nhập một tầng, hắn cũng không có trách cứ bất luận kẻ nào. Hứa Thuần Lương ôm thùng giấy con trở lại phòng làm việc của mình, mở cửa thời điểm, Cố Hậu Nghĩa vừa vặn từ một bên trải qua, mau tới đây giúp một tay, Hứa Thuần Lương tướng đồ vật thả ở trên bàn làm việc, một giọng nói tạ ơn. Bởi vì bình thường Hứa Thuần Lương rất ít đến bệnh viện, cho nên Cố Hậu Nghĩa khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, tiểu Hứa, người hôm nay làm sao có rảnh tới. Hứa Thuần Lương cười nói, đây không phải phạm sai lầm nha, bị văn lữ cục cho thanh lui.
Cố Hậu Nghĩa nghe vậy khẽ giật mình, thanh lui. Tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương đem tình cảnh của mình nói một lần, kỳ thật hắn đến bệnh viện mục đích cũng là nghĩ cùng Cố Hậu Nghĩa gặp mặt một lần, châm đối với chuyện này thỉnh giáo một chút lão viện trưởng. Cố Hậu Nghĩa tại trường Hưng Cương vị lãnh đạo bắt đầu làm việc làm nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, Hứa Thuần Lương cũng muốn nghe xem đề nghị của hắn. Cố Hậu Nghĩa nghe xong mới biết Hứa Thuần Lương thế mà gặp phiền toái lớn như vậy, Đông Châu đồ nướng nhiệt độ lên được quá nhanh, lúc trước Cố Hậu Nghĩa cũng cảm giác Đông Châu văn lữ lấy đồ nướng làm đột phá không có thể, nhưng là như quả lấy đồ nướng làm văn lữ phát triển trọng điểm có thể sẽ khuyết thiếu tiếp tục tính. Sự thật cũng đã chứng minh Cố Hậu Nghĩa lo lắng không phải dư thừa. Cố Hậu Nghĩa nói, chính ngươi làm sao cân nhắc? Hứa Thuần Lương nói, ta không có vấn đề a, dù sao là cách mạng công việc, đến đâu mà còn không phải như vậy. Cố Hậu Nghĩa cười nói, đều nói xong ngựa không ăn đã xong, ngươi không sợ người khác chế giễu. Hứa Thuần Lương nói, chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào đứng lên, vừa nghe nói cấp trên đối ta xử phạt quyết định thời điểm, ta cũng có chút nén giận, nghĩ phủi tay không làm, nhưng là ta nếu là như vậy không làm, chẳng phải là các loại tại như vậy nhận thua. Rơi xuống mượn cớ, người khác sẽ cho rằng ta thật sự là đi cửa sau tiến văn lữ cục, ta trước đó nỗ lực cùng cố gắng tất cả đều bị mạt sát. Cố Hậu Nghĩa nặng nặng gật đầu nói, chính là cái này Lý Nhi, người sống một hơi, cây sống một miếng ra, lưu lại không phải nhận sợ, là tranh cái này Lý Nhi, là muốn để bọn hắn nhìn xem, lưu lại là để chứng minh mình không phải ủy khúc cầu toàn, liền xem như đi cũng phải là chính ta chủ động đi. Cố Hậu Nghĩa nhớ tới mình, lúc trước bị ép rời đi Trường Hưng. Khẩu khí kia đến bây giờ đều không có nuốt xuống, cũng là tại sau đó hắn mới suy nghĩ minh bạch, cấp trên sở dĩ đem mình từ Trường Hưng lấy tới Giả Khoa Hiệp, không phải bởi vì chính mình phạm vào cái gì sai lầm không thể tha thứ, mà là bởi vì chính mình ngăn cản con đường của người khác, chỉ có mình đi, mới có thể cho Triệu Phi Dương đằng địa phương. Hứa Thuần Lương cười nói, chính là cái này Lý Nhi, nghe người nói chuyện ta lập tức rộng mở trong sáng. Cố Hậu Nghĩa thưởng thức nhìn qua người trẻ tuổi này. Kỳ thật hắn cũng không cần ý kiến của mình, Hứa Thuần Lương tiểu tử này có chủ kiến có quyết đoán. Bất quá Cố Hậu Nghĩa vẫn là cấp ra Hứa Thuần Lương một chút lời khuyên, kỳ thật chuyện này cũng không phải là không có lượn vòng chỗ trống, cấp trên để hắn từ đâu tới đây đi nơi nào, chỉ hẳn là theo văn lữ cục đến cục vệ sinh, cũng không có nhất định phải làm cho hắn trở lại Trường Hưng bệnh viện. Quá trình bên trên cũng là Hứa Thuần Lương đi trước cục vệ sinh báo đến, cục vệ sinh lại làm ra nhân sự an bài. Nếu như Hứa Thuần Lương về Trường Hưng, đến một lần trên mặt mũi không qua được, thứ hai Triệu Phi Dương chưa hẳn vui lòng tiếp thu, đưa ra phản đối cũng có khả năng. Nhưng nếu như Hứa Thuần Lương có lựa chọn khác, cục vệ sinh đối đầu có bàn giao, Triệu Phi Dương khẳng định cũng sẽ không nói cái gì nhàn thoại. Cố Hậu Nghĩa nhắc nhở Hứa Thuần Lương đừng quên Trường Hưng đi qua phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Triệu Phi Dương đi Trường Hưng nhậm chức về sau nhiều lần chèn ép Nghiêm Hồi Ý. Chính là dưới loại tình huống này Nghiêm Hồi Ý mới tìm quan hệ đi thị bệnh truyền nhiễm viện, hiện tại Nghiêm Hồi Ý tại bệnh truyền nhiễm viện đảm nhiệm người đứng đầu. Hứa Thuần Lương cùng Nghiêm Hồi Ý đánh qua không ít quan hệ, mà lại Nghiêm Hồi Ý đối với hắn phi thường thưởng thức, vừa đi bệnh truyền nhiễm viện thời điểm còn muốn đảo Hứa Thuần Lương đi qua cho hắn hỗ trợ, về sau bởi vì Hứa Thuần Lương từ chối khéo mà không được nữa chi. Hứa Thuần Lương trải qua Cố Hậu Nghĩa nhắc nhở lập tức nhớ tới cái này gốc dạ. Cố Hậu Nghĩa nguyện ý cho hắn bắc cầu, lập tức cầm điện thoại lên liên hệ Nghiêm Hồi Ý. Nghiêm Hồi Ý nghe nói Hứa Thuần Lương cố ý đến bệnh truyền nhiễm viện, liền sững sờ cũng không đánh liền ứng thừa xuống tới, lúc này đưa ra để Hứa Thuần Lương qua tới đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc. Nghiêm Hồi Ý cũng không phải một mực đem vị trí này cho Hứa Thuần Lương bảo lưu lấy, mà là hắn từ khi đi bệnh truyền nhiễm viện, công việc một mực không có triển khai, hắn quá cần Hứa Thuần Lương dạng này hổ tướng. Cố Hậu Nghĩa cúp điện thoại, hướng Hứa Thuần Lương cười nói, ăn nhịp với nhau, Nghiêm Hồi Ý hoan nghênh ngươi đi bệnh truyền nhiễm viện, cục vệ sinh bên kia ta đến chào hỏi. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền làm phiền ngài, đúng, chuyện này gia gia của ta còn không biết, người tuyệt đối đừng nói với hắn. Cố Hậu Nghĩa cười nói, ta biết. Hứa Thuần Lương lại nghĩ tới Cơ Giai Giai cuối tuần sẽ đến bên này, đem tình huống của nàng cùng Cố Hậu Nghĩa kể một chút, Hứa Thuần Lương ý nghĩ là để cô gái nhỏ này ăn nhiều một chút đau khổ. Không phải nàng nào biết được sinh hoạt không dễ. Cố Hậu Nghĩa cho rằng vẫn là trước giao cho Đường Minh Mị, cho nàng an bài một chút đủ khả năng công việc, chờ quen thuộc bệnh viện công việc hoàn cảnh về sau, xác định nàng là khối này vật liệu lại để cho nàng đi theo Hứa lão gia tử học y. Hứa Thuần Lương cùng Cố Hậu Nghĩa trò chuyện lâu như vậy, duy chỉ có không có trò chuyện Trường Thiện bệnh viện trước mắt kinh doanh tình trạng,
kỳ thật không cần trò chuyện cũng có thể nhìn ra liền một nhà vừa mới khai trương dân doanh bệnh viện mà nói, Trường Thiện bệnh viện sinh ý đã là mở cửa nổi giận. Cố Hậu Nghĩa kinh doanh có phương pháp, Hứa Thuần Lương cung cấp bí phương lại cực kỳ linh nghiệp, để rất nhiều bệnh nhân khỏi bị khai đao nỗi khổ, bệnh trĩ loại bệnh này, có thể không khai đao ai nguyện ý thụ kia phần dương tội. Hứa Thuần Lương từ bệnh viện rời đi thời điểm đặc địa đi Trịnh Bồi An chuyên gia phòng khám bệnh nhìn thoáng qua, Trịnh Bồi An bị một đám bệnh nhân vây quanh, bận tối mày tối mặt đều không có rảnh phản ứng hắn, chỉ nói một câu để Hứa Thuần Lương lưu Hạ Trung buổi trưa cùng nhau ăn cơm lại lập tức cho bệnh nhân hỏi bệnh. Hứa Thuần Lương cũng không có ý định lưu lại để Trịnh Bồi An vội vàng. Vừa vặn Tô Tình gọi điện thoại tới, hẹn hắn đi Tân Hồ Thiên uống trà, thanh âm lộ ra mỏi mệt, cảm giác tựa hồ bị ủy khuất. Hứa Thuần Lương đi ra ngoài đón xe thẳng đến địa điểm ước định. Tô Tình đã tại Nam Hồ bên trong quán trà chờ, một người ngồi ở bên hồ, ngơ ngác nhìn qua mặt hồ. Hứa Thuần Lương vây quanh trước mặt nàng, phát hiện nàng đeo kính đen, xích lại gần nhìn thoáng qua, khóc. Đây là... Tô Tình đem mặt xoay tới, đừng nhìn ta, chán ghét. Hứa Thuần Lương cười tại nàng đối diện ngồi xuống, đem nhân viên phục vụ gọi đi qua, điểm ấm trần bì phổ nhị. Tô Tình nhẹ nhàng thở ra, quay sang, xuyên thấu qua kính râm nhìn qua hắn, người vẫn rất tự tại. Hứa Thuần Lương nói, ta luôn luôn như thế. Tô Tình nói, êm đẹp bị người cho cứ vậy mà làm, ta đều thay ngươi cảm thấy biệt khuất. Hứa Thuần Lương cười ha ha. Tô Tình nói, ngươi cười cái gì? Ta đều làm tức chết, trong đài kiên chỉ phát Đông Châu đổ nướng mặt trái tin tức, đặt vào tàu điện ngầm sụp đổ chuyện lớn như vậy không đi đưa tin, ngươi nói bọn hắn đang sợ cái gì? Tại che giấu thật sao? Dựa vào cái gì để ngươi đến cõng nồi? Hứa Thuần Lương trong lòng có chút cảm động, Tô Tình cũng không phải là vì chân tướng bản thân, càng không phải là vì tin mới gì tự do, là vì hắn, Tô Tình đem chuyện của hắn đem so với trời còn lớn hơn, chính nàng thụ bao lớn ủy khuất đều có thể, nhưng là nàng không thể gặp Hứa Thuần Lương thụ bất kỳ ủy khuất. Tô Tình thấy tận mắt Hứa Thuần Lương là như thế nào đẩy lên Đông Châu đổ nướng nhiệt độ, tại Đông Châu đổ nướng tao ngộ dư luận nguy cơ thời điểm. Lại là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế thay đổi càn khôn, nhưng đến cuối cùng vậy mà rơi xuống dạng này hạ tràng, chính trị quả nhiên là không giảng đạo lý. Tô Tình nói, ta không muốn làm, thiên hạ quá đen hắc, Bình Hải truyền hình cùng Đông Châu đài truyền hình cũng trên bản chất không có gì khác nhau, những người kia đều là cá mè một lứa. Hứa Thuần Lương nói, tốt, đừng có đùa nhỏ tính tình, người vừa mới từ Đông Châu đài truyền hình đi ăn máng khác tỉnh vệ thị không bao lâu, hiện tại lại muốn rời khỏi, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào. Ta mới không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào. Tô Tình lúc nói lời này nhìn qua Hứa Thuần Lương, kính râm đều giấu không được nàng trong hai con ngươi ôn nhu ánh sáng, nàng chỉ để ý người trước mắt thấy thế nào, những người khác nàng căn bản không tại hồ. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật bên trong thể chế quy tắc vẫn luôn là cái dạng này, chúng ta sở dĩ cảm thấy trong lòng không công bằng là bởi vì việc này phát sinh ở trên người của chúng ta. Ta nhận tác động đến cũng không lớn. Chân chính thụ thương chính là người ta cảnh bí thư là phó cục bọn hắn những người này. Tô Tình nói, ta mới mặc kệ người khác, ta chính là không thể gặp ngươi thụ ủy khuất. Ta thay ngươi biệt khuất, nói, vành mắt liền đỏ lên. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Hứa Thuần Lương cũng có chút chịu không được cái này, vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Tình tuyết trắng mờ u bàn tay, cô gái nhỏ này là thượng thiên an bài chuyên môn khảo nghiệm ta đạo tâm sao. Nhìn thấy Tô Tình khổ sở như vậy. Hứa Thuần Lương tướng mình đã quyết định đi Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện sự tình nói cho nàng, Tô Tình nghe nói về sau, tâm tình mới thoáng khá hơn một chút, vì trợ giúp Hứa Thuần Lương giải sầu, nàng nói lên cây chuyển người chết chuyển sống nói tới. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, tàu điện ngầm thi công sụp đổ hiện trường cũng truyền tới tin tức tốt, vừa tìm được hai tên bị nhốt người, hai người này mặc dù bị thương, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, đã lân cận mang đến Trường Hưng bệnh viện tiến hành cứu giúp. Chu thư ký khi biết cái này tiến dương về sau, đánh đáy lòng thở dài một hơi, tình thế rốt cục hướng mặt tốt phát triển. Hôm qua hắn đã đội mưa đích thân tới cứu giúp hiện trường tuyến đầu chỉ huy công việc cứu viện, hiện tại hắn muốn trước tiên tiến về Trường Hưng bệnh viện thăm hỏi được cứu nhân viên, muốn làm đủ hết thảy bổ cứu biện pháp. Trường Hưng bệnh viện phương diện tại tiếp vào thông chi về sau, Triệu Phi Dương sớm nửa giờ ngay tại cửa sân chờ. Đối Triệu Phi Dương tới nói, hôm nay trôi qua cũng không thư thái. Hoa Niên tập đoàn phái tới một cái gọi Phùng Trung Á thanh niên tinh anh tiếp nhận Bùi Lâm công việc, cái này Phùng Trung Á từng có qua tại Đại Hàng dày trước kinh lịch, về sau đi ăn máng khác Hoa Niên tập đoàn, đảm nhiệm đường kinh vĩ trợ lý, bởi vì năng lực xuất chúng cấp tốc thu hoạch được tăng lên. Triệu Phi Dương phi thường rõ ràng,
Phùng Trung Á đến chính là vì ngăn được mình, lúc đầu sáng hôm nay an bài một trận trong nội viện hội nghị nội dung chủ yếu chính là vì Trường Hưng bên trong cao tầng giới thiệu một chút vị này mới tới Hoa Niên lớn khỏe mạnh giám đốc, Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng. Hiện tại Chu thư ký đến đây thăm hỏi vừa vặn tướng lần này hội nghị hủy bỏ, dù sao Triệu Phi Dương lúc đầu cũng không muốn làm cái gì nghi thức hoan nghênh, vô luận Đường Kinh Vĩ phái người nào tới, tại Đông Châu, tại Trường Hưng cũng sẽ không có hảo quả tử ăn. Chu thư ký xe còn chưa đến Trường Hưng, Triệu Phi Dương đã nhận được Trương Tùng điện thoại thông chi, Triệu Phi Dương để bảo an mở ra xe cứu thương khẩn cấp thông đạo, an bài Chu thư ký chuyến đặc biệt từ thông đạo tiến vào. Chu thư ký lúc xuống xe, trên bầu trời lại cơn mưa nhỏ tí tách rơi, trước xuống xe Trương Tùng chống lên dù che mưa. Chu thư ký khoát tay áo biểu thị không cần, Triệu Phi Dương mang theo tôn kính tiếu dung đi hướng Chu thư ký, "Chu thư ký, chào mừng ngài đến Trường Hưng chỉ đạo công việc." Chu thư ký nhẹ gật đầu, "Người bị thương tình huống thế nào?" "Tính mệnh không lo, chúng ta an bài bệnh viện cấp cao nhất chuyên gia vì bọn họ tiến hành giải phẫu, trước mắt giải phẫu đều đã kết thúc, khôi phục thuận lợi, đưa vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh." "Vất vả." Chu thư ký không bung dù, những người khác cũng không có bung dù, tất cả đều hộ tống Chu thư ký đội mưa tiến vào phòng bệnh thăm viếng. Trường Hưng bệnh viện bí thư Cao Tân Hoa cũng đang nghênh tiếp trong đám người, bất quá hắn không có giống Triệu Phi Dương như thế tới gần Chu thư ký bên người, chỉ là đứng tại đám người đằng sau, tượng trưng đi theo một vòng. Dựa theo lúc đầu thiết lập, Chu thư ký quan sát qua đi sẽ trực tiếp lên xe rời đi, nhưng hôm nay Chu thư ký lại đột nhiên cải biến chủ ý, quyết định đi bên cạnh đang xây hai kỳ công nhìn một chút. Nhìn thấy sau lưng nhắm mắt theo đuôi đám người kia, Chu thư ký có chút không vui nhíu mày. Hắn để Triệu Phi Dương Cao Tân Hoa cùng Trương Tùng bồi mình qua đi là được, những người khác yêu làm gì, chớ cùng lấy chướng mắt, cái này hai trời, Chu thư ký cũng khí không thuận. Công trình khoản thuận lợi trao về sau, hiện tại trên công trường một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Chu thư ký đối nhìn thấy hết thảy biểu thị hài lòng, đặc địa chỉ an toàn quảng cáo, ngữ trọng tâm trường nói, an toàn hai chữ bất cứ lúc nào cũng không thể quên. Cùng đi ba người cùng một chỗ gật đầu. Chu thư ký nói, Trường Hưng Bệnh viện là chúng ta Đông Châu tòa thứ nhất công tư hợp doanh chữa bệnh hạng mục, cũng là chúng ta tại chữa bệnh thị trường hóa thí điểm. Tiểu Triệu A, người tại thực tế trong công việc gặp được khó khăn gì không có? Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ có khó khăn cũng không thể nói, lúc trước dù sao cũng là Triệu Phi Dương mình một tay tướng Hoa Niên tập đoàn dẫn vào Đông Châu, thúc đẩy công tư hợp doanh, hiện tại coi như hối hận, cũng phải đánh rất răng cửa hướng trong bụng nuốt. Triệu Phi Dương nói, Chu thư ký. Người đã hỏi, ta cũng liền lớn mật nói hai câu, tại cụ thể chấp hành bên trong khó khăn muốn so với chúng ta trong dự tính phải lớn hơn nhiều, cụ thể tới nói chủ muốn là tới từ phía đầu tư, chúng ta không nghĩ tới Hoa Niên tập đoàn tình trạng tài chính sẽ chuyển tiếp đột ngột, Hoa Niên tập đoàn trước mắt nợ nần gây dựng lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trường Hưng bệnh viện phát triển. Cao Tân Hoa là Triệu Phi Dương âm thầm lau vệt mồ hôi, nghĩ không ra hắn thật dám nói ra, nếu như Chu thư ký hỏi ngược một câu, người sớm làm gì đi. Chu thư ký nhẹ gật đầu, dạng này hợp tác hình thức đối với chúng ta là lần đầu tiên, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, bất quá, có vấn đề không sợ, càng sớm phát hiện càng sớm cải biến, ngươi có ý nghĩ gì? Triệu Phi Dương nói, cá nhân ta cho rằng Hoa Niên tập đoàn đang không ngừng tiêu hao tín nhiệm của bọn hắn, Trường Hưng hai kỳ công trình khoản cũng là ta nhiều mặt gom góp mới có thể làm dịu, không nhưng đã đình công. Chu thư ký hừ lạnh một tiếng, chúng ta tướng xí nghiệp đưa vào đến chính là muốn bọn hắn kiếm tiền. Nhưng là bọn hắn có thể kiếm tiền, cũng muốn gia tăng chính phủ thu thuế, thôi động bản địa vào nghề, tăng lên chữa bệnh chất lượng, chúng ta muốn không phải ăn cơm hỏng việc xí nghiệp. Trương Tùng nói, hợp tác không phải bán cho bọn hắn, lúc trước hợp tác muốn chính là bọn hắn đầu tư đến phát triển Trường Hưng bệnh viện, chính bọn hắn tài vụ đều xảy ra vấn đề, không có tiền dùng để đầu tư, trên thực tế tạo thành làm trái hẹn. Chu thư ký gật đầu nói, ta nhớ được khu công nghệ cao còn có một cái hạng mục A. Trương Tùng nói, khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, là Cảnh Văn Tuấn đồng chí đưa vào chứng thực hạng mục. Cao Tân Hoa một bên nghe, làm sao cảm giác cái này Trương Tùng có bỏ đá xuống giếng ý tứ, Cảnh Văn Tuấn gần nhất xui xẻo sự tình đã huyên náo dư luận xôn xao, chẳng lẽ lại cũng phải đem dẫn vào Hoa Niên tập đoàn cái này nồi nấu cũng chụp ở trên người hắn. Chu thư ký nhìn qua Triệu Phi Dương nói, Tiểu Triệu A, lúc trước các ngươi làm sao quyết định tuyên chỉ tại khu công nghệ cao? Triệu Phi Dương nói, ta lúc đầu đề nghị tuyên chỉ gác chuông khu, nguyên xưởng hóa chất cánh đồng, về phần cuối cùng tuyên chỉ khu công nghệ cao là Hoa Niên tập đoàn cùng khu công nghệ cao quản ủy hội ở giữa thương nghị kết quả,
Hoa Niên Đường tổng cho rằng khu công nghệ cao cho ra chính sách càng có lực hấp dẫn. Cao Tân Hoa mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng đối Triệu Phi Dương càng phát ra rất khinh bỉ, lúc trước thế nhưng là ngươi Triệu Phi Dương thông qua Cảnh Văn Tú khơi thông khu công nghệ cao quan hệ, thật vất vả mới cầm xuống khu công nghệ cao chữa bệnh vệ sinh dùng địa, hiện tại thế mà trở mặt không nhận chướng. Trách nhiệm giao cho Hoa Niên tập đoàn có thể lý giải, nhưng là ngươi thừa dịp Cảnh Văn Tuấn gặp rủi ro, cũng đi theo ném tảng đá, cái này liền có chút không trượng nghĩa. Chu thư ký nói, Trường Hưng vấn đề quan hệ đến quốc hữu tài sản, quan hệ đến dân sinh, chúng ta dẫn vào vốn liếng không có nghĩa là vốn liếng liền có thể tùy ý làm bậy. Tiểu Triệu, ngươi đem vấn đề sửa sang một chút, trực tiếp hướng ta hợp thành báo, nếu như Hoa Niên tập đoàn không cách nào thực hiện lúc trước hứa hẹn, chúng ta liền phải kịp thời uốn nắn như thế sai lầm, nhất định phải cam đoan ích lợi của quốc gia, cam đoan chữa bệnh và chăm sóc lợi ích của nhân viên. Đưa tiễn Chu thư ký, Cao Tân Hoa không kịp chờ đợi từ trong túi móc ra một điếu thuốc đốt. Triệu Phi Dương tiếu dung chân thành hướng rời đi đội xe vẫy tay, thẳng đến hắn không nhìn thấy đội xe cái mông, lúc này mới quay sang, nhìn qua Cao Tân Hoa ý vị thâm trường nói, nhịn gần chết a. Cao Tân Hoa dùng sức hít một hơi thuốc lá, chậm chậm phun ra một điếu thuốc sương mù nói, nghiện thuốc phạm vào, vừa rồi tại công trường thời điểm, ta quả thực là khó chịu. Hai người đều là trong lời nói có hàm ý. Cao Tân Hoa móc ra bản thân hộp thuốc lá kia đưa cho Triệu Phi Dương, hồi trước Triệu Phi Dương thuốc hút đến so với hắn còn muốn hung. Triệu Phi Dương khoát tay áo nói, ngươi đừng hại ta, ta giới. Cao Tân Hoa kinh ngạc nói, trước mấy ngày còn gặp ngươi rút. Triệu Phi Dương nói, nghĩ thông suốt rồi cũng bỏ đi, không giống ngươi cầm lên liền không bỏ xuống được, cũng không sợ nguy hại khỏe mạnh. Cao Tân Hoa cười nói, ta đều từng tuổi này không có gì phải sợ. Triệu Phi Dương nói, cũng không thể nói như vậy, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, coi như mình không sợ, cũng phải là người nhà suy nghĩ một chút, ta ở phương diện này liền thua thiệt qua. Cao Tân Hoa nói, ngã một lần khôn hơn một chút, người trẻ tuổi không thiệt thòi cũng sẽ không trưởng thành. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, vẫn là ngươi nhìn thấu qua. Cao Tân Hoa lại hít một hơi thuốc lá nói, ta nói là Hứa Thuần Lương. Như thế có chút vượt quá Triệu Phi Dương ngoài ý liệu. Văn Lữ cục sự tình hắn tự nhiên nghe nói, không những như thế, hắn còn đặc biệt chú ý đối Hứa Thuần Lương xử lý, khi hắn nghe nói Văn Lữ cục đem Hứa Thuần Lương thanh lui về nguyên đơn vị, cái thứ nhất hiển hiện ý nghĩ chính là Thương Thiên bỏ qua cho ai, ngươi Hứa Thuần Lương không phải năng lực sao? Đắc chí thời điểm không ít cho ta hạ ngáng chân, hiện tại bày ra chuyện a. Trong thành phố để ngươi từ đâu tới đây đi nơi nào? Trường Hưng cái này miệng đã xong ngươi muốn ăn cũng không dễ dàng như vậy. Triệu Phi Dương cho rằng Cao Tân Hoa là muốn mượn cơ giúp Hứa Thuần Lương cầu tình, mặt ngoài cố ý giả ra hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ tiểu hứa thế nào. Cao Tân Hoa trong lòng thầm mắng hắn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bất quá cũng không có vạch trần, thở dài nói, hồi trước Phương Thiết Quân đánh giả, Ương Thị cũng báo cáo Đông Châu đổ nướng một chút tấm màn đen, khiến cho ảnh hưởng rất xấu, cho nên trong thành phố quyết định nghiêm túc xử lý tương quan người có trách nhiệm, Văn Lữ cục cục trưởng Phó Quốc Dân bị cầm xuống, tiểu hứa cũng bị liên lụy. Triệu Phi Dương gật đầu nói, việc này Phó Quốc Dân cũng thật sự là, một người chịu trách nhiệm không được sao, làm gì đem tiểu hứa cũng dính líu vào. Muốn nói Phó Quốc Dân cùng Hứa Thuần Lương ở giữa còn là thông qua hắn nhận biết, về sau hai người này quan hệ chỗ đến so với hắn còn muốn hôn gần, Triệu Phi Dương trong lòng khó tránh khỏi có chút chua chua hương vị. Kỳ thật Phó Quốc Dân trước đây cho Triệu Phi Dương gọi qua điện thoại, hy vọng hắn có thể nể tình mọi người bằng hữu một trận cho Hứa Thuần Lương một con đường lùi. Phó Quốc Dân không có tướng chuyện này nói cho Hứa Thuần Lương, lo lắng tổn thương tự tôn của hắn, nhưng là Phó Quốc Dân cũng không có cân nhắc Triệu Phi Dương cảm thụ. Nếu như Hứa Thuần Lương trực tiếp tới tìm Triệu Phi Dương lo ngại mặt mũi, có lẽ thực sẽ vì hắn rộng mở đại môn, nhưng Phó Quốc Dân cú điện thoại này làm ra phản tác dụng. Cao Tân Hoa lặng lẽ quan sát đến Triệu Phi Dương sắc mặt, nếu tiểu hứa nguyện ý trở về, người có nguyện ý hay không tiếp thu a? Triệu Phi Dương nở nụ cười, Cao Bí Thư. Người vấn đề này không cần thiết chút nào, người hẳn là so ta hiểu rõ hơn hắn, Hứa Thuần Lương trẻ tuổi nóng tính, hắn đem mặt mũi đem so với thiên đại, ta đoán chừng hắn từ chức cũng sẽ không về đến, hắn lại không thiếu tiền, cái kia Trường Thiện bệnh viện không phải liền là hắn chuyển ra. Cao Tân Hoa cười nói, người vẫn là không cho ta một cái lời rõ ràng a. Triệu Phi Dương nói, hắn có trở về hay không đến không phải ta có thể quyết định, hắn lần này bị xử lý cũng không phải ta làm ra quyết định, Cao Bí Thư. Ngươi chẳng lẽ quên, ta sớm đã từ đi công chức biên chế bên trong sự tình không về ta quản, ngươi sở dĩ trưng cầu ý kiến của ta,
đơn giản là ngươi muốn cho hắn trở về, chuyện này không cần cùng ta thương lượng, Trường Hưng bệnh viện như thế lớn, thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái. Triệu Phi Dương nói xong nghênh ngang rời đi, Cao Tân Hoa tức giận đến kém chút không có chửi mẹ, từ khi Bùi Lâm sau khi chết, người này trải qua ngắn ngủi tinh thần sa sút về sau đột nhiên trở nên ngang ngược càn rỡ, thật không biết hắn là nhìn thấu nhân sinh không sợ hãi sợ, còn là bị kích thích thần kinh bắt đầu không bình thường, bất quá, con hàng này có câu nói không có nói sai, ta mẹ nó không cần thương lượng với ngươi, nếu như Hứa Thuần Lương chịu đến, ta liền có thể làm chủ. Hứa Thuần Lương cuối cùng vẫn là quyết định tiến về Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện, hắn cũng đang chăm chú tin tức, tại sụp đổ sự cố phát sinh ngày thứ ba, hạng năm bị nhốt người cũng được giải cứu ra, nói cách khác lần này sụp đổ sự tình cho nên cuối cùng tử vong một người, trọng thương hai người, vết thương nhẹ hai người. Cứ như vậy sự cố đẳng cấp cuối cùng dừng lại tại khá lớn sự cố bên trên. Sở dĩ bị định vì khá lớn sự cố nguyên nhân chủ yếu là tổn thất kinh tế vượt qua 1.000 vạn. Kỳ thật Đông Châu phương diện cũng nghĩ định tính là sự cố, đáng tiếc sụp đổ ra lớn như vậy một cái hố, để ai nói cũng không chỉ 1.000 vạn. Sự tình phát triển đến bây giờ đã đầy đủ may mắn, ngoại trừ số ít đồng chí, đa số người đều đối kết quả này biểu thị hài lòng. Hứa Thuần Lương nhận được không ít thăm hỏi điện thoại, có Trương Hằng Dương, Đinh Tứ, Trương Hải Đào, những người này biết là bởi vì bọn hắn cùng văn lữ cục quan hệ tương đối mật thiết một chút, trên thực tế một cái nho nhỏ phó khoa cấp cán bộ hướng đi. Không có nhiều người quan tâm. Tần Chính Dương điện thoại lần này tới đến hơi chậm một chút, Hứa Thuần Lương cũng có thể lý giải, thể chế bên trong người bình thường muốn so trên xã hội càng thêm cẩn thận, bọn hắn cần quan sát hướng gió, làm rõ ràng chuyện tình trạng tình thế đến cùng sẽ phát triển đến loại nào tình trạng, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Nếu như Hứa Thuần Lương lần này phạm vào sai lầm lớn, người ta khẳng định tránh không kịp, ai còn sẽ cùng hắn chủ động liên lạc, Tần Chính Dương có thể ngay tại lúc này gọi điện thoại tới. Mặc dù không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là dù sao không có có bỏ đá xuống giếng. Bởi vì nhận sự kiện lần này liên lụy, Hứa Thuần Lương điều tạm kiếp sống cũng theo đó kết thúc, Hồ Sơn Trấn cũng không có khả năng tiếp tục cho hắn giữ lại phó trấn trưởng vị trí. Tần Chính Dương đầu tiên biểu thị ra một chút thăm hỏi, hắn tự mình cũng cho rằng Hứa Thuần Lương không có phạm sai lầm gì lớn, lần này đối với hắn xử lý khả năng chỉ là làm một chút chỉ có bề ngoài. Tần Chính Dương trong lòng vẫn là có thật nhiều hoang mang, Hứa Thuần Lương phía sau là Mai Như Tuyết a, chẳng lẽ lần này Mai Như Tuyết không có ra mặt bảo đảm hắn. Hàn huyên vài câu về sau, Tần Chính Dương hỏi Hứa Thuần Lương hướng đi. Hứa Thuần Lương nói, cấp trên đem ta trở lại nguyên quán. Tần Chính Dương lý giải chính là hắn muốn về Trường Hưng, trong lòng thầm than, Hứa Thuần Lương cái này miệng đã xong cũng không tốt ăn, dù sao hắn tại Hồ Sơn Trấn tạm giữ trước thời điểm tới cái quay giáo một kích. Đối Trường Hưng bệnh viện cũng không có lưu nhiều ít thể diện, bao quát Triệu Phi Dương ở bên trong Hoa Niên hệ đoán chừng trong lòng đều hận chết tiểu tử này. Hứa Thuần Lương đã dạng này, Tần Chính Dương cũng không tiện lại đả kích hắn, khích lệ nói, trở về cũng không tệ, người đi qua tại Trường Hưng bệnh viện công việc liền phi thường xuất sắc, đều là lão đồng sự, liền thích ứng đều không cần. Hứa Thuần Lương nói, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn không nói quyết định đi bệnh truyền nhiễm viện sự tình chứng thực trước đó. Không nên quá sớm lộ ra, miễn cho Nghiêm Hồi Ý mang đến phiền phức. Theo hắn biết Nghiêm Hồi Ý tại bệnh truyền nhiễm viện thời gian vẫn luôn không dễ chịu, phía dưới mấy cái viện trưởng bệnh thành một sợi dây thường cùng hắn đối nghịch. Nghiêm Hồi Ý lần này như thế thực sự nghĩ hắn đi qua, cũng là xem trọng Hứa Thuần Lương có thể giúp hắn mở ra cục diện. Tần Chính Dương nói, Thuần Lương, ngày mốt ta về Đông Châu ngươi có rảnh hay không? Mang Mai chủ nhiệm cùng đi nhà ta ăn cơm. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn trong lời này tồn tại không ít nội hàm, câu nói này mấu chốt là mang Mai chủ nhiệm cùng một chỗ, Tần Chính Dương hẳn là phi thường không giải lần này đối với mình xử phạt, thậm chí hoài nghi Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết ở giữa tình cảm ra một vài vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, ta không có thời gian, mà lại gần nhất tình cảnh tương đối mẫn cảm, các ngươi vẫn là tận lực phòng ngừa cùng gặp mặt ta. Tần Chính Dương nghe hắn một ngụm liền cự tuyệt mình, cũng không có cảm thấy khó xử. Ngược lại cảm thấy Hứa Thuần Lương người này có chừng mực, hiểu được là bằng hữu suy nghĩ. Hứa Thuần Lương lại biểu đạt một chút áy náy, Hồ Sơn Trấn chuyện bên kia có thật nhiều nửa đường gác lại, còn phải phiền phức Tần Chính Dương hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Tần Chính Dương kỳ thật liền đợi đến hắn câu nói này, Hứa Thuần Lương tại trong trấn có văn phòng, nếu như chính hắn không mở cái miệng này, Tần Chính Dương nếu để cho người cho thủ tiêu, chẳng phải là lộ ra tuyệt tình. Hứa Thuần Lương chủ động nhắc tới cái này việc sự tình cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Hứa Thuần Lương bên này vừa mới kết thúc cùng Tần Chính Dương trò chuyện,
Gia Gia liền gọi điện thoại đến đây, nói cho hắn biết đêm nay Cao Tân Hoa cùng Đông Nghiễm Sinh phụ tử tới làm khách, để hắn về nhà sớm. Hứa Thuần Lương một đoán Cao Tân Hoa chính là vì chính mình sự tình, mỗi lần mình gặp được sự tình người ta Cao Tân Hoa là thật lên A, mặc dù mình cùng Cao Hiểu Bạch ở giữa không điện báo, nhưng Cao Tân Hoa cũng không có vì vậy đối với mình quan tâm có bất kỳ thay đổi nào. Hứa Thuần Lương đoán chừng Gia Gia bên kia cũng không gạt được đi, nghĩ lại, lão gia tử nguyên bản đối với mình đi văn lữ cục liền không thế nào quan tâm, cho là hắn là tại không làm việc đàng hoàng, tại Gia Gia nhìn đến nhân gian chính đạo chính là trị bệnh cứu người, cái khác cũng không sánh nổi. Bởi vì Tần Chính Dương kia thông điện thoại, hắn chưa phát giác lại nghĩ tới Mai Như Tuyết, kỳ thật tại chuyện này sau khi phát sinh, hắn là không muốn Mai Như Tuyết biết đến, chớ nhìn hắn ngay trước Mai Như Tuyết bột luôn nói ăn bám, hy vọng Mai Như Tuyết bảo bọc mình, nhưng nam nhân ai không muốn tự tôn, hơn phân nửa đều nghĩ tại người yêu trước mặt bày biện ra mình ngăn nắp một mặt, không hy vọng mình cô đơn thất ý tình trạng bị nàng nhìn thấy. Nhưng Mai Như Tuyết lần này biểu hiện có chút thái độ khác thường, coi như nàng còn tại tập bên trong học tập, cũng không trở thành bận đến liền điện thoại đều không đánh, không biết có phải hay không trùng hợp. Từ khi văn lữ cục xảy ra chuyện về sau, Mai Như Tuyết liền cái ân cần thăm hỏi đều không có, Hứa Thuần Lương cũng không có chủ động liên hệ nàng, vẫn là chờ đến hết thảy đều kết thúc rồi nói sau. Hứa Thuần Lương vừa đi vào ẩn hồ quan để đại môn, Phạm Lý Đạt gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết một cái đột phát sự kiện, Phó Quốc Dân không có trở lại kinh thành, chuẩn bị khi xuất phát, bị khống chế lại, theo nói là bị tra ra hắn tại chú kinh bạn trong lúc công tác có chút khoản không rõ, Đông Châu đại tửu điếm Lý Tú Mai cũng bị liên lụy đi vào. Phạm Lý Đạt ngữ khí lộ ra khẩn trương, mặc dù hắn cùng chú kinh bạn không có gì liên lụy, nhưng là Phó Quốc Dân lần này chỉ sợ là không có cơ hội xoay người. Thể chế bên trong người, có hai cái sai lầm không thể phạm, một là vấn đề kinh tế, hai là sinh hoạt vấn đề tác phong, cái trước tính chất càng nghiêm trọng hơn một chút, mà lần này Phó Quốc Dân khả năng hai cái sai lầm đều phạm vào. Phạm Lý Đạt cú điện thoại này không dám đánh quá lâu, chỉ là nói cho Hứa Thuần Lương chuyện tiến triển, để hắn có chuẩn bị tâm lý, đừng tưởng rằng theo đối bọn hắn xử phạt ra sân khấu, hết thảy liền gió tiêu mưa tán, xem tình hình, Đông Châu đổ nướng vấn đề chỉ là một đạo món ăn khai vị. Đằng sau còn sẽ có sự tình. Hứa Thuần Lương tâm tình nhận lấy một chút ảnh hưởng, kỳ thật coi như Phó Quốc Dân tại chú kinh bạn thật có vấn đề kinh tế cùng hắn cũng không có quan hệ, nhưng là có chút người sẽ có phiền toái. Phó Quốc Dân đem mình lấy được văn lữ cục liền thu nhận nhiều như vậy chỉ trích, nói hắn dùng người không khách quan, như vậy đem Phó Quốc Dân từ Đông Châu chú kinh bạn đề bạt đến văn lữ cục cục trưởng trên ghế ngồi người chẳng phải là muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Đề bạt Phó Quốc Dân người là Chu thư ký A. Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu còn nhận vì lần này cầm Phó Quốc Dân khai đao, Chu thư ký có chảy nước mắt chảm mã tắc khí phách, nhưng hiện tại xem ra, chân chính nhấc lên cuộc phong ba này có khác cao nhân. Chính như Phạm Lý Đạt nói, Đông Châu đồ nướng bị đẩy hướng sân khấu chỉ là món ăn khai vị, theo Phó Quốc Dân vấn đề càng tra càng nhiều, hiện tại Đông Châu đã là trời u ám. Chu thư ký ngồi trong phòng làm việc phá lệ bình tĩnh, điện thoại trên bàn vang lên hai lần, hắn đều không có tiếp. Có thể trực tiếp đánh vào tới không có mấy người. Hắn hiện tại điện thoại của ai đều không muốn tiếp, tàu điện ngầm thi công sụp đổ sự cố phát sinh đột nhiên, cái này khởi sự cho nên làm rối loạn hắn trận cước, thậm chí thúc đẩy hắn làm ra một cái quyết định sai lầm. Nếu như chuyện xảy ra thời điểm liền có thể đoán trước đến bây giờ kết cục, hắn sẽ không đồng ý nhiệt độ chuyển di đề nghị. Nhưng khi đó ai cũng không thể cam đoan cái này khởi sụp đổ sự cố sẽ phát triển đến loại trình độ nào, hắn đối đất sắt hai hào tuyến công trình coi quá nặng. Đông Châu tàu điện ngầm quan hệ đến một phương dân sinh. Lúc trước Đông Châu tàu điện ngầm hai kỳ công trình đạt được trả lời thời điểm, trong nước hưng khởi không ít chỉ trích, nói Đông Châu chỉ là một cái địa cấp thành phố, nói Đông Châu thành thị định vị căn bản không nên có nhiều như vậy đầu đường xe lửa, thậm chí cầm Đông Châu Đức GDP nói sự tình. Nhưng hắn vẫn là đỉnh lấy áp lực tướng chuyện này làm thành, Đông Châu xây thành chỉ là vừa mới bắt đầu, số 3 tuyến số 4 tuyến về sau còn sẽ có 5, 6, 7, 8. Đông Châu tàu điện ngầm là lâu dài quy hoạch, hai kỳ chỉ là bắt đầu tuyệt không phải kết cục. Chu thư ký phi thường chân quý được không dễ tàu điện ngầm công trình, lặp đi lặp lại căn dặn vấn đề an toàn, nhưng càng là sợ cái gì càng là đến cái gì, chuyện xảy ra về sau, hắn chỉ có thể hết tất cả cố gắng đi bổ cứu, bao quát ngăn chặn nóng độ, tận lực đừng cho ảnh hưởng trái chiều mở rộng. Hiện tại xem ra, giống như chuyện này có chút nhỏ nói thành to, nhưng ai cũng không thể biết trước. Theo hạng cuối cùng bị nhốt nhân viên cứu ra, tàu điện ngầm thi công sụp đổ sự cố cuối cùng hết thảy đều kết thúc,
Chu thư ký đang suy nghĩ có phải hay không thông qua phương thức nào đó đối phó quốc dân làm ra bồi thường thời điểm, phó quốc dân bị tra ra vấn đề kinh tế. Chu thư ký biết được tin tức này thời điểm, cả người đều bị choáng váng, não hải ngắn ngủi trống không về sau, hắn bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Hắn phẫn nộ nguyên nhân thực sự không chỉ là phó quốc dân cô phụ mình kỳ nhìn, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là có người đã sớm bắt đầu bố cục, lợi dụng lần này cơ hội tốt, trước đem mầm tai và hợp lý dẫn hướng văn lữ cục, sau đó tiếp tục thả ra phó quốc dân hắc liệu. Phó quốc dân vấn đề bị tra ra càng nhiều, liền chứng minh phân công hắn người thiếu khuyết ánh mắt, dùng người không quan sát bốn chữ này đã có thể đủ bị mất rơi một người hoạn lộ. Chu thư ký nhớ tới phó quốc dân sai lầm một trong chính là dùng người không khách quan, hiện tại mình đâu? Mình làm sao lại hồ đồ như vậy, vì cái gì không có thấy rõ đó là cái liên hoàn cục. Bên ngoài vang lên cẩn thận từng ly từng tí tiếng đập cửa, Chu thư ký quá quen thuộc thanh âm này, không cần nhìn đều biết là Trương Tùng. Cửa không khóa, đem mọi người cản ở bên ngoài không phải cánh cửa này, mà là Chu thư ký địa vị cùng quyền lực. Trương Tùng khi lấy được đáp ứng sau mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào văn phòng. Sau khi đi vào, hắn đầu tiên nhìn thoáng qua Chu thư ký chén trà, sau đó đi tục nước, hắn người bí thư này làm được tận chức tận trách. Chu thư ký các loại Trương Tùng đi đến máy đun nước bên cạnh thời điểm, mới nói, không cần đổ, ta cũng nên đi. Trương Tùng sửng sốt một chút, công tác của hắn quyết định hắn sẽ đối với lãnh đạo mỗi câu nói cũng sẽ ở đáy lòng tiến hành từng câu từng chữ cân nhắc, Chu thư ký câu nói này tựa hồ có ý riêng. Trương Tùng vẫn thêm đầy nước, chỉ từ lá trà nhan sắc cùng tính chất. Hắn liền có thể nhìn ra cái này hoa nhài chi là chén thứ hai, còn xa không đến đổi lá trà thời điểm, những năm này đi theo Chu thư ký bên người, cái gì nên làm cái gì không nên làm, hắn nắm chắc đến cực kỳ tinh chuẩn, đây cũng là Chu thư ký một mực lưu dụng hắn nguyên nhân. Cung cung kính kính dùng hai tay tướng tục trà ngon đặt ở Chu thư ký trước mặt, Chu thư ký, vậy ta đây liền đi an bài xe. Chu thư ký nhìn qua Trương Tùng, người cùng Triệu Phi Dương quan hệ không tệ a. Trương Tùng nói, đã sớm nhận biết, bất quá một mực không có gì thâm giao, gần nhất tiếp xúc đến hơi nhiều một chút. Chu thư ký nhẹ gật đầu, bởi vì Kiều Như Long sự tình a. Trương Tùng nói, đúng, Kiều Như Long nằm viện trong lúc đó hắn dâng tuần mệnh lệnh của bí thư cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Trường Hưng bệnh viện, điện thoại càng là chưa hề gián đoạn qua. Chu thư ký nói, Kiều Như Long có thể nhặt về cái mạng này cũng đủ may mắn. Trương Tùng cười nói, người hiền tự có thiên tướng. Chu thư ký nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nói, cũng không phải tất cả người tốt đều sẽ có hảo báo. Trương Tùng cười cười không nói gì, bởi vì Chu thư ký câu nói này xác thực không tốt tiếp. Chu thư ký nói, đúng rồi, người tìm đến ta có việc. Trương Tùng nhẹ gật đầu. Chu thư ký nói, để ta đoán một chút, là Vương Hạ Nhất để ngươi tới tìm ta à. Trương Tùng nói, Chu thư ký thật sự là liệu sự như thần. Chu thư ký nhìn điện thoại trên bàn một chút, ta biết là hắn đánh tới, chính là không muốn tiếp. Trương Tùng mím môi, từ Chu thư ký câu nói này liền có thể lĩnh hội tới, Chu thư ký đối Vương Hạ Nhất sinh ra rất lớn cái nhìn, lúc trước đề nghị chuyển di nhiệt độ người kia chính là Vương Hạ Nhất, thượng vị giả ở giữa sự tình không tới phiên hắn cái này làm thư ký chen vào nói. Chu thư ký nói, phó quốc dân vấn đề kinh tế lúc nào điều tra ra. Trương Tùng nói, chuyện mới vừa rồi. Nói nhảm. Chu thư ký đột nhiên liền bạo phát. Trương Tùng nuốt nước miếng một cái, câm như hến. Chu thư ký nói, phân công cán bộ chương trình là bày làm ra vẻ sao. Kiến nghị, đề cử, khảo sát, thảo luận quyết định, cuối cùng bổ nhiệm, đã phó quốc dân tại chú kinh bản đã sớm tồn tại vấn đề kinh tế, hắn là thế nào qua năm cửa ải chém sáu tướng từng bước một đi tới hôm nay. Trương Tùng lấy can đảm nói, hẳn là hắn ngụy trang đến tương đối tốt đi. Chu thư ký lắc đầu, một người lại sẽ ngụy trang cũng không có khả năng giấu giếm qua tất cả mọi người con mắt, chỉ tồn tại hai loại khả năng, một là bản thân hắn vấn đề liền không lớn, chỉ là gặp đặc thù thời điểm, có người ra ngoài lợi ích chính trị cần cố ý tướng vấn đề phóng đại. Hai là đang tuyển chọn quá trình bên trong có người cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt, là phải là thả dây dài câu cá lớn. Trương Tùng lặng lặng lắng nghe, cũng chỉ có thể lặng lặng lắng nghe. Hắn không thích hợp phát biểu ý kiến, Chu thư ký cũng không có để hắn phát biểu ý kiến. Chu thư ký uống một hớp, cảm xúc cấp tốc bình phục xuống dưới, người cảm thấy ai thích hợp nhất tiếp nhận ta. Trương Tùng nở nụ cười, Chu thư ký, người đây là cho ta ra nan đề a, ta trong vấn đề này không quyền lên tiếng. Chu thư ký nói đi, nói sai cũng không quan hệ. Trương Tùng nói, bình thường tới nói Vương thị hy vọng lớn nhất.
Chu thư ký nở nụ cười, chính hắn cũng nghĩ như vậy đi. Trương Tùng nói, ta đây nhưng không biết. Chu thư ký nói, ta tại Đông Châu thời gian không nhiều lắm, bất quá ngươi có thể tiếp tục lưu lại. Trương Tùng lần thứ nhất nhìn thẳng Chu thư ký con mắt, ánh mắt của hắn tràn đầy ủy khuất cùng không giải, Chu thư ký lời này có ý tứ là muốn cùng mình phân rõ giới hạn. Trương Tùng nói, ta muốn lưu ở người bên người tiếp tục học tập. Chu thư ký lạnh nhạt cười nói, học cái gì? Đánh cờ vẫn là câu cá. Ngươi hai phương diện này bản lĩnh đã sớm vượt qua ta, tiểu Trương A ngươi phải nhớ kỹ, thể chế bên trong muốn đi lâu dài còn phải cước đạp thực địa, nhất là đối như ngươi loại này không có bối cảnh người mà nói. Chu thư ký nói xong cầm lên điện thoại trên bàn, bấm Vương Hạ Nhất văn phòng điện thoại, Hạ Nhất A, ta ngày mai phải đi ra ngoài một bận, Đông Châu chuyện bên này liền giao cho ngươi. Không đợi Vương Hạ Nhất làm ra đáp lại, Chu thư ký liền quả quyết đã cúp điện thoại. Trương Tùng phảng phất nhìn thấy Vương Hạ Nhất lúng túng biểu lộ, hắn cũng không cho rằng phó quốc dân sự tình là Vương Hạ Nhất một tay bày ra, nhưng là Chu thư ký hiển nhưng đã bị chọc giận tới. Hứa Thuần Lương về đến trong nhà thời điểm, Cao Tân Hoa cùng Đông Nghiễm Sinh hai người đều đến, Đông Nghiễm Sinh hôm nay có chút khoa trương, chuyên môn mang theo cái đầu bếp tới, đầu bếp một người tại trong phòng bếp bận rộn, những người khác tại khách sảnh bồi Hứa lão gia tử nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương cùng bọn hắn bắt chuyện qua, Cao Tân Hoa lấy cớ có chuyện tìm hắn thương lượng, đi theo tiến vào Hứa Thuần Lương gian phòng, đóng cửa lại, đem tiếp nhận Hứa Thuần Lương về Trường Hưng ý nghĩ nói cho hắn. Hứa Thuần Lương nói, người không có cùng lão gia tử nói đi. Cao Tân Hoa lắc đầu, cũng không phải chuyện gì tốt, ta tâm lý nắm chắc, đối với hắn vẫn luôn là tốt khoe xấu che. Hứa Thuần Lương hướng Cao Tân Hoa giơ ngón tay cái lên. Cao Tân Hoa nói, cho ta cái lời rõ ràng, người có trở về hay không? Hứa Thuần Lương nói, ta trở về Triệu Phi Dương không được khó chịu chết, ta có nhà dưới. Cao Tân Hoa nháy nháy mắt, tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương đem mình quyết định đi bệnh truyền nhiễm viện sự tình nói cho hắn, Cao Tân Hoa liên tục gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm đề nghị Hứa Thuần Lương đi bệnh truyền nhiễm viện, Nghiêm Hồi Ý mặc dù năng lực, nhưng liền bởi vì như thế, hắn đối Hứa Thuần Lương mới có thể càng thêm nể trọng, đi qua hai người bọn họ tại Nguy Sơn đảo bệnh viện phối hợp chính là chứng cứ rõ ràng. Hứa Thuần Lương từ bỏ trở về Trường Hưng bệnh viện còn có một chỗ tốt chính là phòng ngừa cùng Triệu Phi Dương phát sinh xung đột chính diện, Triệu Phi Dương thái độ cho thấy hắn tuyệt không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, Hứa Thuần Lương nếu như lại lần nữa trở về Trường Hưng, tránh không được muốn làm khó dễ. Hứa Thuần Lương căn dặn Cao Tân Hoa hiện tại trước đừng đề cập chuyện này, chờ hết thảy đều chứng thực, hắn sẽ đích thân cùng ra ra nói. Hai người trở lại phòng khách, Hứa Trường Thiện nói, ngươi làm sao không có đem Tiểu Tuyết gọi tới dùng cơm. Hứa Thuần Lương cười nói, nàng còn ở bên ngoài tập trung huấn luyện đâu. Hứa Trường Thiện nói, người chớ gạt ta, vừa mới ta còn tại tin tức bên trên thấy được nàng đâu. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, ra ra chắc chắn sẽ không nói dối, hắn phản ứng đầu tiên là có thể là Bình Hải truyền hình tin tức, nhưng hơi chút suy nghĩ đã cảm thấy không thể nào, lấy Mai Như Tuyết cấp bậc còn không đủ trình độ cấp tỉnh mới nghe. Một bên Thư Viễn Hàng nói, buổi sáng nàng đã gọi điện thoại cho ta. Chủ yếu là hướng ta nói rõ một chút Kiều Như Long gần nhất tình huống, ta nhớ được nàng nói người tại Đông Châu, còn nói rõ trời sắp xếp người cho ta đưa ít đồ biểu đạt tạ ý, ta còn tưởng rằng an bài ngươi cho ta tặng lễ đâu. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, ta cho ngươi tặng lễ ngươi dám thu sao? Trong lòng đã có chút cảm giác khó chịu, Mai Như Tuyết trở về, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng mình đánh, mà lại mình gần nhất ngay tại thất bại thời điểm, ấn lý thuyết không nên a, là nàng thật bận bịu không thể phân thân. Vẫn là lựa chọn tránh hiểm nghi. Mình phạm cũng không phải cái gì sai lầm lớn, giống như không cần thiết khoa trương như vậy chứ, chẳng lẽ lại mình có chỗ nào đắc tội nàng. Hứa Thuần Lương tiến về bệnh truyền nhiễm viện thủ tục phi thường thuận lợi, cục vệ sinh bên này một đường đèn xanh. Tại đa số người xem ra, Hứa Thuần Lương không tính là phạm sai lầm, chỉ là đứng sai đội, hắn còn trẻ, bản thân cấp bậc không cao, hiện đang điều chỉnh phương hướng còn kịp, bởi vì cái gọi là thuyền nhỏ hơn quay đầu. Đông Châu hai ngày này có phần không yên tĩnh, nguyên chú kinh bạn phó chủ nhiệm phó quốc dân bởi vì vấn đề kinh tế bị tra, khu công nghệ cao đảng công quan lớn Cảnh Văn Tuấn đi Hải Châu khu đang phát triển, mặt ngoài là bình điều, nhưng biết nội tình người đều thanh sở, Cảnh Văn Tuấn đường thăng thiên bị phong kín. Cái này chàng địa chấn xa không yên tĩnh hơi thở, Đông Châu bên trong thể chế tất cả mọi người tại nín hơi quan sát. Hứa Thuần Lương tại cục vệ sinh xong xuôi thủ tục, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Ngoài ý muốn nhận được Kiều Như Long điện thoại, hẹn hắn đi Nam Sơn Quy Lư gặp mặt.
Hứa Thuần Lương nguyên bản kế hoạch hôm nay đi gặp Mai Như Tuyết, hiện tại Kiều Như Long tới, cùng hắn gặp mặt một lần cũng tốt, luôn cảm giác mình gần nhất cùng Mai Như Tuyết ở giữa sinh ra vết rách cùng Kiều Như Long có quan hệ. Hứa Thuần Lương đi vào Nam Sơn Quy Lư thời điểm, Kiều Như Long đã đến một hồi, đang xem lấy báo chí, Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút, hắn thấy lại là một chương Đông Châu Nhật Báo. Đương kim loại này thời đại, xem báo chí người đã không nhiều lắm, nhìn loại này chính báo càng ít, đại khái cùng Kiều gia chính trị gen có quan hệ đi. Kiều Như Long tướng báo chí buông xuống, hướng Hứa Thuần Lương cười cười, từ hắn mặt đỏ thắm sắc có thể nhìn ra, hắn hiện tại tinh thần không tệ, thuật hậu khôi phục tình huống rất tốt. Long ca, người nhìn trạng thái không tệ, Hứa Thuần Lương mỉm cười vươn tay ra, hắn muốn thông qua nắm tay đến tìm kiếm Kiều Như Long trước mắt tình trạng cơ thể. Kiều Như Long cũng không có đưa tay, trên mặt duy trì không thất lễ mạo tiếu dung, ngồi. Hứa Thuần Lương rút tay về, nhẹ gật đầu, tại Kiều Như Long đối diện ngồi xuống, hắn có loại cảm giác, hôm nay Kiều Như Long kẻ đến không thiện. Kiều Như Long đưa tay sờ một chút kính mắt, tại Hứa Thuần Lương trong trí nhớ, đi qua hắn là không đeo kính, bất quá đeo lên kính mắt Kiều Như Long lộ ra càng thêm nho nhã. Kiều Như Long cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, chuyện của người ta nghe nói. Hứa Thuần Lương nói, người chỉ đến chuyện nào. Kiều Như Long bưng khởi chén trà của mình, nhấp một ngụm trà, trên mặt lộ ra giữ kín như bưng tiếu dung, chuyện của ngươi nhưng thật không ít. Hứa Thuần Lương không kiêu ngạo không tự ti nói, người sống trên đời ai cũng gặp được đến chút chuyện, ta sự tình cùng ngươi tao ngộ so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Kiều Như Long mím môi, dương lên lông mày, làm ra một cái khinh thường biểu lộ, hắn đương nhiên có thể nghe ra Hứa Thuần Lương là đang phản kích. Kiều Như Long nói, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, bất quá có một số việc còn là nói rõ một chút tốt. Kiều Như Long từ trong túi xuất ra một xấp ảnh chụp đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nhìn một chút, có hắn cùng Tô Tình cùng một chỗ ảnh chụp, có hắn cùng Hoa Trục Nguyệt, cũng có hắn cùng Mặc Hàm, có hắn cùng Cao Hiểu Bạch, thậm chí còn có hắn cùng Bạch Lan. Tất cả những hình này đều đã chứng minh một sự kiện, Kiều Như Long tại điều tra mình. Hứa Thuần Lương nói, cha ta à? Kiều Như Long lắc đầu nói, ta mới sẽ không tốn hao tinh lực tại loại chuyện nhàm chán này bên trên. Hứa Thuần Lương sắc bén phản kích nói, có thể hay không cùng cha ngươi là cùng một nhóm người. Kiều Như Long cũng không có bởi vì Hứa Thuần Lương ở trước mặt vạch khuyết điểm mà tức giận, mỉm cười nói, cha ngươi là bằng hữu của ta, cha ta là địch nhân của ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, người đem ta đều làm hồ đồ rồi, chúng ta là bằng hữu hay là địch nhân? Kiều Như Long nói, người ta cũng như thế, chưa hề đem đối phương xem như là bằng hữu của mình, người tôn trọng ta là bởi vì nể tình ta là Tiểu Tuyết ca ca. Ta khách khí với ngươi là bởi vì ngươi là Tiểu Tuyết bạn trai, một khi các ngươi quan hệ trong đó phát sinh cải biến, ngươi ta ở giữa cũng không có cái gì liên hệ, ngươi nói có đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, nghe ngươi kiểu nói này còn giống như có chút đạo lý đâu. Kiều Như Long nói, ngươi là người biết chuyện, cũng thật có chút năng lực, thế nhưng là trên người ngươi khuyết điểm cũng không ít. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trên bàn ảnh chụp, ta không phải nói ngươi thích hái hoa ngắt cỏ phương này bột, ngươi khuyết điểm lớn nhất là xuất thân. Hứa Thuần Lương nhìn qua Kiều Như Long, trong lòng tự nhủ ngươi nha cần phải như thế thẳng thắn sao. Kiều Như Long nói, Tiểu Tuyết để cho ta chuyển cáo ngươi nàng không có ý định cùng ngươi quan hệ trong đó lại tiếp tục. Hứa Thuần Lương nói, người nàng tại Đông Châu sẽ không ở trước mặt hướng ta nói. Kiều Như Long nói, ngươi không cần hoài nghi, chúng ta Kiều gia phi thường dân chủ, không có bất kỳ người nào bức bách nàng làm không tình nguyện sự tình, là nàng trưởng thành, rốt cục ý thức được các ngươi không phải người một đường. Kiều Như Long xuất ra một cái hộp, nhẹ nhàng đẩy lên Hứa Thuần Lương trước mặt, Hứa Thuần Lương mở ra xem, bên trong là mẫu thân và phụ thân đưa cho Mai Như Tuyết lễ vật. Hứa Thuần Lương nói, người đem những hình này cho nàng nhìn. Kiều Như Long lắc đầu, ta không có hèn hạ như vậy, ta cũng từ không cho rằng những sự tình này sẽ ảnh hưởng đến một nữ nhân lựa chọn, nếu như nàng thích ngươi, nàng không lại so đo những này tin đồn thất thiệt sự tình, mà là sẽ lựa chọn đánh bại những này oanh oanh yến yến. Đưa ngươi một mực đem nắm trong tay. Hứa Thuần Lương cười nói, kinh nghiệm của ngươi lời tuyên bố. Kiều Như Long cười ha hả, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà nói, chúng ta đều là lý trí người, dạng này tâm bình khí hòa giải quyết vấn đề rất tốt, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng ta không giống, chúng ta chưa hề đều không là một cái thế giới, coi như ngươi cùng Tiểu Tuyết miễn cưỡng cùng đi tới, sau cùng kết cục cũng sẽ không viên mãn. Hứa Thuần Lương bình tĩnh nói, nguyền rủa sao? Là lời khuyên. Mà lại thụ thương càng nặng người kia khẳng định là ngươi.
dừng lại một chút lại nói, thậm chí còn có thể lan đến gần ngươi người chung quanh. Hứa Thuần Lương nói, đã ngươi như thế thẳng thắn ta cũng hỏi một câu, là không phải là bởi vì phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, hủy ngươi chính trị tiền đồ, cho nên Kiều gia tướng bộ này gánh nặng đặt ở Tiểu Tuyết vai đầu. Kiều Như Long ngón tay đánh một chút mặt bàn, từ hắn ngôn ngữ tay chân bên trong Hứa Thuần Lương đọc được nội tâm của hắn bất an. Kiều Như Long trầm mặc một hồi lâu, mới nói Kiều gia nhi nữ sinh ra muốn so những người khác mệt mỏi một chút, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, sinh ở một cái người bình thường nhà kỳ thật so với chúng ta may mắn được nhiều. Hứa Thuần Lương nói, bất luận kẻ nào đều có thuộc tại hạnh phúc của mình, chỉ là muốn nhìn các ngươi có muốn hay không tranh thủ. Kiều Như Long nói, ta hy vọng ngươi cùng Tiểu Tuyết ở giữa sự tình kể từ hôm nay liền làm triệt để kết thúc, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật giữa các ngươi tình cảm cũng không như trong tưởng tượng khắc cốt minh tâm. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải cái thích dây dưa người, nhưng ta còn là muốn nghe nàng chính miệng nói cho ta. Kiều Như Long lắc đầu nói, nàng chẳng mấy chốc sẽ rời đi Đông Châu. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, nhèo mắt lại nhìn qua Kiều Như Long, nói thật, ta rất chán ghét ngươi bây giờ này tấm cao cao tại thượng bộ dáng. Kiều Như Long nói, ngươi cảm thấy ta cao cao tại thượng là bởi vì ngươi cùng rất nhiều người bình thường một dạng quen thuộc tại quỳ nhìn ngươi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, có đạo lý, xem ra chúng ta không có giao nói tiếp cần thiết. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, gia gia của ta kỳ thật rất thích ngươi, nhưng là trên đời này có một số việc chính là kỳ quái như vậy, thích không nhất định không phải đạt được. Hắn là tại hướng Hứa Thuần Lương chính thức tuyên bố, Kiều gia đại môn đã đối Hứa Thuần Lương triệt để quan bế. Hứa Thuần Lương nói, kia ta đi trước. Kiều Như Long nói, cho ngươi thêm một cái lời khuyên, một đầu cá chép lại thế nào ưu tú cũng không cần ý đổ bơi vào biển cả, kỳ thật đối với nó tới nói giang hà hồ nước đã đầy đủ rộng lớn. Hứa Thuần Lương nói, đó là ngươi kiến thức còn chưa đủ chưa thấy qua cá chép thành tinh. Nói xong câu đó Hứa Thuần Lương liền đứng dậy rời đi, hắn không có cảm thấy tiếc nuối. Kiều gia cùng mình phân rõ giới hạn tự nhiên có bọn hắn thì lo, cũng không có nghĩa là Mai Như Tuyết ý nghĩ, Hứa Thuần Lương nhận là chân chính được chịu tổn thất chính là Kiều Như Long. Lúc đầu hắn đã quyết định ra tay cứu trị Kiều Như Long, hiện tại hiển nhưng đã không có cái kia tất yếu, nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình, hắn mới khinh thường đi làm. Hứa Thuần Lương đi ra quán trà, trên bầu trời tung bay mưa phùn, thời tiết như vậy không khí thích hợp chia tay, dọc theo đá xanh xếp thành đường nhỏ một đường tiến lên. Trong không khí phiêu đãng ướt át lại tươi mát hương vị, bị gột rửa sau thế giới rực rỡ hẳn lên. Mai Như Tuyết chống đỡ một thanh trong suốt dù che mưa không có dấu hiệu nào xuất hiện tại chỗ góc cua, đây không phải ngẫu nhiên. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mai Như Tuyết, nụ cười của hắn y nguyên ấm áp. Mai Như Tuyết tại cách hắn một mét địa phương dừng bước lại, nàng cũng đang cười, tiếu dung mê người vẫn như cũ, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng lại đọc được yêu thương. Hứa Thuần Lương nói khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không tiếp tục nguyện gặp ta. Mai Như Tuyết nói, vốn là dạng này dự định, bất quá càng nghĩ, người ta ở giữa lẽ ra họa cái trước dấu chấm tròn. Hứa Thuần Lương nói, trong nhà cho ngươi áp lực. Mai Như Tuyết lắc đầu, là chính ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, người ta ở giữa không có hạnh phúc. Ngươi không thể giống như ta tại ước thúc cùng quy tắc hạ còn sống, mà ta cũng vô pháp giống như ngươi tín mã do cương. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch. Mai Như Tuyết giơ lên dù che mưa muốn vì Hứa Thuần Lương che kín đầu đỉnh tung bay mưa, Hứa Thuần Lương cự tuyệt, Mai Như Tuyết thanh dù này quá nhỏ dung không được giữ một khoảng cách hai người. Hai, Mai Như Tuyết nói, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, ta muốn lấy sau sẽ không lại cùng ngươi liên lạc. Hứa Thuần Lương nói, ta mãi mãi cũng tại. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, chiếu cố tốt mình, thu liễm một chút tính tình của ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, bản tính cũng khó rời đi. Mai Như Tuyết nhìn thoáng qua trong tay hắn hộp, nói khẽ, giúp ta hướng bá mẫu nói tiếng xin lỗi, để nàng thất vọng. Hứa Thuần Lương nói, nàng quan tâm là ta, hẳn là sẽ không thất vọng. Mai Như Tuyết nói, đúng, cái này vòng tay rất nhanh sẽ tìm được tốt hơn chủ nhân, điểm này ta thật hâm mộ ngươi, có phụ mẫu chân chính quan tâm ngươi. Hứa Thuần Lương nói, quá mức lý tính cũng không là một chuyện tốt, gia gia ngươi, đại ca ngươi bọn hắn đều là một loại người, ngươi phải hiểu ta nói cái gì. Hứa Thuần Lương không cần tướng lại nói thấu, Mai Như Tuyết minh bạch, hắn là nhắc nhở mình, vô luận gia gia vẫn là đại ca bọn hắn đều tướng lợi ích của gia tộc đặt ở vị thứ nhất, thủ trước tiên nghĩ không phải là của mình hạnh phúc. Mai Như Tuyết nói khẽ, ngươi hiểu lầm bọn hắn, chia tay là ta chủ ý của mình, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Mai Như Tuyết nói, ta đi.
ta đưa ngươi. Mai Như Tuyết nói, không cần. Bọn hắn chia tay lý trí lại bình tĩnh, không có tê tâm liệt phế, không có cực kỳ bi thương, có lẽ hôm nay chia tay chỉ là vì ngày mai tốt hơn trùng phùng, nhân sinh không lại bởi vì chia tay mà dừng lại, sinh hoạt vẫn tràn ngập hy vọng. Hứa Thuần Lương lựa chọn đưa mắt nhìn, thẳng đến Mai Như Tuyết biến mất tại đường đi chỗ ngoặt, hắn mới ngẩng đầu thở phào một cái, mình từ khi nào bắt đầu trở nên như vậy nhi nữ tình trường rồi. Có lẽ tại hắn giao phó Hứa Thông hoàn toàn mới sinh mệnh đồng thời, Hứa Thông cũng đang lặng lẽ cải biến chính mình. Hứa Thuần Lương tại trong mưa dạo bước thời điểm, nhận được Chu lão thái điện thoại, lão thái thái nói cho Hứa Thuần Lương nàng liền muốn rời khỏi Đông Châu, trước khi rời đi bao hết chút bánh chưng để Hứa Thuần Lương cầm tới. Lão thái thái thường xuyên nhớ Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nhưng từ trong lời nói của nàng bắt được một loại nào đó không giống bình thường tin tức, Chu lão thái rời đi Đông Châu có thể hay không cùng Chu thư ký có quan hệ. Dù sao gần nhất Đông Châu phát sinh một hệ liệt sự tình để vị này người đứng đầu năng lực lãnh đạo nhận lấy chất vấn. Hứa Thuần Lương đánh chiếc xe thẳng đến Chu lão thái thái trong nhà, lão thái thái cũng không phải là ở nhà một mình, con dâu của nàng Thư Giao đang chỉ huy người hỗ trợ thu xếp đồ đạc, rất nhiều thứ đều đánh gói kỹ. Chu lão thái thái một mặt không cao hứng, lẩm bẩm ta đồ vật của mình chính ta chỉnh lý, ai, đừng nhúc nhích ta đổ chua cái bình. Hứa Thuần Lương mặc dù nhận biết Chu thư ký lâu như vậy, nhưng vị này Chu gia nữ chủ nhân hắn còn là lần đầu tiên gặp, đi qua hướng Thư Giao cười lên tiếng chào hỏi, Thư A Di, dọn nhà đâu? Có gì cần xuất lực phương người chỉ cần phân phó. Thư Giao nhìn Hứa Thuần Lương một chút, tiểu Hứa đúng không, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, ngươi là Chân Thuần biểu ca. Hứa Thuần Lương biểu muội Chân Thuần gần nhất cùng con trai của nàng Chu Đức Minh yêu đương, cho nên Thư Giao cũng liền đặc biệt lưu ý một chút gia đình của nàng bối cảnh, Thư Giao người là phản đối. Nhưng là Chu thư ký cho rằng rất tốt, nhất là nhi tử như thế hướng nội tính cách, thích hợp tìm tính cách sáng sủa hướng ngoại nữ hài tử. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Thư Giao nói, sao ngươi lại tới đây? Dọn nhà chuyện này nàng cũng không muốn ngoại nhân biết. Chu lão thái nói, ta để tiểu Hứa tới, ta cho hắn bao hết bánh chưng. Thư Giao nhíu mày, vị này bà thật là không bớt lo, càng là loại này thời khắc mẫn cảm, càng không nghĩ quá nhiều người biết. Nhưng nàng ngược lại tốt, chủ động đem người hướng trong nhà lĩnh. Chu lão thái đem Hứa Thuần Lương gọi vào phòng bếp, tiến vào phòng bếp trước đó không quên quay đầu nhìn con dâu một chút, nhỏ giọng nói, người đừng phản ứng nàng, gặp ai cũng cùng thiếu nàng tiền đồng dạng. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, mẹ chồng nàng dâu quả nhiên là thiên địch. Chu lão thái từ trong nồi vớt ra nấu xong bánh chưng, nhắc tới lẩm bẩm nói, vừa nấu xong, phương sừng chính là thịt tống, sừng nhọn chính là bánh chưng ngọt. Người cầm lại nhà có thể lập tức liền ăn, cái khác thả trong tủ lạnh. Hứa Thuần Lương nói, ngài đây là dự định chuyển đi chỗ nào? Chu lão thái thở dài nói, tỉnh thành, người Chu thúc trong công tác có điều động, đi tỉnh thành. Hứa Thuần Lương nội tâm chấn động quả nhiên để hắn đoán chúng, Chu thư ký lần này đi tỉnh thành hẳn không phải là phổ thông lên chức, mà là nhất gần Đông Châu phát sinh một hệ liệt sự kiện gánh chịu trách nhiệm. Trước mắt Đông Châu còn không có chính thức tin tức tuyên bố. Đoán chừng người biết còn không nhiều, ai sẽ tiếp nhận Chu thư ký chức vị? Vương Hạ Nhất sao, từ Đông Châu đổ nướng đến tàu điện ngầm thi công công trường sụp đổ, từ chuyển di nhiệt độ, đến phó quốc dân bị tra, mỗi sự kiện đều là có người ở sau lưng tỉ mỉ bố cục, cái này phía sau màn thao bản nhân thủ đoạn thật sự là cao thâm mà chắc. Hứa Thuần Lương cũng không có ở lâu, cầm bánh chưng liền cáo từ rời đi, đến đi ra bên ngoài vừa vặn gặp Chu thư ký, Hứa Thuần Lương cùng hắn lên tiếng chào. Chu thư ký nhìn qua Hứa Thuần Lương ánh mắt có chút phức tạp, nói khẽ, về sau có thời gian đi Nam Giang làm khách. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Chu thư ký đã chủ động nhắc tới, mình cũng sẽ không ngại hỏi nhiều một câu, Chu thư ký, người đi tỉnh lý. Chu thư ký nói, trong công tác bình thường điều chỉnh, đi tỉnh Nhân Đại. Chúc mừng Chu thư ký. Chu thư ký cười cười, trong lòng có phần cảm giác khó chịu, có gì có thể chúc mừng, mặt ngoài là đi trong tỉnh đảm nhiệm lãnh đạo làm việc. Nhưng trên thực tế đâu? Hắn thể chế con đường đã đi đến cuối con đường, tiếp qua mấy năm chính là hội nghị hiệp thương chính trị. Mặc dù sớm tối đều muốn đi một bước này, nhưng với hắn mà nói lần này điều chỉnh vẫn là tới hơi sớm, hắn tự hỏi tại Đông Châu nhậm chức trong lúc đó vẫn làm không ít hiện thực, Đông Châu tàu điện ngầm từ không tới có, từ số 1 tuyến đến số 3 tuyến, đây đều là tại hắn nhiệm kỳ bên trong khởi động, bây giờ 1 đến 3 hào tuyến đã quán thông, tàu điện ngầm 2 kỳ công trình. Số 3 tuyến kéo dài đoạn cùng 4 năm số 6 tuyến cũng đã bắt đầu thi công, thế nhưng là hắn lại không duyên chứng kiến hoàn thành quán thông một khắc này. Nhân sinh khó tránh khỏi tiếc nuối,
nhưng là Chu thư ký lần này hoàn toàn là bởi vì trong chính trị ngộ phán tạo thành, hắn vậy mà tiếp thu Vương Hạ Nhất đề nghị, tới cái điểm nóng chuyển di, kỳ thật tàu điện ngầm thi công sụp đổ sự cố bản thân không nghiêm trọng lắm, là hắn tại chuyện này xử lý trải qua tại cẩn thận, cho người hữu tâm thời cơ lợi dụng. Chu thư ký chỉ có cảm thán tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tiếp nhận rời đi Đông Châu hiện thực. Chu thư ký nói, người tại văn lữ cục công việc còn thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, bất quá hắn lập tức liền ý thức được, Chu thư ký căn bản sẽ không chú ý mình điều động vấn đề, mình tại Đông Châu chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, Chu thư ký làm sao lại quan chú hắn thay đổi nhân sự. Hứa Thuần Lương thế là đem mình theo văn lữ cục đi cục vệ sinh sự tình nói. Chu thư ký thế mới biết Hứa Thuần Lương bởi vì Đông Châu đồ nướng sự tình chịu ảnh hưởng, bởi vì cái gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, bất quá Hứa Thuần Lương nhận đến ảnh hưởng hẳn là nhỏ nhất. Chu thư ký nói, lợi dụng cơ hội này hảo hảo lắng động một cái đi, đối với ngươi mà nói chưa nếm không là một chuyện tốt. Hứa Thuần Lương đầy đủ tuổi trẻ, hắn còn có bó lớn cơ hội, lấy Chu thư ký kinh nghiệm, nhân sinh tiến nhập thung lũng thời điểm cũng tức sẽ nghênh đón nhảy lên thời điểm, đương nhiên câu nói này đối mình đã không còn áp dụng. Hứa Thuần Lương mang theo bánh trưng trở về nhà ngoài ý muốn phát hiện tiểu cô Hứa Gia Văn trở về, già liếm chó Trịnh Bồi An buông xuống bận rộn công việc chính vây quanh ở Hứa Gia Văn bên người đại hiến ân cần. Hứa Thuần Lương đem bánh trưng đưa cho Trịnh Bồi An, ông nội của ta đâu? Trịnh Bồi An nói, đi kinh thành, nói là nghĩ cao thúc. Hứa Thuần Lương kinh ngạc nói, đều không nói với ta một tiếng. Hứa Gia Văn nói, ta cũng không nghe hắn nói, còn tưởng rằng hắn ở nhà đâu, tiếp nhận vồ hụt. Sớm biết dạng này ta liền không trở lại. Trịnh Bồi An nói, trong nhà lại không phải là không có những người khác, ngoại trừ sư phụ còn có chúng ta a. Hứa Gia Văn lườm hắn một cái, ngươi còn không làm nhanh lên cơm đi. Trịnh Bồi An trong lòng trong bụng nở hoa, ta cái này đi, cái này đi, cái này bánh chưng bao không tệ, Thuần Lương, ai cho ngươi? Chu Đức Minh nãi nãi. Nghe được Chu Đức Minh, Hứa Gia Văn lập tức hỏi Chu thư ký sự tình. Dù sao con gái nàng cùng Chu Đức Minh tại yêu đương, gần nhất nàng cũng nghe đến không ít phong thanh, nói Đông Châu phát sinh một số việc đối Chu thư ký bất lợi, còn có người truyền Chu thư ký cùng Phó Quốc Dân một dạng ra vấn đề kinh tế. Hứa Thuần Lương đem Chu thư ký đi tỉnh lý sự tình nói cho Hứa Gia Văn, Hứa Gia Văn nghe nói Chu thư ký cuối cùng vẫn là được điều chỉnh, tâm tình cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng, Hứa Thuần Lương cười an ủi nàng nói, tiểu cô, người cùng Chu gia còn không kết hôn nhà đâu. Không cần vì hắn ra sự tình cảm sâu đậm tâm, Chu thư ký người kia thanh liêm vô cùng, không có vấn đề gì. Trịnh Bồi An bu lại, sự tình gì? Chu thư ký đi rồi, thật hay giả? Hứa Gia Văn nói, chỗ nào đều có ngươi. Trịnh Bồi An nói, Chu gia cùng chúng ta không phải tương lai thân gia nha, ta quan tâm một chút cũng là nên. Hứa Gia Văn đỏ mặt, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hứa Thuần Lương nói, đúng đấy, ngươi đi theo mù lẫn vào cái gì? Trịnh Bồi An nói, chiếu ta nói a, cũng chính là Chu Đức Minh đứa bé kia thực sự, đổi thành người khác ta thật không đề nghị cùng loại này quan viên gia đình kết thân, cùng chúng ta dân chúng không phải một cái đường đi. Hứa Gia Văn nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dựa theo ngươi thuyết pháp, Thuần Lương cùng Tiểu Tuyết cũng không thích hợp. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta đã chia tay. Trịnh Bồi An cùng Hứa Gia Văn nghe vậy tất cả giật mình, hai người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Hứa Gia Văn mới vừa hỏi nói thật. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chuyện này ta không cần thiết lừa các ngươi. Hứa Gia Văn nói, tốt bao nhiêu cô nương, làm sao lại điểm. Trịnh Bồi An nói, tình cảm không cùng, có phải hay không là ngươi tiểu tử ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ bị người ta phát hiện. Hứa Gia Văn nói, Trịnh Bồi An, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Hứa Thuần Lương cười nói, còn có một việc muốn tuyên bố. Ta ngày mai chính thức đi bệnh truyền nhiễm viện đi làm, các ngươi trò chuyện, ta về phòng trước sửa sang một chút đồ vật. Trịnh Bồi An cùng Hứa Gia Văn nhìn qua Hứa Thuần Lương lên lầu, Trịnh Bồi An lắc đầu, cảm khái nói, xong, sự nghiệp tình yêu song song gặp khó, đứa nhỏ này uất ức. Hứa Gia Văn tức giận đến đưa tay tại cánh tay hắn bên trên nhéo một cái, Trịnh Bồi An đau ở trên người ngọt ở trong lòng, cái này dù sao cũng là một loại khoảng cách gần thân thể tiếp xúc. Hứa Gia Văn nói, người đến khuyên bảo hắn Thuần Lương đứa nhỏ này đi qua tìm quá ngắn gặp. Trịnh Bồi An nói, hắn sẽ tự sát, ngươi không thể dùng giả ánh mắt nhìn thì hài tử, bên cạnh hắn lại không thiếu nữ hài tử, căn bản không cần ta tới dỗ dành. Hứa Gia Văn nói, nhìn ra được hắn đối Mai Như Tuyết dùng tình rất sâu.
Trịnh Bồi An nói, có thể sâu bao nhiêu? Ngươi đừng tưởng rằng đàn ông của toàn thế giới đều giống ta dạng này dụng tình chuyên nhất, ngươi đánh ta đến, không ra ba ngày, liền có nữ hài tử chủ động nhào tới. Hứa Gia Văn trừng mắt liếc hắn một cái, ta hảo hảo đại chất tử bị ngươi nói thành cái hoa tâm đại la bạc. Lúc này chuông cửa vang lên, Hứa Gia Văn đi mở cửa, đứng ngoài cửa một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài nhi, lại là Mặc Hàm, Trịnh Bồi An cũng cùng đi qua, dương dương đắc ý hướng Hứa Gia Văn cười cười, chính mình nói chuẩn đi, không cần ba ngày, cái này liền ba phút đều không có. Mặc Hàm cười nói, Trịnh tiên sinh, Hứa tiểu thư, Hứa Thuần Lương ở đây sao? Hứa Gia Văn nói, tại, ta đi gọi hắn, làm phiền. Trịnh Bồi An lại nói, hắn tại gian phòng của mình đâu, tâm tình không tốt, người đã đến vừa vặn, giúp chúng ta khuyên hắn một chút. Hứa Gia Văn trong lòng tự nhủ cái này lão Trịnh mưu ma trước quỷ cũng thật nhiều. Mặc Hàm cũng không có cảm thấy không tiện, cười cười, đi trước đổi giày, Trịnh Bồi An chỉ trên lầu, Mặc Hàm nói, hắn làm sao tâm tình không tốt. Trịnh Bồi An thấp giọng nói, thất tình, bị bạn gái đá bỏ. Mặc Hàm mặt có chút phát nhiệt, cái này Trịnh Bồi An nhưng đủ xấu, hắn như thế nguyên một, khiến cho ta giống như muốn tới thừa lúc vắng mà vào giống như. Hứa Thuần Lương nghe được tiếng đập cửa, đáp lại nói, cửa không có khóa. Mặc Hàm đẩy cửa đi vào nhìn thấy Hứa Thuần Lương chính chổng mông lên ở nơi đó chuyển cái gì. Hứa Thuần Lương cũng từ phía sau đánh tới hoa mai ý thức được cái gì, xoay người nhìn lại lại là Mặc Hàm, hắn mau đem cái dương cho khép lại, ta nói người tiến đến cũng không biết thông báo một tiếng. Mặc Hàm nói, ta gõ cửa. Hứa Thuần Lương nói, ta nào biết được là ngươi a, ngươi tốt xấu tự giới thiệu đi, vạn nhất ta không mặc quần áo làm sao bây giờ. Mặc Hàm nói, vậy ta liền gọi ngươi đùa nghịch lưu manh chứ sao. Nàng đi cái ghế một bên ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương dương nhỏ, bên trong là cái gì? Làm ngươi thí sự a. Mặc Hàm nói, để ta đoán một chút, xương rồng có đúng hay không? Hứa Thuần Lương đi qua sờ lên nàng trơn bóng trơn nhẵn chán, ngươi không có phát sốt a. Mặc Hàm nói, cách ta xa một chút, đừng đem suối quẩy dính vào trên người của ta. Hứa Thuần Lương nói, có lầm hay không, đây là nhà ta a. Chiết khấu ta giúp ngươi đánh, phòng ở ta giúp ngươi trùng tu, liền ngay cả ta ngồi cái ghế kia đều là ta mua được đưa cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn muốn lại trong nhà của ta không đi sao thế? Mặc Hàm nói, ta đã sớm khuyên qua ngươi không nên cùng Kiều gia đi được quá gần, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại nếm đến đau khổ a. Hứa Thuần Lương vui vẻ, ngươi qua đây cười nhạo ta. Mặc Hàm nói, ta cũng không có nhàm chán như vậy, ngươi cũng không có gì trò cười để cho ta có thể nhìn, như ngươi loại này lang tâm cẩu phế ra hỏa người bình thường cũng không tổn thương được ngươi. Hứa Thuần Lương nói đi, tìm ta làm gì? Mặc Hàm nói, không có gì đặc biệt sự tình. Chính là nghe nói người nào đó gần nhất thật xui xẻo, cho nên ghé thăm ngươi một chút, an ủi một chút ngươi, tránh khỏi ngươi nghĩ quẩn lại đi nhảy sông. Hứa Thuần Lương cười ha ha, ngươi đã có cái tâm tình này, vậy liền đến điểm thực tế, đừng an ủi, trực tiếp đổi an ủi an đi. Mặc Hàm nắm lên trên bàn trang trí đao, quặng mặt lại nhìn xem hắn, lại nói với ta loại lời này, cẩn thận ta cắt ngươi. Hứa Thuần Lương hai tay chống nạnh, đến a, chả lẽ lại sợ ngươi. Mặc Hàm bỗng nhiên thét to, Hứa Thuần Lương, ngươi muốn làm gì, có ai không, người tới đây mau. Hứa Thuần Lương bị nàng chỉnh có chút mộng bức, đây cũng là hát đến cái nào một màn, bất quá hắn lập tức phản ứng lại, đây là gọi cho bên ngoài người nghe. Hứa Gia Văn cùng Trịnh Bồi An đương nhiên nghe được, Hứa Gia Văn muốn lên lâu, bị Trịnh Bồi An kéo lại, cười nói, tùy bọn hắn náo đi, loại chuyện này một cây làm chẳng nên non. Hứa Gia Văn vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất. Lúc này Hứa Thuần Lương đã từ trong phòng ra, nổi giận đùng đùng nói, ai bảo các ngươi đem cái này người bị bệnh thần kinh bỏ vào đến. Y quan chỉnh tề Mặc Hàm đi theo hắn đi ra, hướng bọn hắn cười nói, vừa mới Hứa Thuần Lương nghĩ cắt cổ tay tự sát, bị ta đưa đao cho cướp lại. Trong tay của nàng quả nhiên cầm một thanh trang trí đao. Hứa Thuần Lương nói, ngươi mới tự sát đâu, vừa mới là ai nắm lấy thanh này trang trí đao nói muốn đem tiểu đệ của ta đệ cho cắt bỏ. Mặc Hàm nói qua muốn cắt hắn cũng không có nói muốn cắt hắn tiểu đệ đệ, người này nhưng thật không biết xấu hổ. Hứa Gia Văn cùng Trịnh Bồi An chỉ coi cái gì đều không nghe thấy, Trịnh Bồi An nói ta đi xào rau. Hứa Gia Văn nói, bánh chưng giống như nấu xong, nàng phát hiện thật đúng là bị Trịnh Bồi An cho nói chuẩn, những người tuổi trẻ này chơi như thế nào không có quan hệ gì với bọn họ,
bảo bối này chất tử căn bản không lo nữ hài tử thích. Không mời mà tới Mặc Hàm yên tâm thoải mái tại Hứa gia ăn một bữa tối, lúc đầu Hứa gia Văn còn lo lắng hai người sẽ đánh nhau, còn tốt bữa tối bầu không khí hài hòa, Mặc Hàm ăn hai cái thịt tống, tán thưởng Hứa gia Văn bánh trưng bao bọc ăn ngon. Hứa gia Văn nói, cái này bánh trưng cũng không phải ta bao. Cơm tối về sau, Hứa Thuần Lương mời Mặc Hàm uống chén sau bữa ăn hồng trà, thấp giọng nói, người ăn uống no đủ, có phải hay không ứng cần phải đi? Mặc Hàm nói, nghĩ không ra Trịnh Bồi An nấu cơm ăn ngon như vậy. Hứa Thuần Lương nói, người nếu là coi trọng hắn, ta có thể giúp một tay giới thiệu. Mặc Hàm nói, hắn không phải ngươi dượng út sao, loại này thất đức sự tình ngươi cũng làm được. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không có chút nào hiểu ta, con người của ta không có điều ác nào không làm. Mặc Hàm nói, Chu thư ký đi tỉnh nhân đại tài chính kinh tế ủy ban, về sau Chu thư ký biến thành Chu chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, hắn là thăng là hàng cùng ta đều không có quan hệ gì, dù sao ta đi cho tới hôm nay một bước này là bằng thực lực bản thân. Bằng thực lực bị đánh về nguyên hình. Bằng thực lực bị quăng độc thân, người thực lực này thật đúng là không tầm thường. Hứa Thuần Lương nói, biết ta bị quăng, liền trước tiên đưa hàng tới cửa, ngươi là có bao nhiêu thích ta. Mặc Hàm nói, ngươi thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp, Mai Như Tuyết đã dùng qua đồ vật ta mới không muốn. Hứa Thuần Lương bị Mặc Hàm cái này trực tiếp làm phương thức nói chuyện cho cả sẽ không, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Mặc Hàm, ngươi lặp lại lần nữa. Mặc Hàm nói, lời hữu ích không nặng hai lần. Hứa Thuần Lương, đừng nhìn ngươi một mặt không quan trọng, kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi, ngươi người này cuồng vọng tự đại, hết lần này tới lần khác tại Mai Như Tuyết trên thân cắm té ngã, lúc đầu một con chân đã bước vào Kiều gia đại môn, thật không nghĩ đến lại bị người ta một cước đá ra, bị người lợi dụng tư vị không dễ chịu a. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không đồng nhất thẳng cũng đang lợi dụng ta, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho ai dùng không phải dùng. Mặc Hàm nói, Kiều lão người này thật không đơn giản. Chu thư ký là Diệp lão phe phái người, Đông Châu tàu điện ngầm sở dĩ có thể trổ hết tài năng, phía sau cùng Diệp gia ủng hộ không không quan hệ, mặt ngoài nhìn, Chu thư ký là bởi vì tàu điện ngầm an toàn cùng dùng người không quan sát vấn đề, nhưng trên thực tế những sự tình này đều là chuyện nhỏ, nguyên nhân chân chính là Kiều gia cùng Diệp gia quan hệ trong đó vỡ tan, Diệp gia có người muốn hướng Kiều gia lượng kiếm, Kiều gia thế là cho Diệp gia một hạ mã uy, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ Kiều gia thực lực còn tại. Hứa Thuần Lương là thật không nghĩ tới chuyện này phía sau thế mà tồn tại phức tạp như vậy đánh cờ, như thế nói đến Chu thư ký chỉ là Kiều Diệp hai nhà đánh cờ vật hy sinh. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương đi qua đã từng là thống lĩnh vạn chúng ngũ độc giáo chủ, nhưng bên trong thể chế hung hiểm muốn viễn siêu giang hồ chém giết. Hứa Thuần Lương nói, Diệp Thanh Nhã cùng Kiều Như Long ly hôn. Mặc Hàm nói, người cùng bọn hắn đi được gần như vậy chẳng lẽ không biết chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, người ta cặp vợ chồng sự tình ta làm gì như thế chú ý. Mặc Hàm nói, Diệp Thanh Nhã không phải ngươi chị nuôi sao. Hứa Thuần Lương nói, luận đến bát quái còn phải là ngươi. Mặc Hàm nói, ngươi ngược lại tốt, phủi mông một cái đi bệnh truyền nhiễm bệnh viện, lúc trước đem chúng ta xích đạo vốn liếng hấp dẫn đến Nguy Sơn đảo đầu tư, hiện tại ngươi bỏ gánh đi, không có chút nào phụ trách nhiệm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nghĩ ta đối với ngươi phụ cái gì trách nhiệm. Mặc Hàm nói, không phải ta xem thường ngươi, ta trách nhiệm này ngươi thật đúng là không chịu nổi. Hứa Thuần Lương nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai các ngươi xích đạo vốn liếng cũng không phải người ngu, vì cái gì chạy đến Nguy Sơn đảo đầu tư. Trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu, rõ ràng chiếm đại tiện nghi còn cùng ta ở chỗ này kêu khổ, ngươi có phải hay không có chút quá phận. Mặc Hàm nói, Đại Hằng cùng Minh Đức tập đoàn đã chính thức ký kết. Bọn hắn bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục cùng chúng ta đầu tư khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ, Hồ Sơn trấn làm như vậy liền có chút không nói. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật đúng là nói đúng, trách nhiệm này ta chính là nghĩ phụ cũng không chịu nổi, ta đi qua tại Hồ Sơn trấn cũng chính là điều tạm quan hệ, hiện tại ta bị văn lữ cục thanh lui, liền văn phòng đều cho ta đào. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Minh Đức tập đoàn là Hàn Tư bối cảnh, Mộc Thiên tập đoàn là Nhật Tư bối cảnh. Các ngươi tồn tại cạnh tranh quan hệ, một mực mở rộng cứ duy trì như vậy là được, tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, tranh cái ngươi chết ta sống, đến lúc sau chính phủ lại tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Mặc Hàm nói, ngươi biết tân nhiệm bí thư là ai chăng? Hứa Thuần Lương lắc đầu, Chu thư ký không nói, hắn cũng không có hỏi, kỳ thật ai đến cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Mặc Hàm nói, Uông Kiến Minh. Hứa Thuần Lương lập tức nghĩ đến Uông Kiến Thành,
chẳng lẽ cái này Uông Kiến Minh cũng cùng Uông gia có quan hệ? Mặc Hàm nói, Uông Kiến Minh là Uông Kiến Thành đại bá nhi tử, cũng là Uông gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, năm nay mới 44 tuổi. Hứa Thuần Lương nói, ta chưa thấy qua người này. Mặc Hàm nói, Uông Kiến Thành gần nhất cùng Minh Đức tập đoàn ngay tại hợp tác, Uông Kiến Minh đến khẳng định sẽ để cho Minh Đức tập đoàn phát triển như hổ thêm cánh, đối ngươi mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm nói, điều này cùng ta quan hệ tốt giống không lớn a. Mặc Hàm nói, Hoàng Hữu Long cùng nhà các ngươi ân oán không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Coi như ngươi có thể buông xuống, người ta cũng sẽ không thả, ngươi mặc dù có năng lực, nhưng là dựa vào đơn đả độc đấu cũng rất khó cùng Minh Đức tập đoàn kháng hoành, huống chi người ta Minh Đức tập đoàn phía sau còn có Nhạc Tinh tập đoàn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng bọn hắn có thù a? Mặc Hàm nói, ta đây không phải giúp ngươi giải quyết vấn đề nha. Nha, ngươi thật là quan tâm ta. Mặc Hàm nói, hẳn là, dù sao ngươi cũng từng trợ giúp qua ta. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ngươi đánh lấy giúp ta cờ hiệu đến lợi dụng ta. Mặc Hàm hướng mình tốt như thế, mục đích đơn giản là hướng về phía xương rồng, trên một điểm này nàng cùng Hoàng Hữu Long kỳ thật không có gì khác biệt về bản chất. Mặc Hàm đang đợi hắn trả lời chắc chắn thời điểm, trong nhà lại khách tới rồi, lần này là Cơ Dai Dai, nàng sớm từ kinh thành đến đây, bởi vì tới qua Hứa Thuần Lương nơi ở, cho nên lần này thẳng đến ẩn hồ quan để bảo an liên hệ Hứa Thuần Lương về sau, để cho đi. Không bao lâu Cơ Dai Dai kéo lấy một cái to lớn dương hành lý xuất hiện tại Hứa Thuần Lương cửa nhà, Hứa Gia Văn cùng Cơ Dai Dai từng có gặp mặt một lần, lúc ấy vẫn là tại Chu lão gia tử tang lễ bên trên, Cơ Dai Dai mang đến một cái mấy chục người liên hợp khóc tang đoàn. Cơ Dai Dai đem hành lý đưa cho Hứa Gia Văn, a di, nhanh giúp ta một chút, mệt chết ta. Hứa Gia Văn tiếp nhận dương hành lý, lại giúp nàng tướng thật to hai vai bao cầm xuống dưới. Khoan thai tới chậm, Hứa Thuần Lương trừng tròng mắt nói, ta nói người đây là hát cái nào một màn. Không phải ngày mốt mới tới sao? Cơ Dai Dai nói, ta đây không phải đến cấp ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn sao? Phòng ta ở đâu? Hứa Gia Văn nhìn Hứa Thuần Lương một chút, không nghe nói nàng muốn tới nhà ở a? Hứa Thuần Lương nói, ngươi trước đánh cho ta ở, ta lúc nào đáp ứng ngươi vào ở tới. Cơ Dai Dai nói, ngươi là sư phụ ta, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ta đến Đông Châu nhờ cậy ngươi, không ở ngươi chỗ này cũng không thể ngủ ngoài đường a. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, ngươi mặc kệ hắn, cô nàng này người đến điên. Cơ Dai Dai nói, ta mệt chết, ngươi tranh thủ thời gian an bài cho ta cái địa phương, ta muốn tắm rửa đi ngủ, cũng không thể để cho ta ngủ phòng khách a. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có tiền như vậy, khách sạn 5 sao tùy ngươi ngủ, ngươi đừng ở trước mắt ta lắc, ta hai ngày này phiền đây. Cơ Dai Dai nói, ta biết điều như vậy đồ đệ, người khác thích đều thích không đến làm sao lại phiền đâu. Mặc Hàm lúc này cũng đi tới, có người vừa mới thất tình, đang có lửa không có chỗ phát đâu, người cũng đừng trêu chọc hắn. Cơ Dai Dai một song hai mắt trợn tròn xoe thất tình. Sư phụ ta bị mai như tuyết quăng. Một cái Mặc Hàm đều đủ Hứa Thuần Lương nhức đầu, hiện tại lại nhiều cái Dai Dai Hứa Thuần Lương chỉ cổng, tranh thủ thời gian tìm địa phương ở đi. Cơ Dai Dai hướng Hứa Gia Văn nói, a di, sư phụ ta quá tuyệt tình. Hứa Gia Văn dịu dàng cười nói, nếu không dạng này, ngươi trước ở khách phòng, khách sạn ngày mai lại nói. Cơ Dai Dai nói, được rồi. Hứa Thuần Lương buồn bực nói, nàng không đi ta đi. Trịnh Bồi An nói, đừng a, trong nhà như thế lớn cũng không phải ở không dưới. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, người sáng sớm ngày mai liền mang nàng đi bệnh viện, trước giao cho Đường đại tỷ. Cho nàng sớm một chút đủ khả năng sống, đúng, bệnh viện chúng ta không phải có viên công túc xá sao? Để nàng ở ký túc xá đi. Cơ Dai Dai còn chưa đi xa, kháng nghị nói, ta không dừng chân bỏ, ta liền trong nhà. Gây phiền ta, hiện tại liền để ngươi xéo đi. Cơ Dai Dai hướng hắn làm cái mặt quỷ, đi theo Hứa Gia Văn tiến gian phòng. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Mặc Hàm còn ở bên người, lập tức có chút khó chịu, làm sao? Ngươi cũng định ở hạ. Có muốn hay không ta đằng hé mở giường cho ngươi? Mặc Hàm nói, được người yêu mến không thuận a, ta đi trước, đề nghị của ta ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Không tiễn. Trịnh Bồi An đứng tại Hứa Thuần Lương bên người, đưa mắt nhìn cửa phòng tại Mặc Hàm sau lưng quan bế, cười nói, ngươi cũng phải lấy ra chút nam tử phong độ, đưa tiễn nha. Hứa Thuần Lương mắt lom lom nhìn qua Trịnh Bồi An ho khan một tiếng nói, đúng vậy, làm ta không nói Thuần Lương.
nếu không ngươi dứt khoát từ trước đến bên này đến Trường Thiện bệnh viện đương viện trưởng được, nhà mình bệnh viện còn không là ngươi làm nhà làm chủ, tránh khỏi đi thể chế bên trong thụ kia phần cơn giận không đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là trở về trước tiên đem ngươi cho mở. Trịnh Bồi An nói, lục thân không nhận nha. Đông Châu thị bệnh truyền nhiễm viện ở vào CN khu Lấy Đông, bắt đầu xây dựng vào thế kỷ trước năm 3 năm, là một chỗ tập y, dạy, nghiên, phòng làm một thể cấp 3 ất đẳng bệnh truyền nhiễm chuyên khoa bệnh viện, là Đông Châu Đại học Y khoa phụ thuộc Đông Châu bệnh truyền nhiễm bệnh viện. Trước mắt bệnh viện ngay tại tích cực sáng tạo cấp 3 giáp đẳng bệnh truyền nhiễm chuyên khoa bệnh viện, đây cũng là Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tại Trường Hưng bệnh viện Âu Sầu thất bại Nghiêm Hồi Ý rốt cục tại bệnh truyền nhiễm viện làm tới người đứng đầu. Có người đắc ý liền có người thất ý, Nghiêm Hồi Ý đến tao ngộ Đông Châu bệnh truyền nhiễm kịch bản thổ thế lực căm thù, cái này cái bệnh viện hết thảy có 4 tên phó viện trưởng, Nghiêm Hồi Ý đến ngăn chặn bọn hắn lên cao con đường, lúc đầu phó viện trưởng Phan Tuấn Vĩ có hy vọng nhất gánh chính, hắn năng lực làm việc đột xuất, tại bệnh truyền nhiễm viện cũng có phần được lòng người. Nghiêm Hồi Ý người này bản thân năng lực vẫn có một ít, nhưng là hắn vấn đề lớn nhất là cả lâm. Một người nếu như nói đều nói không lưu loát dễ dàng cho người tạo thành vụng về ấn tượng, hắn thuộc về không hàng bệnh truyền nhiễm viện, tại bệnh truyền nhiễm viện cũng không có căn cơ gì, cho nên mới đến bệnh truyền nhiễm viện về sau liền tao ngộ ban lãnh đạo tập thể đối kháng, loại này đối kháng cũng không phải là mặt ngoài, mà là sau lưng. Cái này liền khiến cho Nghiêm Hồi Ý khai triển công việc vẫn luôn không thuận lợi, hắn cũng nghĩ qua hạ thấp tư thái làm tốt quan hệ đồng nghiệp, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nghiêm Hồi Ý khổ không phá cục chi pháp, dần dần cũng liền trở nên nản lòng thoái chí, đánh tính lừa dối sống qua ngày, ngay ở chỗ này hỗn đến về hưu được rồi. Hứa Thuần Lương đi vào Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện đại môn, đầu tiên nhìn thấy chính là phòng bệnh trên đại lầu quảng cáo, cố gắng sáng tạo cấp 3 giáp đẳng bệnh truyền nhiễm bệnh viện, cái này mang ý nghĩa bệnh viện trước mắt còn không phải tam giáp. Hứa Thuần Lương tìm người y tá hỏi một chút hành chính ký túc xá sở tại địa, đi vào hành chính ký túc xá đại sảnh. Nhìn thấy ảnh chụp trên tường lãnh đạo đoàn đội. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Bí thư Tôn Vi Dân, vị thứ hai mới là Viện trưởng Nghiêm Hồi Ý, 4 vị phó viện trưởng, ngoại trừ Phan Tuấn Vĩ bên ngoài tất cả đều là nữ, theo thứ tự là Lý Xuân Yến, Triệu Hồng Hà, Đàm Duyệt, ban kỷ luật thanh tra người phụ trách cũng là nữ tên là Dương Khánh Hồng. Trong đoàn đội bột còn có cái tổng kế toán viên cao cấp Lâm Minh Minh, cái này cùng khác bệnh viện không giống nhau lắm, bất quá cái này Lâm Minh Minh nên tương đương với tài vụ khoa trưởng. Là bệnh viện thần tài. Hứa Thuần Lương đứng tại ảnh chụp tường nhìn đằng trước trong chốc lát, tổng thể cảm giác lãnh đạo đoàn đội lệch tuổi trẻ, trên cơ bản đều là 3-40 tuổi, Nghiêm Hồi Ý tại một đám người lộ ra đến lệch già, số tuổi là một nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn tráng niên sớm tạ. Hứa Thuần Lương đi trước tổ chức nhân sự khoa báo đến, khoa trưởng Tương Mỹ Cúc là cái hơn 50 tuổi mập lùn phụ nữ, ngồi ở chỗ đó có chút ăn nói có ý tứ, nghe Hứa Thuần Lương tự giới thiệu về sau. Trên mặt mới thoáng lộ ra một tia tiếu dung, người đi qua tại Trường Hưng bệnh viện công việc, ta nghe nói qua ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ khẳng định không phải chuyện tốt gì, cười tủm tỉm đối Tương Mỹ Cúc nói, công việc sau này bên trên mong rằng khoa chỉ giáo nhiều hơn. Tương Mỹ Cúc nói, mọi người tương hỗ học tập đi. Nàng đứng dậy dẫn đầu Hứa Thuần Lương đi phòng làm việc của viện trưởng. Hai người tới trước cửa thời điểm, vừa vặn có người từ bên trong ra. Người kia chính là thứ nhất phó viện trưởng Phan Tuấn Vĩ, Phan Tuấn Vĩ hiển nhiên mang theo tính tình, lúc đi ra hung hăng tướng môn ném lên. Tương Mỹ Cúc kêu một tiếng Phan viện trưởng Phan Tuấn Vĩ nhẹ gật đầu, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười. Phan Tuấn Vĩ cũng nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào, sau đó bước nhanh rời đi. Tương Mỹ Cúc gõ viện trưởng cửa phòng làm việc, đạt được Nghiêm Hồi Ý đáp ứng về sau đẩy cửa tiến vào. Nghiêm Hồi Ý trên mặt cũng mang theo chưa cởi nộ khí, bất quá nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, hắn đổi giận thành vui, cười đứng dậy, tiểu Hứa tới rồi. Hứa Thuần Lương phát hiện hắn thế mà không có cả lâm. Tương Mỹ Cúc nói, Nghiêm viện, người ta cho ngài mang đến, các ngươi là lão đồng sự, ta cũng không cần giới thiệu. Nghiêm Hồi Ý gật đầu nói, vất vả ngươi. Tương Mỹ Cúc rời đi về sau, Nghiêm Hồi Ý vui tươi hớn hở cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, Thuần Lương A. Ta đại biểu Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện hâm nóng. Liệt hoan hoan, nghênh ngươi đến, không có nói mấy câu lại bắt đầu cả lâm. Hứa Thuần Lương nói, đa tạ Nghiêm viện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghiêm Hồi Ý cười ha ha, hẳn là, ngồi. Mời Hứa Thuần Lương ở trên ghế salon ngồi xuống, tự mình cho hắn ngâm chén trà. Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm viện,
việc này ta tự mình tới. Nghiêm Hồi Ý nói, hôm nay ngươi là, khách nhân, cũng là người một nhà, ngươi ngồi. Hứa Thuần Lương tiếp nhận hắn đưa tới trà xanh, một giọng nói tạ ơn. Từ Nghiêm Hồi Ý đối với mình đến biểu hiện ra vui sướng đó có thể thấy được, lão Nghiêm tại bệnh truyền nhiễm viện làm cũng không như ý, vừa rồi Phan Tuấn Vĩ cửa cử động liền cho thấy vị kia phó viện trưởng không có đem Nghiêm Hồi Ý cái này chức vị chính để vào mắt. Nghiêm Hồi Ý vốn định an bài Hứa Thuần Lương đảm nhiệm viện xử lý chủ nhiệm, nhưng bây giờ viện xử lý chủ nhiệm Dương Vân Phong là Phan Tuấn Vĩ người, Nghiêm Hồi Ý mới vừa rồi cùng Phan Tuấn Vĩ liền đang thương lượng chuyện này, Phan Tuấn Vĩ thái độ phi thường kiên quyết, hắn không đồng ý Nghiêm Hồi Ý nhân sự an bài, cho rằng Dương Vân Phong công việc vẫn luôn phi thường xứng chức, thay đổi hắn hảo không có lý do. Nghiêm Hồi Ý có chút nén giận, mình một cái chức vị chính bổ nhiệm viện xử lý chủ nhiệm còn muốn hắn một cái phó viện trưởng đồng ý. Hắn lúc này biểu thị sự tình quyết định như vậy đi, nghĩ không ra Phan Tuấn Vĩ tại chỗ liền phát lửa, còn cùng hắn quẳng cửa. Bởi vì Phan Tuấn Vĩ biểu hiện ra cường ngạnh thái độ, Nghiêm Hồi Ý cũng không thể không cẩn thận xử lý, hắn bắt đầu lo lắng Phan Tuấn Vĩ bắn ngược, dù sao mấy vị phó viện trưởng đều là bện thành một sợi dây thừng. Chính cùng Hứa Thuần Lương trò chuyện đâu, bí thư Tôn Vi Dân gọi điện thoại tới, Phan Tuấn Vĩ đã đem sự tình phản ứng cho Tôn Vi Dân. Tôn Vi Dân chính là vì chuyện này Tôn Vi Dân cái này bí thư cùng khác bệnh viện không giống nhau lắm, khác bệnh viện, bí thư trên cơ bản không nhúng tay vào bệnh viện cụ thể quản lý kinh doanh, nhưng là Tôn Vi Dân bàn tay đến có chút dài, thỉnh thoảng ra tú tồn tại cảm, những cái kia phó viện trưởng sở dĩ bện thành một sợi dây thường cùng Nghiêm Hồi Ý đối nghịch, cùng cái này Tôn Vi Dân ủng hộ có quan hệ chặt chẽ. Tôn Vi Dân van nài bà thầm nghĩ, lão Nghiêm A, ta nghe nói người muốn đối viện làm công việc tiến hành điều chỉnh. Chuyện này là không phải phải thận trọng suy tính một chút. Nghiêm Hồi Ý nói, lão Tôn. Tôn Vi Dân tại đầu bên kia điện thoại đã bắt đầu chửi mẹ, người mẹ nó sớm không cả lăm muộn không cả lăm, hết lần này tới lần khác lúc này cả lăm, có phải hay không có chủ tâm cố ý. Nghiêm Hồi Ý liên tiếp nói ba cái tôn chữ mới nói lắp đi qua, viện xử lý chủ nhiệm chức vị rất trọng yếu, căn cứ quan sát của ta, Dương Vân Phong đồng chí mặc dù tận chức tận trách. Thế nhưng là năng lực của hắn vẫn là có chỗ thiếu thiếu. Thiếu. Tôn Vi Dân nói, lão Nghiêm, người cảm thấy Dương Vân Phong không được ai đi. Nghiêm Hồi Ý nhìn bên người Hứa Thuần Lương một chút, chúng ta viện mới tới Hứa Thuần Lương đồng chí chính là thí sinh thích hợp. Nói câu nói này thời điểm hắn đột nhiên không cả lăm. Tôn Vi Dân nói, lão Nghiêm, Hứa Thuần Lương là người tại trường Hưng bộ hạ cũ A. Người dùng hắn không sợ người khác nói người nhàn thoại. Nghiêm Hồi Ý nói, có. Có gì có thể sợ, chúng ta ở vào trên vị trí này không có khả năng không có có người nói nhàn thoại, mà lại ta đối Hứa Thuần Lương đồng chí năng lực rất rõ ràng. Tôn Vi Dân nở nụ cười, lão Nghiêm A, người biết hắn là bị văn lữ cục thanh lui trở về sao? Nghiêm Hồi Ý nói, công việc bình thường điều chỉnh. Tôn Vi Dân nói, ta đề nghị vẫn là thận trọng một chút, dù sao hắn tuổi trẻ tư lịch kiến thức nông cạn lịch thấp. Vừa lên đến đem hắn đặt ở vị trí quan trọng như vậy bên trên dễ dàng gây nên bản viện công nhân viên chức bất mãn, đối lãnh đạo của ngươi công làm cũng không có chỗ tốt. Nghiêm Hồi Ý từ trong lời của hắn nghe được uy hiếp hương vị, hắn khóe mắt lườm Hứa Thuần Lương một chút, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ngồi ở chỗ đó lẳng lặng thưởng thức trà, kỳ thật Hứa Thuần Lương nhĩ lực sớm đã đem Nghiêm Hồi Ý cùng Tôn Vi Dân đàm trong lời nói cho nghe cái rõ ràng, Hứa Thuần Lương trước khi tới đây liền đối sắp gặp phải khó khăn cùng chỉ trích có chuẩn bị tâm lý. Đi vào Nghiêm Hồi Ý văn phòng thời gian mặc dù không dài, đã cảm thấy Nghiêm Hồi Ý bởi vì mình gặp phải áp lực, đương nhiên cái này cùng Nghiêm Hồi Ý tiền nhiệm sau từ đầu đến cuối không có mở ra cục. Diện có quan hệ, Tôn Vi Dân cũng không có đem lời nói được quá chết, tiếp tục đề nghị, không bằng trước hết để cho hắn đảm nhiệm viện xử lý phó chủ nhiệm, viện trưởng trợ lý, khảo sát một đoạn thời gian lại làm những an bài khác, người thấy thế nào? Nghiêm Hồi Ý mặc dù nghĩ một bước đúng chỗ. Nhưng nếu như hắn kiên trì làm như vậy thế tất sẽ cùng cái khác mấy người chơi cứng, Tôn Vi Dân người này là cái khẩu Phật tâm xà, nói không chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ giật dây những người khác tới cùng mình vật tay, Nghiêm Hồi Ý quyết định trước làm ra nhượng bộ cũng tốt. Cúp điện thoại xem như đạt thành chung nhận thức, Nghiêm Hồi Ý đem Hứa Thuần Lương công tác mới nói cho hắn. Hứa Thuần Lương không quan trọng, danh hiệu chẳng qua là cái hư danh, chức vị chính không nhất định khóa tính, trước mắt Nghiêm Hồi Ý chính là chứng cứ rõ ràng. Mới đến, Hứa Thuần Lương cũng không tốt đem lời giảng được quá sâu, xách ra bản thân đi trước viện xử lý. Nghiêm Hồi Ý biểu thị cùng hắn cùng đi, Hứa Thuần Lương xin miễn hảo ý của hắn, nếu như vậy làm, người khác sẽ càng nhận là quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, khả năng từ ngày đầu tiên khởi liền bắt đầu căm thù hắn.
Nghiêm Hồi Ý lại đem nhân sự khoa trưởng Tương Mỹ Cúc gọi đi qua, để nàng cùng đi Hứa Thuần Lương đi một chuyến. Viện xử lý cùng mấy vị viện lãnh đạo làm việc địa điểm đều tại cùng một tầng lầu, bất quá càng tới gần đầu bậc thang, đa số bệnh viện đều là cái này bố cục, viện xử lý cổng còn có một cái bảo an cương vị, chủ yếu là vì bảo hộ lãnh đạo an toàn, phòng ngừa bọn hắn nhận khách không mời mà đến quấy rầy. Kỳ thật không có nhiều người sẽ thương tổn bệnh viện lãnh đạo, tới gây chuyện hơn phân nửa đều cùng chữa bệnh tranh chấp có quan hệ. Tương Mỹ Cúc đem Hứa Thuần Lương đưa đến viện xử lý, còn không, liền nghe được có người ở bên trong tức tức trách trách, các nàng đều là viện làm nhân viên công tác, hôm nay viện xử lý chủ nhiệm Dương Vân Phong ra ngoài họp, hắn một không tại đáy dưới người liền thả. Tương Mỹ Cúc vừa vào cửa, ba tên nhân viên công tác tất cả đều đình chỉ nói chuyện, từng cái tranh thủ thời gian trở lại bàn làm việc của mình, hiển đến giống như rất bận giống như. Tương Mỹ Cúc quét bọn hắn một chút, tức giận nói, Dương chủ nhiệm đâu? Ra ngoài họp, trả lời vấn đề là một cái nhuộm tóc vàng nữ nhân, nàng gọi Khang Nguyệt Kỳ, là viện xử lý lão nhân, cũng là địa vị gần với Dương Vân Phong người. Tương Mỹ Cúc đơn giản cho các nàng giới thiệu một chút Hứa Thuần Lương, sau đó liền đi về làm việc. Tương Mỹ Cúc vừa đi, lập tức bầu không khí liền sinh động hẳn lên, Khang Nguyệt Kỳ nói, Hứa chủ nhiệm, người còn trẻ như vậy à? Hứa Thuần Lương cười nói, mới đến, các vị chiếu cố nhiều hơn. Cái khác hai nữ hài cũng tới làm tự giới thiệu, cái thấp cái kia gọi Lý Song Song, cái cao gọi Phan Oánh Oánh, nàng là phó viện trưởng Phan Tuấn Vĩ cháu gái ruột. Có thể ở chỗ này ngồi phòng làm việc trên cơ bản đều phải có chút quan hệ, Hứa Thuần Lương có cái phát hiện, bệnh truyền nhiễm viện nữ tính tỷ lệ là thật cao, cảm giác bên này phụ nữ có thể đỉnh hơn nửa bên ngày, đoán chừng như thế mất cân bằng nam nữ tỷ lệ cùng tiền nhiệm lãnh đạo yêu thích có quan hệ. Khả năng bởi vì Hứa Thuần Lương gương mặt này lấy vui, mấy vị nữ đồng sự đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều rất tốt, rõ ràng đối với hắn có mùa xuân nhiệt tình, các nàng tướng tốt nhất làm việc vị thanh lý ra đến cung cấp cho Hứa Thuần Lương làm dùng, từng cái vây quanh Hứa Thuần Lương hỏi lung tung này kia, lẫn nhau thêm phương thức liên lạc. Hứa Thuần Lương người này đối nữ tính lực hấp dẫn tuyệt không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh liền cùng ba vị này nữ đồng sự thân nhau. Lúc đầu cần muốn tự thân đi làm mấy món nguyên do sự việc ba vị nữ đồng sự đại lao. Lý Song Song giúp hắn quét dọn vệ sinh chỉnh lý mặt bàn, Khang Nguyệt Kỳ đi giúp hắn lĩnh quần áo lao động, Phan Oánh Oánh hỗ trợ giải quyết phiếu ăn ngực kẹt. Buổi trưa Hứa Thuần Lương đưa ra mời các nàng ra đi ăn cơm, mấy người nhất trí biểu thị hẳn là các nàng cho Hứa Thuần Lương đón tiếp, bất quá giữa trưa thời gian tương đối gấp, ngay tại nhà ăn đơn giản ăn chút. Hứa Thuần Lương đi theo các nàng ba cái cười cười nói đi nhà ăn, con hàng này mới vừa xuất hiện tại nhà ăn liền hấp dẫn không thiếu nữ hài tử chú ý, dù sao bệnh truyền nhiễm trong nội viện được xưng tụng soái ca không có mấy cái, giống Hứa Thuần Lương loại này tuổi trẻ anh Tuấn càng là khan hiếm phẩm. Đã có người lặng lẽ tìm Khang Nguyệt Kỳ các nàng nghe ngóng Hứa Thuần Lương tài liệu, Hứa Thuần Lương đều không có động thủ, ba vị nữ đồng sự đã đem đồ ăn của hắn cho đánh tốt, soát chính là Phan Oánh Oánh kẹt. Phan Oánh Oánh gia đình điều kiện khá là giàu có, bình thường mặc đều là hàng hiệu nàng nói chuyện cái đối tượng vừa mới chia tay, đang đứng ở tình cảm không cửa sổ kỳ, bên người đột nhiên tới Hứa Thuần Lương như thế một cái đại xuất ca, muốn nói tâm tư không sống động là không thể nào. Các nàng ba trên cơ bản mỗi ngày giữa trưa đều tập hợp một chỗ ăn cơm, nhưng đi qua nào có nhiều người như vậy chú ý, hôm nay cũng không đồng dạng, thỉnh thoảng có người hướng bên này quan sát. Còn có mấy vị to gan y tá mỹ nữ chuyên môn lượn quanh một vòng tròn đi vào các nàng bên này chào hỏi, chung quanh cái bàn đều ngồi đầy, nếu như bọn hắn cái bàn này bữa ăn vị không phải bốn cái, khẳng định có người sẽ chủ động đụng lên đến liều bàn. Khang Nguyệt Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, chúng ta bệnh truyền nhiễm viện là cái sói nhiều thịt ít địa phương, người dạng này nhỏ thịt tươi nhưng phải muốn đề cao cảnh giác. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta tính là gì nhỏ thịt tươi? Nhỏ thịt tươi không được là trắng tinh gầy gò cao cao sao? Lý Song Song nói, vậy cũng không nhất định, nhưng người loại này màu da nhiều khỏe mạnh, để cho người ta nhìn xem có cảm giác an toàn. Phan Oánh Oánh không có dấu hiệu nào nở nụ cười, hẳn là soát đến nào đó đầu buồn cười video, nàng cho dù lúc ăn cơm cũng không có đình chỉ soát điện thoại, hiện tại giống nàng dạng này người trẻ tuổi có rất nhiều. Hứa Thuần Lương nói, Khang tỷ, chúng ta Dương chủ nhiệm tốt ở chung sao? Khang Nguyệt Kỳ nhếch miệng nói, kia đạt được người, dù sao đối với chúng ta đủ nghiêm khắc. Lý Song Song nói, Hứa chủ nhiệm ngươi cùng nghiêm viện trưởng rất quen thuộc sao. Trên một điểm này Hứa Thuần Lương cũng không có gì có thể giấu giếm, nói cho các nàng biết mình đi qua tại trường Hưng thời điểm tại nghiêm hồi ý thủ hạ làm qua. Lúc này Phan Tuấn Vĩ tới dùng cơm,
hướng bọn hắn bên này nhìn thoáng qua, hướng Phan Oánh Oánh vẫy vẫy tay. Phan Oánh Oánh vẫn trầm mê đang cầy coi thường nhiều lần quá trình bên trong, vẫn là Lý Song Song nhắc nhở nàng. Phan Oánh Oánh cái này mới phản ứng được, bưng lên bàn ăn đi thúc thúc ngồi xuống bên người. Phan Tuấn Vĩ nói, các ngươi cùng đồng chí mới tới chung đụng được rất không tệ nha. Phan Oánh Oánh ha ha nở nụ cười, hắn thật đẹp trai. Phan Tuấn Vĩ trong lòng ngầm thán chính mình cái này chất nữ không thế nào thông minh, nếu như không là bởi vì chính mình quan hệ, vệ trường học tốt nghiệp nàng rất khó bưng lên chén cơm này, bất quá đại ca kinh tế tình huống không tệ, lại bày ra mình cái này thúc thúc, đứa nhỏ này sinh ra liền so người khác đi thuật. Phan Tuấn Vĩ nhắc nhở, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhất là tìm đối tượng muốn chú trọng nội tại. Phan Oánh Oánh nói, ta cũng không biết người ta có hay không đối tượng đâu. Phan Tuấn Vĩ triệt để im lặng, nhìn nàng kia một mặt hoa si dạng, 8-9 phần 10 là thích, Hứa Thuần Lương đại danh hắn nhưng là nghe nói qua, người ta không có khả năng coi trọng nàng. Phan Tuấn Vĩ đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ càng nhiều, càng là cảm thấy hắn đến không phải chuyện gì tốt, nghiêm hồi ý cái này người cả lăm, đừng nhìn miệng không lưu loát, nhưng chủ ý xấu không ít, hắn là từ bên ngoài mời một thanh khoái đao tới, dụng ý không nói cũng hiểu. Bao quát Phan Tuấn Vĩ ở bên trong mấy vị viện lãnh đạo đều chướng mắt Nghiêm Hồi Ý, Nghiêm Hồi Ý tiền nhiệm Tiễn Trung Minh là bởi vì sinh hoạt vấn đề tác phong bị cầm xuống, cũng là bởi vì duyên cớ này, bệnh truyền nhiễm viện nội bộ tới một lần đại thanh lý, rất nhiều cương vị đều phát sinh biến động, lần này điều chỉnh quá trình bên trong, Phan Tuấn Vĩ sắp xếp không ít mình người, bí thư Tôn Vi Dân đối công tác của hắn cũng phi thường ủng hộ, hắn vốn cho là mình bị đỡ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Làm sao đều không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Nếu như tới là cái năng lực siêu quần người hắn cũng nên nhận, nhưng Nghiêm Hồi Ý là tại Trường Hưng bệnh viện lăn lộn ngoài đời không nổi bị đá ra khỏi cục, luận năng lực luận quần chúng cơ sở, hắn có bên nào so ra mà vượt mình. Coi như tâm lý lại không công bằng cũng phải tiếp nhận hiện thực, không tài không đức người thân cư thượng vị giả chỗ nào cũng có. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, nhìn thấy cửa phòng ăn nhiều chương thông cáo. Lại là cạnh mời công đoàn thông cáo, lúc đầu công đoàn bởi vì tiền nhiệm viện trưởng liên lụy đã bị miễn chức, cho nên chức vị này rỗng ra tới. Tại bệnh viện đoàn ủy công việc phổ biến không được coi trọng, nhất là bọn hắn loại này chuyên khoa bệnh viện, đoàn ủy cùng công hội có đôi khi chức trách đều phân không rõ lắm, bình thường là cái kiêm chức. Hứa Thuần Lương nhớ tới Tôn Vi Dân cản trở mình trực tiếp trở thành viện xử lý chuyện của chủ nhiệm, lập tức liền thấy hứng thú, không bằng trước tranh cái công đoàn đương đương. Người Tôn Vi Dân không phải cho ta chế tạo chướng ngại sao? Ta trực tiếp đi ngươi ngay dưới mắt lắc lư. Công đoàn cạnh mời điều kiện cho thấy, bản viện công nhân viên chức đều có tư cách, đảng viên ưu tiên. Hứa Thuần Lương mặc dù không phải đảng viên, nhưng là hắn là đoàn viên, phù hợp nhận lời mời điều kiện. Tôn Vi Dân xế chiều hôm đó liền nghe nói Hứa Thuần Lương báo danh cạnh mời công đoàn sự tình, cảm thấy thật là có chút khó tin, tiểu tử này là cái người mê làm quan sao? Mới đi đến bệnh viện đã muốn làm công đoàn, kỳ thật thông cáo chi trước, trong lòng của hắn đã có thí sinh thích hợp, Hứa Thuần Lương báo danh cũng là không tốt. Buổi chiều lúc làm việc, viện xử lý chủ nhiệm Dương Vân Phong cũng quay về rồi, hắn đã sớm biết mới tới cái phó chủ nhiệm, tiến văn phòng, nhìn thấy mấy người chính tụ tập nói chuyện phiếm đâu, lập tức trong lòng khó chịu, đem mặt một chìm, nghiêm nghị nói ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Không muốn trong lúc làm việc ở giữa tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất. Các ngươi không có chính sự làm sao? Ba vị nữ đồng sự tranh thủ thời gian các về các cương vị. Hứa Thuần Lương mỉm cười nhìn qua Dương Vân Phong nói, Dương chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm, chúng ta tại bàn công việc đâu? Dương Vân Phong nói, đàm công việc gì? Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay vừa tới, ba vị đồng sự giúp ta mau chóng quen thuộc công việc quá trình, vậy cũng là chính sự đi. Dương Vân Phong nói, Hứa Thuần Lương đồng chí, công việc của ngươi để ta tới an bài. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi nha nói đủ lớn a, trên mặt vẫn mang theo thiếu dung, Nghiêm viện trưởng an bài ta đương viện trưởng trợ lý, để cho ta trực tiếp hướng hắn phụ trách. Dương Vân Phong đụng phải một cái đinh cứng, ngay trước mấy tên thủ hạ trước mặt, có chút ngượng nghịu mặt hắn hướng Hứa Thuần Lương đi một bước, Hứa Thuần Lương đồng chí, ngươi không muốn cầm lãnh đạo tới dọa ta, ngươi bây giờ thuộc về viện xử lý, muốn làm rõ ngươi bản chức công việc. Ba vị nữ đồng sự ngồi đợi quan chiến. Không nghĩ tới Hứa Thuần Lương như thế cương, vừa tới ngày đầu tiên liền cùng Dương Vân Phong phát sinh xung đột, về sau có trò hay để nhìn. Hứa Thuần Lương nói, Dương chủ nhiệm, vậy ngươi cho ta phổ cập chút khoa học, ta bản chức công việc là cái gì? Chúng ta hàng đầu chức trách là tại viện lãnh đạo dẫn đầu hạ phụ trách toàn viện thư ký cùng hành chính quản lý công việc,
Khang Nguyệt Kỳ ngươi quay đầu đem kỹ càng nội dung công việc cùng Tiểu Hứa giới thiệu một chút. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là ngươi tự mình giới thiệu đi, ngươi là lãnh đạo ngươi nói rõ ràng hơn. Dương Vân Phong có chút buồn bực nhìn qua Hứa Thuần Lương, cái này không phải cố ý gây chuyện sao? Ta tốt xấu là chức vị chính, viện làm việc phạm vi lớn như vậy, ta từng đầu giới thiệu cho ngươi, đến phí nhiều ít nước bọt. Dương Vân Phong nói, ta còn có buổi họp, ngươi có cái gì không hiểu hỏi các nàng. Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi ta ngay tại hỏi a, Dương chủ nhiệm nói chúng ta không làm chính sự. Ngươi, Dương Vân Phong bị kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Tiểu Hứa a, người trẻ tuổi vẫn là phải khiêm tốn một chút, như vậy đi, ngươi ngày mai bắt đầu chức phụ trách đánh chấm công, còn có phụ trách toàn viện kiểm tra an toàn, cái này kiện công việc phi thường trọng yếu. Dương Vân Phong nói xong rời đi. Ba vị nữ đồng sự lập tức tiến tới Hứa Thuần Lương bên người, Phan Oánh Oánh nói, hỏng, người đắc tội Dương chủ nhiệm, điều tra khảo cứu cần là nhất tốn công mà không có kết quả. Hứa Thuần Lương nói, mặc kệ công việc gì dù sao cũng phải có người đi làm. Lý Song Song nói, bệnh viện chúng ta quy định, phàm đến trễ, về sớm, cách cương vị hoặc giờ làm việc dùng cơm, mỗi phát hiện một lần chụp 100 đồng, đến trễ, về sớm, cách cương vị một giờ trở lên người, ấn bỏ bê công việc nửa ngày luận xử, vượt qua nửa ngày theo bỏ bê công việc một ngày luận xử. Khang Nguyệt Kỳ nói, mặc kệ công việc gì cũng không thể quá chăm chú. Dương Vân Phong làm sao đều không nghĩ tới mình hướng Hứa Thuần Lương trong tay lấp một cây đao. Căn cứ bệnh truyền nhiễm viện quy định, tất cả nhân viên muốn tại 8 điểm đến cương vị, tra cương vị kỳ thật chính là đi một chút tình thế, viện xử lý ra 3 người đứng tại cửa chính, lấy thịt người đánh kẹt truyền thống phương thức đến ghi chép đến trễ bản viện công nhân viên chức. Điều tra khảo cứu cần có cái kỹ xảo, gặp được bệnh viện lão nhân, phòng chủ nhiệm, cán bộ lãnh đạo, người liền mở một con mắt nhắm một con mắt, gặp được người mới hoặc là hành chính hậu cần không có gì địa vị nhân viên, nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, thiết diện vô tư. Hôm nay Hứa Thuần Lương phụ trách dẫn đội, Lý Song Song cùng Phan Oánh Oánh một bên phụ tá, Hứa Thuần Lương anh tuấn cao lớn, hai vị nữ đồng sự cũng tỉ mỉ trang phục, đứng tại cửa chính cũng tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Lý Song Song cùng Phan Oánh Oánh đều có phong phú tra cương vị kinh nghiệm, người nào hẳn là tra người nào không nên tra, các nàng đều tâm lý nắm chắc, 8 điểm vừa đến, các nàng liền bắt đầu ghi chép đến chậm tuổi trẻ nhân viên y tế. Vị kia bụng phệ chính là tiêu hóa nội khoa chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô. Mắt thấy hắn nghênh ngang đi tới, Lý Song Song cùng Phan Oánh Oánh lập tức rủ xuống ánh mắt, lựa chọn không nhìn, Phan Oánh Oánh nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Thuần Lương, để hắn tuyệt đối đừng hướng Lương chủ nhiệm nơi đó nhìn, lão Lương tính tình cũng không tốt, nếu như nhìn hắn chằm chằm sẽ rất có thể sẽ bị hắn hiểu thành đối với hắn không lễ phép, nói không chừng sẽ hiện trường cho bọn hắn khó xử. Nếu như nàng không nhắc nhở, Hứa Thuần Lương căn bản không biết vị này Lương chủ nhiệm, nàng nhắc nhở về sau, Hứa Thuần Lương lập tức tập trung vào Lương Nghiễm Tô. Lương Nghiễm Tô rất nhanh liền cảm thấy được có người tại nhìn hắn chằm chằm, cực không thân thiện trừng mắt nhìn Hứa Thuần Lương một chút, nhìn cái gì vậy? Ngươi không biết ta à? Lý Song Song bồi cười giới thiệu, Lương chủ nhiệm, đây là chúng ta mới tới Hứa chủ nhiệm. Lương Nghiễm Tô nói, cha cương vị đâu? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lương Nghiễm Tô đi vào bên trong, Hứa Thuần Lương nói, ghi lại, hắn đến muộn. Lý Song Song cùng Phan Oánh Oánh kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương. Vừa không phải bàn giao hắn sao? Đánh chấm công loại chuyện này ngàn vạn không thể chăm chú, người nào nên nhớ người nào không nên nhớ nhất định phải phân rõ ràng, vị này mới tới phó chủ nhiệm có phải hay không EQ có chút thấp a? Liên đại chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô hắn cũng dám trêu chọc, phải biết đây chính là cái dám cùng viện trưởng vỗ bàn ngoan nhân. Lương Nghiễm Tô lại không đi xa, Hứa Thuần Lương câu nói này hắn nghe được rõ ràng, lập tức dừng bước lại, xoay người lại, lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương, ngươi không biết ta. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, mới quen, ngươi là tiêu hóa khoa chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô. Lương Nghiễm Tô nghe được hắn đối với mình gọi thẳng tên, trong lòng vô danh lửa đằng đi lên, chỉ vào Hứa Thuần Lương cái mũi nói, nhớ ta đến trễ. Ngươi một mực nhớ. Lý Song Song cầm vở, nàng cũng không dám đi lên nhớ, Hứa Thuần Lương đem trong tay nàng vở lấy tới, ở phía trên vừa viết vừa nói, Lương Nghiễm Tô, đến trễ 15 phút. Lương Nghiễm Tô tức giận đến ngay trước mặt mọi người liền chửi ầm lên, người mẹ nó không muốn làm. Hứa Thuần Lương đem vở đưa cho Lý Song Song, hướng Lương Nghiễm Tô đi qua, ta là chấp hành bệnh viện quy định, người đến trễ ta liền phải nhớ, dựa theo quy định đến trễ 15 phút tiền phạt 100. Lương Nghiễm Tô móc ra 100 khối tiền nhét vào Hứa Thuần Lương dưới chân, chưa thấy qua tiền có phải không? Cho ngươi. Hứa Thuần Lương liếc qua tấm kia tiền mặt,
cười lạnh nói, ngươi dù sao cũng là một cái phòng chủ nhiệm, không biết làm gương tốt, còn trước mặt mọi người nháo sự, như thế đại nhân có biết hay không mất mặt hai chữ viết như thế nào? Ngươi mẹ nó tính là cái gì, đến phiên ngươi để giáo huấn ta. Lương Nhiễm Tô sao có thể chịu được cái này khí, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám trước mặt mọi người giáo huấn chính mình. Phan Oánh Oánh một bên khuyên nhủ, Hứa chủ nhiệm, Lương chủ nhiệm là bệnh viện chúng ta lão nhân, ngươi đừng quá chăm chỉ. Nàng cảm thấy Hứa Thuần Lương tuổi còn rất trẻ xử lý sự tình không đủ biến báo, gặp được loại chuyện này ngươi chỉ coi nhìn không gặp không được sao. Kỳ thật Hứa Thuần Lương là có chủ tâm cố ý. Nghiêm Hồi Ý sở dĩ mở không ra cục diện cũng là bởi vì bệnh viện này kẻ khó chơi quá nhiều, mời Hứa Thuần Lương tới làm gì? Chính là nhìn chúng Hứa Thuần Lương dám đánh dám liều quyết đoán. Hứa Thuần Lương đến bệnh truyền nhiễm viện không phải đương cháu trai tới, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trợ giúp Nghiêm Hồi Ý mở ra cục diện. Muốn lập uy phương pháp nhanh nhất chính là tìm người tế cờ, Dương Vân Phong mặc dù chán ghét nhưng không đủ phân lược, Hứa Thuần Lương nguyên bản ngay tại tìm kiếm thí sinh thích hợp đâu. Lương Nhiễm Tô hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đụng hắn trên họng súng, tại bệnh viện ngoại trừ viện lãnh đạo chính là trọng điểm phòng chủ nhiệm quyền uy lớn nhất. Giống Lương Nhiễm Tô loại người này bạo ngược, tại phòng nói 102, ỷ vào ra đời, liền viện trưởng hắn đều không để vào mắt, há lại sẽ quan tâm một người mới. Hứa Thuần Lương nói, lão nhân càng phải thủ quy củ, cậy già lên mặt không thể được. Lương Nhiễm Tô nghe hắn nói như vậy lửa lớn hơn, xông đi lên chỉ vào Hứa Thuần Lương nói. Người mẹ nó nói cho ta rõ, ai cậy giả lên mặt. Hứa Thuần Lương nói, người mở ra cái khác miệng ngậm miệng mẹ nó, ta khuyên người mẹ nó tranh thủ thời gian cho ta nuốt trở về, không phải ta cũng không cần biết ngươi là cái gì chuyên gia chủ nhiệm. Lương Nhiễm Tô giận dữ hét, sao thế? Ngươi còn muốn động thủ với ta? Hứa Thuần Lương khom người đem trên mặt đất tấm kia tiền nhặt lên, run lên, sau đó hướng một bên cách ly trên hàng rào tiện tay vung lên, keng. Hàng rào xà ngang lại bị trương này tiền mặt từ đó mở ra. Lương Nhiễm Tô đơn giản không thể tin tưởng con mắt của mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên hàng rào khe hở, người này biết ma pháp sao. Vậy mà dùng một trương tiền mặt đem sắt thép hàng rào cho cắt đứt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn khẳng định cho rằng là giả, nhưng là tiền mặt hay là hắn cung cấp, tiền này khẳng định không thể giả. Hứa Thuần Lương nói, tiền này cũng không giả, Lương chủ nhiệm. Người cảm thấy người xương cốt có hay không cái này xà thép cứng rắn. Lương Nhiễm Tô nuốt ngụm nước bọt. Hứa Thuần Lương nói, ta khuyên ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta công việc. Lương Nhiễm Tô nhìn thấy Hứa Thuần Lương xuất thủ đáy lòng đã đánh lên chống lui quân, nhưng gương mặt này lại xóa không đi qua, lúc này vừa vặn nhìn thấy nhân sự khoa trưởng Tương Mỹ Cúc đi tới, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, đã các ngươi đánh chấm công liền muốn đối xử như nhau. Phan Oánh Oánh nhìn qua Hứa Thuần Lương, chờ hắn lên tiếng. Hứa Thuần Lương nói, công việc của chúng ta không cần ngươi đến chỉ đạo, nhớ tên ai ta nói mới tính. Lương Nhiễm Tô bị cái này ngạo mạn người trẻ tuổi cho giận điên lên, hắn thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng mà đi, hướng về phía Nghiêm Hồi Ý gõ lên cái bàn, Nghiêm viện trưởng, người đều là dùng người nào. Ta là bệnh viện làm bao lớn cống hiến, mỗi ngày cẩn trọng công việc, hắn thế mà đánh cho ta chấm công, ta tăng ca thời điểm tại sao không nói. Còn có, hắn vì cái gì không đối xử như nhau. Tương Mỹ Cúc cũng đến muộn, hắn dựa vào cái gì chỉ nhớ tên của ta chứ? Nghiêm Hồi Ý cũng không ngờ tới Hứa Thuần Lương vừa tới làm liền chọc một con hổ, hắn đối Lương Nhiễm Tô hay là vô cùng khách khí, Lương chủ nhiệm, tiểu Hứa vừa tới, đối bệnh viện tình huống còn chưa đủ hiểu rõ, làm việc cũng chăm chú một chút. Lương Nhiễm Tô nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, nói câu không khách khí, là chúng ta những này nhân viên y tế tân tân khổ phấn chiến tại tuyến đầu. Hành chính hậu cần là cho chúng ta phục vụ, hiện tại thế mà cưỡi tại chúng ta đầu bên trên làm mưa làm gió, người nếu là không quản, chúng ta liền không có cách nào làm. Nghiêm Hồi Ý nói, ngươi đến cùng đến muộn sao? Lương Nhiễm Tô bị hắn cho đang hỏi, mình đến trễ luôn luôn sự thật. Nghiêm Hồi Ý nói, lần sau chú ý đi. Lương Nhiễm Tô từ Nghiêm Hồi Ý nơi này không có muốn tới muốn mặt mũi, lại hầm hừ đi phó viện trưởng Phan Tuấn Phong nơi đó. Bệnh truyền nhiễm viện không nhiều lắm, hết thảy cũng liền hơn 500 người, Lương Nhiễm Tô kinh ngạc sự tình đã cấp tốc truyền khắp bệnh viện. Phan Tuấn Phong đã sớm ngờ tới Nghiêm Hồi Ý đem Hứa Thuần Lương làm tới nghĩ gây sự tình, nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu gây sự tình. Hắn cùng Lương Nhiễm Tô là bạn học cũ, Phan Tuấn Phong sở dĩ dám cùng chức vị chính Nghiêm Hồi Ý gọi tấm, cũng là bởi vì hắn tại bệnh truyền nhiễm viện quan hệ thâm căn cố đế. Nhẫn nại tính tình nghe Lương Nhiễm Tô tố xong khổ.
Phan Tuấn Phong nói, lão Lương, người đến cùng đến muộn sao? Lương Nhiễm Tô nói, ta liền đến muộn 15 phút. Đó cũng là đến muộn, đi qua tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này Hứa Thuần Lương vừa tới, không ai chỗ dựa hắn cũng không dám làm như vậy. Lương Nhiễm Tô hầm hừ nói, ta đều thành chê cười, chúng ta bệnh truyền nhiễm viện khoa chủ nhiệm bị tra đến trễ, ta mẹ nó là khai thiên tích địa đầu một cái. Phan Tuấn Phong nhíu mày, Lương Nhiễm Tô người này cuồng vọng đã quen, một số thời khắc nói chuyện với mình cũng rất không khách khí, khoa chủ nhiệm. Khoa chủ nhiệm rất đáng gờm sao? Lương Nhiễm Tô nói, cái này Hứa Thuần Lương người nào? Hắn dám uy hiếp ta, dùng một chương tiền mặt đem hàng rào cho chặt đứt. Phan Tuấn Phong nhìn không được bật cười, lão Lương, người tối hôm qua uống rượu. Lương Nhiễm Tô nói, ta không uống rượu, ta tận mắt nhìn thấy, hắn dùng một chương tiền mặt cứ như vậy vung lên, như thế thô hàng rào liền bị hắn từ đó cắt đứt, nghiêm hồi ý mời cái tay chân A. Phan Tuấn Phong nói, lời này ngươi ngược lại là không có nói sai, lúc trước hắn rời đi Trường Hưng Bệnh viện Văn Lữ Cục, cũng là bởi vì tham dự quần ẩu, một người đánh 10 cái, lúc ấy cái kia video trả lại nóng lục soát. Nghe Phan Tuấn Phong như thế một giảng, Lương Nhiễm Tô lập tức nhớ lại, hắn cũng soát từng tới Hứa Thuần Lương đánh người video, trong nội tâm lập tức hít một hơi hơi lạnh, may mình không có hướng hắn xuất thủ, không phải thua thiệt cái kia khẳng định là chính mình. Phan Tuấn Phong nhìn thấy Lương Nhiễm Tô sắc mặt liền biết hắn lộ e sợ, khuyên bảo hắn nói, chuyện này ngươi cũng chớ để ở trong lòng, ta quay đầu cùng bọn hắn nói một tiếng, đem tên của ngươi cho vẽ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tất lại Lương Nhiễm Tô không chiếm lý cũng không thể để Hứa Thuần Lương cho hắn nói xin lỗi. Lương Nhiễm Tô nói, đúng rồi, Tương Mỹ Cúc cũng đến muộn, dựa vào cái gì nhớ ta không nhớ nàng. Phan Tuấn Phong nói, lão Lương, ta cảm thấy chuyện này cũng đừng khuếch đại, nếu như Tương Mỹ Cúc biết ngươi kéo nàng đệm lưng, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Lương Nhiễm Tô tức giận nói, ta quan tâm nàng nghĩ như thế nào? Chỉ cần dám đem tên của ta công khai, ta liền cáo hắn lấy việc công làm việc tư. Làm việc xong tiêu. Hứa Thuần Lương trở lại viện xử lý, Dương Vân Phong liền thông chi hắn, để hắn từ giờ trở đi không cần phụ trách chấm công, chỉ vào một đống văn kiện để hắn đi xử lý. Hứa Thuần Lương một đoán liền biết Lương Nhiễm Tô khẳng định phía sau tìm người, nghĩ cho mình làm khó dễ. Hứa Thuần Lương nói, Dương chủ nhiệm, người làm việc làm sao thay đổi xoành xoạch a? Hôm qua để cho ta phụ trách chấm công, hôm nay còn chưa qua hết đâu, liền an bài ta mặt khác công việc. Người an bài như vậy công việc không thể được. Dương Vân Phong nói, an bài thế nào công việc là ta sự tình, người chỉ cần phụ trách chấp hành, những chuyện khác không cần người quan tâm. Hứa Thuần Lương nói, an bài sai lầm ta cũng muốn chấp hành sao? Dương Vân Phong nói, người dựa vào cái gì nói ta an bài sai lầm? Hứa Thuần Lương chỉ vào kia thật dày một lớn chồng chất văn kiện nói, người đây không phải làm khó dễ ta sao? Khang Nguyệt Kỳ lo lắng hai người mâu thuẫn kích thích. Tranh thủ thời gian tới nói, Hứa chủ nhiệm, ta giúp ngươi nhìn xem. Dương Vân Phong nghe xong liền phát hỏa, con hàng này mới đến 2 ngày, làm sao khoa bên trong nữ đồng sự cùi trỏ đều hướng cái kia mà ngoặt, bình thường mình thời điểm bận rộn cũng không gặp có người chủ động qua đến giúp đỡ. Hắn cả giận nói, Khang Nguyệt Kỳ, có ngươi chuyện gì? Ngươi công việc của mình làm xong sao? Hứa Thuần Lương nói, Dương Vân Phong, ngươi ồn ào cái gì? Đối nữ đồng chí có thể hay không nhiều một chút tôn trọng? Dương Vân Phong nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, ta nơi nào có không tôn trọng các nàng, ta. Hứa Thuần Lương đưa tay ra hiệu hắn giữ một khoảng cách, người cách ta xa một chút, người có miệng thối, hun chết ta rồi. Lý Song Song cùng Phan Oánh Oánh nguyên bản đều lẳng lặng đứng xem, nghe đến đó, hai người đều nhìn không được bật cười. Dương Vân Phong cả giận nói, Hứa Thuần Lương, người mắng chửi người. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc nào mắng chửi người rồi. Người có miệng thối là sự thật à? Không tin ngươi hỏi nàng một chút nhóm. Ba vị nữ đồng sự mau đem đầu đạp kéo xuống, chúng ta không lẫn vào, Dương Vân Phong hoàn toàn chính xác có miệng thối, bất quá dù sao lại không theo ta hôn miệng, ta giữ một khoảng cách liền tốt. Dương Vân Phong kỳ thật cũng rõ ràng, nhưng Hứa Thuần Lương đây là ở trước mặt vạch khuyết điểm, hắn nhất chịu không được cái này, khuôn mặt liền đỏ lên, Hứa Thuần Lương, ngươi. Ngươi quá cuồng vọng, vừa tới mới mấy ngày, ngươi liền công kích lãnh đạo, làm tiểu đoàn thể. Hứa Thuần Lương nói, ngươi dẹp đi đi, liền ngươi cũng coi như lãnh đạo. Ngươi giống như ta đều là môn phụ, đoàn kết đồng sự không đúng sao? Ngươi nói ta làm tiểu đoàn thể, ngươi tại sao không nói mình thoát ly nhân dân quần chúng đâu? Còn có, ngươi ngoại trừ miệng thối bên ngoài có phải hay không còn kèm thêm khát nước uống lạnh,
miệng lưỡi sinh đau nhức thối nát, lợi đỏ nát xương đau nhức, đại tiện kết tiểu tiện hoàng. Ta nhìn ngươi lưỡi đỏ, rêu hoàng, trị liệu bên trên nghi thanh dạ dày tả nóng, thường dùng thuốc đắng, thăng nha, sinh địa, đan gia, thạch cao, đương quy, tô ngạnh, cam thảo các loại phối hợp sử dụng. Dương Vân Phong bị hắn không ngừng vạch khuyết điểm là thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, phối hợp ngươi bà ngoại. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên vung tay lên, một bàn tay quất vào Dương Vân Phong trên mặt, đánh cho Dương Vân Phong nguyên địa chuyển một vòng tròn, đây là Hứa Thuần Lương lưu lực, cái này bàn tay đánh cho lại vang lại giòn. Dương Vân Phong bị Hứa Thuần Lương cái này bàn tay đánh mộng bức, che lấy nửa bên mặt kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn là thật không nghĩ tới Hứa Thuần Lương dám đánh chính mình. Ba vị nữ đồng sự nghe được tiếng bà tai đồng thời ngẩng đầu lên, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, Hứa Thuần Lương đánh người cái tát động tác quá đẹp rồi. Ngươi đánh ta, Dương Vân Phong lại là phẫn nộ lại là ủy khuất, thanh âm đều run rẩy lên. Hứa Thuần Lương nói, ta hảo tâm giúp ngươi chữa bệnh, ngươi thế mà mắng ta, ngươi mắng ta coi như xong còn mắng ta bà ngoại. Dương Vân Phong, từ hôm nay mà bắt đầu, phòng làm việc này có ngươi không có ta, ta chỉ cần tại trong phòng làm việc này gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Dương Vân Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ta liều mạng với ngươi. Hắn xông đi lên muốn theo Hứa Thuần Lương liều mạng, lại bị Hứa Thuần Lương một thanh bóp lấy cổ, diều hâu bắt gà con một dạng đem hắn ấn xuống đẩy ra văn phòng. Dương Vân Phong kia là đối thủ của hắn, bị Hứa Thuần Lương lấy loại này cực kỳ thô bạo phương thức đuổi ra khỏi văn phòng. Dương Vân Phong bị đẩy đi ra quá trình bên trong thử qua dãy giụa, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức đối phương tại vũ lực bên trên toàn diện chế trụ chính mình. Hắn căn bản không có lực trở tay, Hứa Thuần Lương đem hắn đẩy ra văn phòng về sau, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Dương Vân Phong nhìn lấy cửa phòng đóng chặt ủy khuất giống đứa bé, hắn mấy chuyến nghĩ xông đi vào, nhưng hắn không dám, từ lúc chào đời tới nay chưa từng gặp qua dã man như vậy đồng sự, ta mới là chủ nhiệm phòng làm việc, hắn là cái phó chức, vẫn là mới tới, cứ như vậy đem ta cho đẩy ra, ngay trước ba vị nữ đồng sự bột đánh ta một bạt tai, còn uy hiếp gặp ta một lần đánh ta một lần. Dương Vân Phong cũng là nam nhân, hắn cũng có huyết tính, nhưng có huyết tính cũng sợ bị đánh, nhất là có chút văn hóa người đối hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nhận biết phổ biến khắc sâu, phát sinh loại sự tình này hắn chiếm lý, hắn đi tìm lãnh đạo. Dương Vân Phong trực tiếp tìm được viện trưởng Nghiêm Hồi Ý. Nghiêm Hồi Ý nhìn thấy một mặt phẫn nộ Dương Vân Phong liền đoán được hắn 8-9 phần 10 cùng Hứa Thuần Lương phát sinh xung đột, lại nhìn thấy Dương Vân Phong má trái bên trên 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Đối phát sinh qua sự tình lập tức rõ ràng trong lòng, cái này giấu bàn tay hẳn là Hứa Thuần Lương đưa cho hắn. Dương Vân Phong hít một hơi thật sâu, Nghiêm viện trưởng, người đến cho ta làm chủ a. Nghiêm Hồi Ý nói, Tiểu Dương, đừng nóng vội, xảy ra chuyện gì, người chậm rãi. Chậm rãi, từ từ nói. Dương Vân Phong đem vừa rồi Hứa Thuần Lương quất chính mình cái tát, uy hiếp mình không được đi vào văn phòng, về sau gặp hắn một lần đánh hắn một lần sự tình nói. Đối với mình mắng chửi người sự tình lại không nhắc tới một lời. Nghiêm Hồi Ý đương nhiên không thể chỉ nghe hắn lời nói của một bên, hắn gọi điện thoại đem Hứa Thuần Lương cho gọi tới. Hứa Thuần Lương đối với cái này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đi vào phòng làm việc của viện trưởng, trải qua Dương Vân Phong bên người thời điểm cố ý vung tay lên, Dương Vân Phong nghĩ lầm hắn còn muốn đánh mình, dọa đến run rẩy lui về sau một bước. Hứa Thuần Lương lại chỉ là cả sửa lại một chút tóc. Nghiêm Hồi Ý thầm suy nghĩ cười, lấy Dương Vân Phong năng lực muốn cùng Hứa Thuần Lương đấu quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nghiêm Hồi Ý để Hứa Thuần Lương đem tình huống lại thuật lại một lần, Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật, có thể nói Dương Vân Phong mắng hắn thời điểm, Dương Vân Phong không vui, biện bạch nói, ta không có mắng chửi người, bên cạnh còn có ba vị đồng sự, các nàng có thể giúp ta chứng minh. Hắn cho rằng ba vị nữ đồng sự không dám đắc tội chính mình. Hứa Thuần Lương lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn ghi âm. Dương Vân Phong trợn mắt hốc mồm, người này quá âm hiểm, vậy mà ghi âm. Đương Nghiêm Hồi Ý nghe tới điện thoại di động bên trong truyền ra kia âm thanh rõ ràng, phối hợp người bà ngoại, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn cố nén cười, cau mày nhìn về phía Dương Vân Phong nói, Tiểu Dương A, người cái này còn gọi không có mắng người. Dương Vân Phong nói, ta đây là thường nói, bản ý của ta không phải mắng chửi người, ta quen thuộc, bất chi bất giác nói ngay. Ta không có ác ý. Nghiêm Hồi Ý nói, được rồi, ngươi không cần rảo biện, ngươi mắng chửi người trước đây, Tiểu Hứa cho dù có quá kích cử động cũng là ngươi gieo gió gặt bão, thân vì một cái bộ môn người phụ trách, ngươi tại sao có thể cái này dạng thô bạo đối đãi đồng sự?
Dương Vân Phong còn có thể không rõ nha, Hứa Thuần Lương là Nghiêm Hồi Ý người, Nghiêm Hồi Ý nói rõ hướng về hắn, Dương Vân Phong vốn cho là mình chiếm hết đạo lý, Nghiêm Hồi Ý coi như lệch cũng sẽ không lệch đến rõ ràng như vậy, nhưng hắn hiện tại ý thức đến mình nghĩ sai. Dương Vân Phong nói, Nghiêm viện trưởng, ta mắng chửi người không đúng, nhưng hắn đánh người có phải hay không tính chất nghiêm trọng hơn, hắn còn uy hiếp ta, nói chỉ cần ta dám bước vào kia gian phòng làm việc, hắn chỉ thấy ta một lần đánh ta một lần. Nghiêm Hồi Ý nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, người có nói qua. Qua như vậy sao? Hứa Thuần Lương thề thốt phủ nhận, tuyệt đối không có. Dương Vân Phong chỉ vào điện thoại di động của hắn, mở to mắt nói lời bịa đặt, có gan ngươi đem ghi âm thả xong. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm ta giống như ngươi xuẩn ta ghi chép ngươi âm còn có thể ghi chép chính ta. Dương Vân Phong khí giận sôi lên, người này chẳng những thô bạo ngang ngược mà lại âm hiểm hèn hạ. Dương Vân Phong mặt đỏ tía tai nói, còn có những người khác ở đây, để các nàng tới đối chất. Nghiêm Hồi Ý để Dương Vân Phong đem ba vị chứng nhân đều gọi đi qua. Dương Vân Phong hỏi Khang Nguyệt Kỳ, Khang Nguyệt Kỳ, người nói Hứa Thuần Lương có phải hay không đánh ta rồi? Khang Nguyệt Kỳ lắc đầu, ta không nhìn thấy. Dương Vân Phong làm sao cũng không nghĩ đến nàng sẽ trả lời như vậy, ngươi làm sao có thể không nhìn thấy. Hắn rõ ràng đánh ta, mặt ta còn sưng đâu. Khang Nguyệt Kỳ nói, ngươi đừng hỏi ta, ta không nhìn thấy. Dương Vân Phong chuyển hướng Phan Oánh Oánh, ngươi nói. Phan Oánh Oánh nói, ta lúc ấy nhìn điện thoại đâu, ta là thật không nhìn thấy. Khang Nguyệt Kỳ nhìn nàng một cái gì gọi là ngươi thật không nhìn thấy, chẳng lẽ ta là giả không nhìn thấy. Chúng ta không phải đã nói không lẫn vào chuyện này sao? Lý Song Song không đợi Dương Vân Phong hỏi liền đoạt đáp, ta cũng không nhìn thấy, ta nghe thấy có vỗ tay thanh âm, cụ thể ai đánh ai ta không biết. Dương Vân Phong nội tâm thật lạnh ta cùng các ngươi cộng sự nhiều năm, tiểu tử này mới đến 2 ngày, làm sao lại đều hướng về hắn rồi? Là không phải là bởi vì hắn so ta tuổi trẻ lâu hơn ta đến anh Tuấn? Nữ nhân cũng không mang dạng này, nhan chỉ cũng không có nghĩa là chính nghĩa. Dương Vân Phong nói, các ngươi có phải hay không nghe được hắn uy hiếp ta, hắn nói về sau ta còn dám đi vào kia gian phòng làm việc, chỉ thấy ta một lần đánh ta một lần. Ba vị nữ đồng sự nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời lắc đầu. Dương Vân Phong nói, các ngươi dám nói không nghe thấy. Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm viện trưởng, người nhưng nghe được, hắn ngay trước người bột cũng dám nói loại lời này, đến cùng là ai đang uy hiếp ai. Nghiêm Hồi Ý khuôn mặt trầm xuống. Dương Vân Phong cả giận nói, tốt, các ngươi thu về băng tới đối phó ta, đi. Ta không làm được rồi đi. Nghiêm Hồi Ý nói, Tiểu Dương, ngươi nói cái gì? Dương Vân Phong nói, ta không làm. Nghiêm Hồi Ý gật đầu nói, các ngươi đều nghe được còn. Vẫn là tôn trọng Dương Vân Phong đồng chí ý kiến, cùng. Đồng ý. Dương Vân Phong vẫn cho là Nghiêm Hồi Ý là cái vô năng mềm yếu lãnh đạo. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới hắn sẽ bắt lấy chính mình nói chuyện lỗ thủng tới cái thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đem mình liền đẩy ra viện xử lý bên ngoài đi. Hắn vốn định tại Nghiêm Hồi Ý trước mặt đại náo một trận, coi như không thể đem Hứa Thuần Lương đuổi ra viện xử lý, ít nhất cũng phải để Hứa Thuần Lương chịu một trận phê bình, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng là Dương Vân Phong có mấy cái không muốn đến, một không nghĩ tới Hứa Thuần Lương sẽ ghi âm, hai không nghĩ tới ba vị nữ đồng sự thế mà thiên về một bên đứng tại Hứa Thuần Lương phía bên kia. Ba không nghĩ tới Nghiêm Hồi Ý sẽ thiên vị Hứa Thuần Lương như thế triệt để. Dương Vân Phong hiện tại hối tiếc không thôi, này bằng với là mình cho mình đào một cái hố, nhảy sau khi đi vào chẳng những không có người kéo hắn, ngược lại một đám người tới lấp đất, hắn hiện tại coi như nghĩ bỏ đều bỏ không được. Nghiêm Hồi Ý ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Dương A, ta lặp đi lặp lại căn dặn các ngươi nhất định phải làm tốt quan hệ đồng nghiệp, đối đãi thuộc hạ còn khoan dung hơn, hiện tại làm sao làm thành. Làm thành. Cái dạng này, Dương Vân Phong cả người đều choáng váng. Nghiêm Hồi Ý, người cái giả cả lăm, người mẹ nó nguyên lai vẫn luôn đang giả ngu, đi qua không ra chiêu là bởi vì ngươi không có tiện tay hảo đao, hiện tại cây đao này tìm được, ngươi ra tay cũng quá hắc. Nghiêm Hồi Ý nói, người đi trước bên ngoài liên xử lý đi, về sau cùng. Cùng đồng sự nhất định phải giữ gìn mối quan hệ, những người khác đi ra ngoài trước đi, Tiểu Hứa. Ngươi lưu lại, mấy người cùng ra ngoài. Dương Vân Phong chỉ vào ba vị nữ đồng sự, được, các ngươi thông đồng một mạch làm ta. Ba vị nữ đồng sự đều cùng giống như nằm mơ, các nàng có thể dùng danh dự cam đoan không có cùng Hứa Thuần Lương thông đồng một mạch, chẳng ai ngờ rằng Dương Vân Phong chịu một bàn tay ngược lại bị đá ra viện xử lý, bất quá cái này Dương Vân Phong xác thực cũng không lấy vui. Hứa Thuần Lương đóng cửa lại,
cười tủm tỉm đối Nghiêm Hồi Ý nói, Nghiêm viện, không có ý tứ, cho ngài thêm phiền toái. Nghiêm Hồi Ý đưa tay chỉ hắn, trong lòng đẹp nở hoa, tiểu Hứa a, người trước tiên làm viện xử lý phó chủ nhiệm, chủ trì viện xử lý. Làm công việc. Hứa Thuần Lương nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Hồi Ý nói, ngươi về trước đi, sự tình khác ta, để ta giải quyết. Nghiêm Hồi Ý cảm giác mình đấu trí cùng nhiệt huyết lại trở về, rốt cục không còn là một người chiến đấu, có Hứa Thuần Lương cái này nhỏ chiến hữu, về sau mình không tiện ra mặt làm sự tình có người giúp tự mình giải quyết. Dương Vân Phong rời đi phòng làm việc của viện trưởng về sau ngay lập tức đi tìm Phan Tuấn Phong, Phan Tuấn Phong nghe hắn đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, có chút giật mình tại Hứa Thuần Lương phách lối như vậy, cũng giật mình Nghiêm Hồi Ý thái độ, cái này cả Lâm làm sao đột nhiên gà mái biến vịt kéo dậy rồi. Miễn rơi một cái viện chủ nhiệm phòng làm việc đều không mang theo họp thương lượng. Dương Vân Phong tràn ngập ủy khuất nói, cái này Hứa Thuần Lương chẳng những ngang ngược bá đạo, hắn còn giỏi về thu mua lòng người, chúng ta văn phòng mấy nữ nhân đều bị hắn đón mua. Hắn hôm nay quá ủy khuất, quên Phan Oánh Oánh là Phan Tuấn Phong cháu gái ruột cái này một gốc giả. Phan Tuấn Phong nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, người đừng chỉ lo nói người khác, chính ngươi liền không có tâm bệnh. Khổ sở uổng phí một bàn tay còn bị người ép buộc đi ra, người tại viện xử lý chủ nhiệm trên cương vị làm bao nhiêu năm rồi. Một chút kinh nghiệm đều không có. Đầu óc đâu? Dương Vân Phong đầu đạp kéo lại đi, Phan viện, ta chính là cảm thấy biệt khuất, chúng ta Nghiêm viện trưởng cũng quá bất công đi. Ta biết Hứa Thuần Lương là người của hắn, hắn muốn đem ta đổi đi, có thể đổi ta dù sao cũng phải có cái hợp lý do chứ. Ta là công việc không tận lực vẫn là ta phạm sai lầm. Không thể liền cái thuyết pháp đều không có liền đem ta cho đổi a. Phan Tuấn Phong muốn đi tìm Nghiêm Hồi Ý lý luận, có thể trong nháy mắt lại đổi chủ ý, hắn ra mặt không quá phù hợp, hẳn là để cái phân lượng cùng Nghiêm Hồi Ý không sai biệt lắm người đi đàm. Người chọn lựa thích hợp nhất tự nhiên là bí thư Tôn Vi Dân. Tôn Vi Dân cùng hắn có cộng đồng lợi ích, Phan Tuấn Phong cùng hắn thương lượng về sau, Tôn Vi Dân ngay lập tức đi Nghiêm Hồi Ý văn phòng. Nghiêm Hồi Ý hôm nay tâm tình không tệ. Ngay tại phía trước cửa sổ tưới hoa đâu. Nhìn thấy Tôn Vi Dân tiến đến, hắn vui tươi hớn hở nói, lão Tôn, tới xem một chút, ta cái này khỏa cây rong bồn cây cảnh sao. Thế nào? Tôn Vi Dân đi qua thưởng thức một chút, chúng ta nơi này thời tiết không được, người cái này khỏa cây rong có chút không quen khí hậu a. Nghiêm Hồi Ý nghe ra Tôn Vi Dân ý tại ngôn ngoại, hoàn cảnh lớn như thế, đâu còn có thể như vậy bắt bẻ, có thể. Nuôi sống liền, cũng không tệ rồi. Tôn Vi Dân cảm giác hai ngày này Nghiêm Hồi Ý tinh khí thần cũng không giống nhau, Hứa Thuần Lương chẳng lẽ là người này thuốc kích thích. Nghiêm Hồi Ý cũng không có mời Tôn Vi Dân ngồi, tiếp tục dùng bình phun tưới hoa, Tôn Vi Dân mới không hứng thú thưởng thức hắn nuôi sống kia mấy bồn nửa chết nửa sống lục thực, móc ra một điếu thuốc đưa cho Nghiêm Hồi Ý, Nghiêm Hồi Ý lắc lắc đầu, biểu thị không rút, Tôn Vi Dân mình đốt lên. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra hắn đối Nghiêm Hồi Ý khuyết thiếu tôn trọng. Hít một hơi thuốc lá nói, lão Nghiêm, ta nghe nói người đem viện xử lý chủ nhiệm Dương Vân Phong cho rút lui. Nghiêm Hồi Ý con mắt cũng không nhìn hắn, ngươi chỗ nào nghe được tin tức ngầm? Làm sao, không có chuyện này. Nghiêm Hồi Ý nói, là chính hắn chủ động đưa ra. Ra không làm, ngay trước viện xử lý. Mặt của mọi người, ta khổ tâm giữ lại, nhưng hắn thái độ kiên quyết, đã dạng này, ta cũng không tốt miễn cưỡng, để hắn đi bên ngoài liên. Tôn Vi Dân trong lòng thầm mắng Dương Vân Phong thằng ngu này, người biết rõ Nghiêm Hồi Ý muốn đổi ngươi còn chủ động nói ra không làm, đây không phải phạm tiện là cái gì. Vừa vặn bị người bắt được cái chuôi, cho người đã đến cái mượn sườn núi hạ con lừa, Dương Vân Phong chính là bị đẩy tới sườn núi con lừa kia. Tôn Vi Dân nói, trong công tác có chút cảm xúc cũng là khó tránh khỏi, Dương Vân Phong cái này đồng chí ta hay là vô cùng hiểu rõ, làm việc kỹ lưỡng an tâm phụ trách, năng lực lại phi thường đột xuất, là một cái hiếm có người mới. Nghiêm Hồi Ý nói, trên thế giới này không bao giờ thiếu. Thiếu liền là nhân tài. Địa cầu rời ai cũng chiếu chuyển, ta cũng không tin hắn cùng ta bỏ gánh. Tử, liền không ai có thể khiêng được lên. Tôn Vi Dân trong lòng tràn đầy cảnh giác, Nghiêm cả Lâm hôm nay khí thế có khác biệt lớn, đi qua hắn từ không rõ phát biểu ý kiến. Hôm nay tại Dương Vân Phong vấn đề bên trên biểu hiện đến kiên quyết như thế, xem tình hình sẽ không làm đảm nhiệm gì nhượng bộ. Tôn Vi Dân nói, lão Nghiêm. Nhưng điều chỉnh viện xử lý chủ nhiệm đại sự như vậy, ít nhất phải trước sẽ đi, nếu không thì không phải đối chúng ta cái đoàn đội này không đủ tôn trọng. Nghiêm Hồi Ý chuyển hướng Tôn Vi Dân, Tôn Bí Thư,
lời này của ngươi cái gì? Có ý tứ gì, ta đối với người nào không tôn trọng rồi? Ngươi cho là ta hẳn là tôn trọng ai? Tôn Vi Dân còn chưa bao giờ thấy qua hắn dạng này thần sắc nghiêm nghị dáng vẻ, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, lão Nghiêm, ngươi đừng vội nha. Nghiêm hồi ý nói, viện xử lý chủ nhiệm, hướng ta một cái viện trưởng không thể phê chuẩn. Chẳng lẽ, ta còn muốn lần lượt hướng phó chức xin chỉ thị, cuối cùng lại mời bày ra ngươi, vị này sách, is. Tôn Vi Dân thầm mắng, ta mẹ nó là bí thư, không phải bí thư nhớ. Tôn Vi Dân trong lòng mắng nữa, trên mặt còn phải chất đống cười, đến bọn hắn loại tầng thứ này tổng không tốt động một chút lại quyền cước tương hướng, mặc dù hắn đánh đáy lòng xem thường trước mắt lão Nghiêm cả lăm, nhưng có chuyện gì thực hắn không cách nào không nhận, người ta mới là bệnh truyền nhiễm viện viện trưởng. Kỳ thật 5 năm trước, thượng cấp liền in và phát hành liên quan tới tăng cường bệnh viện công đảng kiến thiết công tác ý kiến, hiện tại tỉnh khác đã bắt đầu bí thư chủ trì đảng ủy toàn diện công việc, đối bệnh viện công việc phụ tổng trách. Dày đi thứ nhất người có trách nhiệm, ủng hộ viện trưởng theo nếp theo quy độc lập phụ trách đi làm chức quyền, hàng năm đáy hướng thượng cấp đảng tổ dệt báo cáo công tác. Minh xác quy định viện trưởng tại bệnh viện đảng ủy lãnh đạo dưới, toàn diện phụ trách bệnh viện chữa bệnh, dạy học, nghiên cứu khoa học, hành chính quản lý công việc, hàng năm đáy hướng đảng ủy hội nghị báo cáo công tác. Nhưng Bình Hải tỉnh ở phương diện này rõ ràng áp dụng phải trễ một chút, đến bây giờ trong tỉnh các bệnh viện lớn vẫn là viện trưởng phụ trách chế. Tôn Vi Dân cho rằng chính là bởi vì viện trưởng phụ trách chế mới nảy sinh rất nhiều tham nhũng hành vi, đảm nhiệm khi nào chỉ định gì đơn vị đều muốn đem đảng lãnh đạo đặt ở vị thứ nhất. Trên thực tế hiện tại chữa bệnh đơn vị, bí thư đã bị giá không, viện trưởng thậm chí phó viện trưởng đều có được so bí thư càng nhiều thực quyền. Tại Đông Châu hệ thống vệ sinh, Tôn Vi Dân tuyệt đối là bệnh viện bí thư bên trong nhất lời nói có trọng lượng một cái, đây là bởi vì hắn giỏi về liên hợp trong nội viện các cấp lãnh đạo, các phòng cốt cán lực lượng. Tôn Vi Dân tử lượng cũng tại bổn hệ thống đại danh đỉnh đỉnh. Tôn Vi Dân nhẫn nại tính tình nói, lão Nghiêm, ta nhưng không có can thiệp ngươi công tác ý tứ, ý của ta là chúng ta hẳn là nhiều một ít thận trọng, liền nói cái này Hứa Thuần Lương hắn làm sao tới chúng ta bệnh truyền nhiễm viện ngươi cũng biết đạo, hắn là mắc phải sai lầm người. Nghiêm hồi ý hỏi ngược lại, hắn phạm cái gì sai lầm? Là lương xử phạt vẫn là chịu phê bình, ngươi xuất ra văn bản đồ vật A, lão Tôn. Hắn cảm xúc một kích động cả lăm liền nghiêm trọng. Tôn Vi Dân nghe cùng bị mắng, trong lòng cái này phiền muộn a, luôn cảm thấy cái này Nghiêm hồi ý là tại có chủ tâm cố ý, ngươi cả lăm còn mẹ nó tuyển chữ, vừa đến ta dòng họ liền cả lăm, ta họ Tôn trêu chọc ngươi rồi. Nghiêm hồi ý Tôn 5 lần mới đem cái này chữ cho vượt qua, lão Tôn a. Ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi cảm thấy. Hứa Thuần Lương là người của ta. Cảm thấy Dương Vân Phong rời đi viện xử lý là ta cho Hứa Thuần Lương đằng địa phương. Sai, 10 phần sai. Tôn Vi Dân cười nói, ta mặc dù không có nghĩ như vậy, khẳng định có người nghĩ như vậy, dù sao các ngươi nguyên lai là một đơn vị đồng sự. Nghiêm hồi ý nói, ta sở dĩ đưa vào cái này nhân tài, là bởi vì người ta Tiểu Hứa, là một cái hiếm có nhân tài, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, người đừng dùng mang sắc nhãn kính đi xem người ta, cũng không muốn có âm mưu gì luận. Ta vỗ bộ ngực cam đoan, ta Nghiêm hồi ý từ tới làm việc đều là bang lý bất bang thân, đối chuyện không đối người đối công không đối tư. Tôn Vi Dân đáy lòng yên lặng giúp hắn bổ sung hai chữ, nói nhảm. Góp thành hoàn chỉnh 3 câu nửa. Tôn Vi Dân nói lên hắn, ta nhớ tới một sự kiện, hắn báo danh tham gia công đoàn cạnh mời ngươi biết không? Nghiêm hồi ý lắc đầu, chuyện này hắn là thật không biết, bất quá nghe nói về sau trong lòng mừng thầm. Muốn chính là cái này phiêu, vô cùng thoải mái, từ khi lão tử đi vào bệnh truyền nhiễm viện, các người đám gia hỏa này không ít buồn nôn ta, hiện tại Hứa Thuần Lương tới, các người bắt đầu cảm thấy khó chịu, chính là muốn để các người khó chịu, rất nhanh người liền sẽ rõ ràng, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, Hứa Thuần Lương tiểu tử này năng lượng tuyệt đối vượt qua các người nghĩ tưởng. Tôn Vi Dân nở nụ cười, hắn giống như không phải đảng viên A. Nghiêm hồi ý nói, không có người sinh ra tới chính là đảng viên, Tôn Bí Thư. Công việc của ngươi không phải là vì phát triển cách mạng đồng chí sao? Tôn Vi Dân ý thức được Nghiêm hồi ý thật thay đổi, tuyệt không chỉ bởi vì Hứa Thuần Lương đến, mà là con hàng này nguyên bản cũng không phải người nào bài bố tầm thường. Hắn đến bệnh truyền nhiễm viện lâu như vậy, rất có thể vẫn luôn tại thao chỉ riêng mịt mờ. Thời cơ đã đến con hàng này cũng không có ý định lại tiếp tục ẩn giấu đi. Tướng Dương Vân Phong từ viện xử lý đá đi chỉ là hắn lượng kiếm bắt đầu. Tôn Vi Dân nguyên bản ôm vãn hồi chuyện này mục đích mà đến. Nhưng nhìn đến Nghiêm hồi ý kiên quyết thái độ,
rõ ràng mình lại nói cũng là vô dụng, Dương Vân Phong tất đi không thể nghi ngờ, chỉ trách người này quá ngu, nhất thời nhanh miệng lại chủ động mời từ, Nghiêm Hồi Ý liền đợi đến hắn chủ động rời đi đâu, lần này bị người ta bắt lấy cơ hội. Tôn Vi Dân từ Nghiêm Hồi Ý nơi này không thu hoạch được gì, lúc trở về nhìn thấy mấy tên công nhân tới, hắn thuận miệng hỏi một câu, mới biết được viện xử lý ngay tại một lần nữa chỉnh lý, mới tới viện xử lý phó chủ nhiệm Hứa Thuần Lương đã lấy tay làm thanh lý Dương Vân Phong công việc. Tôn Vi Dân công việc nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua làm như vậy sự tình, đừng nhìn Dương Vân Phong khắp nơi kêu khổ, nhưng hắn bị Hứa Thuần Lương một cái tát kia sợ vỡ mật, Hứa Thuần Lương đã buông lời ra, chỉ cần hắn dám vào viện xử lý. Gặp hắn một lần đánh hắn một lần, Dương Vân Phong hiện tại gặp viện xử lý đều đi vòng qua. Viện văn phòng rực rỡ hẳn lên, ba vị nữ cán sự như là đang nằm mơ, hôm qua tới cái phó chủ nhiệm, hôm nay chính chủ nhiệm liền đi, nói cách khác Hứa Thuần Lương hiện tại đã trở thành viện xử lý người đứng đầu, con hàng này an bài muộn bên trên tiệc ăn mừng, liền định tại Tân Hồ Thiên Tươi Cảng hợp thành. Phan Oánh Oánh đối vị này mới cấp trên sùng bái vô cùng, cầm hôm nay đến trễ danh sách hướng Hứa Thuần Lương xin chỉ thị. Hứa chủ nhiệm, hôm nay danh sách muốn hay không công bố? Hứa Thuần Lương nói, không công bố chúng ta còn đánh cái gì chấm công? Công bố. Khang Nguyệt Kỳ sau khi nghe được tranh thủ thời gian đến đây, Hứa chủ nhiệm, ta cảm thấy chuyện này vẫn là cho lão chủ nhiệm chừa chút mặt mũi. Lương Nghiễm Tô chủ nhiệm là bệnh viện chúng ta lão nhân, vẫn là tiêu hóa nội khoa đại chủ nhiệm. Người muốn là trực tiếp bắt hắn cho công bố, hắn mặt mũi cũng không tốt nhìn. Hứa Thuần Lương nói, Vương Tử phạm pháp thứ dân cùng tội, hôm nay nếu là hắn không tại cửa bệnh viện náo kia vừa ra, ta có lẽ còn cho hắn chút mặt mũi, nhưng hắn như thế nháo trò, toàn bộ bệnh viện đều biết, chúng ta nếu là không công bố, chúng ta viện xử lý còn có cái gì công tín lực, về sau cha cương vị ai còn dựng để ý đến chúng ta. Lý Song Song nói, hôm nay nhân sự khoa khoa trưởng cũng đến muộn, muốn hay không cũng báo lên. Hứa Thuần Lương nói, không báo. Tưởng khoa trưởng đối ta cũng không tệ lắm, pháp lý không có gì hơn ân tình. Ba vị nữ cán sự cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái này là công nhiên làm việc thiên tư, còn tưởng rằng hắn đối xử như nhau đâu. Khang Nguyệt Kỳ dù sao tuổi tác lớn một chút, thấp giọng nhắc nhở, hôm nay tưởng khoa trưởng đến trễ thời điểm lương chủ nhiệm cũng nhìn thấy, nếu như chỉ công bố tên của hắn không công bố tưởng khoa trưởng danh tự, chỉ sợ hắn sẽ để ý gặp. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn để ý gặp nhiều lời nhất chúng ta làm việc thiên tư, không thể đối xử như nhau, nhưng là chúng ta có thể không thừa nhận a, chúng ta liền nói tưởng khoa trưởng không có đến trễ, hắn chỉ cần dám đắc tội không chỉ có riêng là bọn ta. Phan Oánh Oánh trí thông minh dù sao là theo không kịp, Khang Nguyệt Kỳ cùng Lý Song Song đều nghe rõ, đây là muốn cố ý gây mâu thuẫn Hứa Thuần Lương người này quá tinh, vốn cho là hắn đối với chuyện này song tiêu đâu, làm nửa ngày trọng điểm tại chỗ này đợi đây. Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện cái này chấm công hệ thống là đối diện toàn viên, trên điện thoại di động đều có thể nhìn thấy, buổi chiều liền công bố cùng ngày cha cương vị đến trễ nhân viên, tiêu hóa khoa đại chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô đứng hàng thứ nhất, cái này tại bệnh viện cha cương vị sử thượng vẫn là khai thiên tích địa lần thứ nhất, đi qua công bố ra đều là phổ phổ thông thông tiểu nhân vật, cha cương vị chuyện này đã sớm tạo thành quy củ bất thành văn, hình không lên chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương trưởng khống viện xử lý về sau. Đao thứ nhất liền chặt tại Lương Nghiễm Tô trên thân, mặc dù xử phạt 100 khối tiền Lương Nghiễm Tô không quan tâm, có thể đả thương hại không lớn vũ nhục tính cực mạnh. Lương Nghiễm Tô nhìn thấy tên của mình về sau lập tức bạo tẩu, hắn tính tình nổi danh nóng nảy, hôm nay nhận sợ là nhìn thấy Hứa Thuần Lương phô bày siêu nhân vũ lực, nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Có gan ngươi cầm tiền mặt đem ta cổ cho cắt. Lương Nghiễm Tô lần này cũng không nhịn, thẳng đến viện trưởng Nghiêm Hồi Ý văn phòng. Đẩy cửa phòng ra liền la hét, có lầm hay không, Nghiêm viện trưởng, ngươi để chúng ta còn thế nào công việc? Chúng ta tân tân khổ khổ chịu mệt nhọc là bệnh viện kiến thiết cố gắng, còn muốn bị đám này ăn no không có chuyện làm hành chính nhân viên buồn nôn. Muốn làm rõ ràng, chúng ta mới là bệnh viện cốt cán lực lượng, là chúng ta nuôi sống bọn hắn là cho chúng ta phục vụ. Lương Nghiễm Tô là chân hỏa, cũng không đóng cửa, đứng tại Nghiêm Hồi Ý trong văn phòng liền kêu la, hắn giọng đủ lớn. Cái này một ồn ào, một tầng lầu đều bị hắn kinh động đến. Nghiêm Hồi Ý cũng bị Lương Nghiễm Tô bộc phát cho cả mộng, chớ nhìn hắn muốn đối phó bí thư, phó viện trưởng đám người kia, nhưng là đối Lương Nghiễm Tô vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lương Nghiễm Tô nói không sai, không có những này lâm sàng xương làm, bệnh viện còn thế nào vận doanh. Hứa Thuần Lương lần này có chút liều lĩnh, lỗ mãng, đắc tội lâm sàng lớn khoa chủ nhiệm, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lương Nghiễm Tô tiếng giống giận dữ kinh động đến sát vách mấy vị phó viện trưởng.
Phan Tuấn Phong tới, Lý Xuân Yến cùng Triệu Hồng Hà cũng đều tới, Đàm Duyệt ra ngoài họp không tại bệnh viện, bí thư Tôn Vi Dân mặc dù nghe được nhưng là đóng cửa không ra, đáng đời Lương Nhiễm Tô đại náo, ngược lại muốn xem ngươi Nghiêm Hồi Ý hôm nay kết cuộc như thế nào, Hứa Thuần Lương lần này nhưng thọc một cái lớn tổ ong vỏ vẽ. Phan Tuấn Phong nói, Lương chủ nhiệm, người đừng kích động, có chuyện gì có thể ngồi xuống đến từ từ nói. Lương Nhiễm Tô trừng tròng mắt nhìn qua Phan Tuấn Phong nói, hôm nay ta có phải hay không tới tìm ngươi, là không phải nói rõ tình huống. Vì cái gì còn muốn công khai điểm của ta tên? 20 năm, ta tại bệnh truyền nhiễm viện cẩn trọng chịu mệt nhọc công tác 20 năm, ta là bệnh viện sáng tạo ra nhiều ít tài phú. Bệnh truyền nhiễm viện có thể có hôm nay phát triển có phải hay không có một phần của ta lực lượng. À, các ngươi hiện tại để một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến nhục nhã ta. Nhớ ta đến trễ, điểm của ta tên. Phó viện trưởng Lý Xuân Yến bồi cười nói, Lương chủ nhiệm, người nổi giận như vậy làm gì? Ta đoán chừng là đồng chí mới tới hợp làm chưa quen thuộc, dạng này, quay đầu ta đi điều tra một chút, nếu như bọn hắn trong công tác tồn tại sai lầm, nên phê bình phê bình. Nghiêm Hồi Ý nghe nàng nói như vậy thật đáng giận không thuật, người làm rõ tình huống sao? Liền nên phê bình phê bình. Một bên Phan Tuấn Phong cùng Triệu Hồng Hà cũng đi theo gật đầu, đúng đấy, chính là, bất giận nóng giận hại đến thân thể, người cho bệnh viện chúng ta làm nhiều cống hiến lớn chúng ta đều rõ ràng. Lúc này Nghiêm Hồi Ý lắp bắp nói, Lương chủ nhiệm, ngươi. Ngươi đến cùng đến muộn không? Lương Nhiễm Tô nói, ta liền muộn trong một giây lát, ta hôm qua còn làm thêm giờ đâu, Tương Mỹ Cúc cũng đến muộn, làm sao không có đem tên của nàng công khai? Đây không phải lấy việc công làm việc tư sao? Lúc này Hứa Thuần Lương cũng nghe tiếng chạy tới, con hàng này hiện lấy một khuôn mặt tươi cười, loại tràng diện này còn có thể cười được cũng chính là hắn. Nha, các vị lãnh đạo đều ở đây, ta còn tưởng rằng đánh nhau đâu. Lương Nhiễm Tô cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hứa Thuần Lương, người đến rất đúng lúc, người dựa vào cái gì công bố tên của ta? Người đến muộn à? Lương Nhiễm Tô nói, liền một mình ta đến trễ à? Tương Mỹ Cúc cũng đến muộn. Người bằng cái gì nhớ ta không nhớ nàng a? Chung quanh mấy trong lòng người thầm than, cái này Lương Nhiễm Tô gấp khắp nơi cắn người, chuyện này khẳng định phải truyền đến Tương Mỹ Cúc trong lỗ tai, Tương Mỹ Cúc không hận chết người mới là lạ, kỳ thật Lương Nhiễm Tô người này đạo đức cá nhân chẳng ra sao cả, cuồng ngông cuồng lớn, tại bệnh viện cũng không có mấy cái thực tình bằng hữu. Hứa Thuần Lương nói, người nói không tính, tưởng khoa trưởng 8 điểm trước liền đã đến bệnh viện, sau đó người ta ra ngoài nửa điểm việc nhỏ, đã hướng ta nói rõ tình huống. Ngươi là cái thá gì a? Nhân sự khoa trưởng ra ngoài còn muốn giải thích cho ngươi tình huống. Ai cho ngươi quyền lực cho chúng ta đánh chấm công? Hứa Thuần Lương nói, ta mới đến, tại bệnh viện không có địa vị gì, ai cũng không cho ta quyền lực. Lương chủ nhiệm, người đến làm rõ ràng một sự kiện, trừng phạt người chính là bệnh viện điều lệ chế độ, không phải ta, đã mấy vị lãnh đạo cộng đồng chế định quy định này, như vậy người trái với quy định chính là cùng viện lãnh đạo chống đối. Người hỏa khí lại lớn cũng không nên hướng ta phát, người hẳn là tìm Nghiêm viện trưởng, Phan viện phó, Triệu viện phó, Lý phó viện trưởng. Nghiêm Hồi Ý thầm kêu cao, thật sự là cao, chiêu này hỏa thủy đông dẫn thật sự là cao. Côn quét một mảng lớn, các ngươi không phải sang đây xem náo nhiệt sao, lần này tất cả đều cho vòng tiến vào. Ba vị phó viện trưởng hai mặt nhìn nhau, người trẻ tuổi kia khó lường a, một câu liền đem Lương Nhiễm Tô vạch đến bệnh viện lãnh đạo mặt đối lập. Lương Nhiễm Tô thật đúng là không tốt tiếp chiêu. Lương Nhiễm Tô nói, ngươi ít cho ta đến bộ kia, bệnh truyền nhiễm viện từ xây viện đến nay liền không có người khô qua ngươi dạng này chuyện thất đức, nếu như đem bệnh viện so sánh một chi bộ đội, chúng ta nhân viên y tế là ở phía trước công kích hãm trận binh sĩ, các ngươi không cho chúng ta làm tốt hậu cần công việc thì thôi, còn biến đổi pháp kéo chúng ta chân sau, buồn nôn chúng ta cái này để chúng ta lâm sàng y tế người làm việc quá trái tim băng giá. Lương Nhiễm Tô một bộ nản lòng thoái chí biểu lộ, thở dài nói, tiếp tục như vậy ai còn nguyện ý là bệnh viện tận tâm tận lực, chúng ta tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi sống mọi người, kết quả là còn muốn bị có ít người làm khó dễ, bị bọn hắn vũ nhục. Phan Tuấn Phong trong lòng tự nhủ lời này của ngươi nói đến có chút thật ngông cuồng, mà dù sao là bạn học cũ, cân nhắc đến hắn cảm xúc kích động, nói vài lời quá khích cũng có thể lý giải, hiện tại trọng yếu nhất là trấn an tâm tình của hắn. Phan Tuấn Phong nói, lão Lương, đừng nóng giận, tiểu Hứa vừa tới, cùng ngươi cũng chưa quen thuộc, về sau loại chuyện này liền sẽ không phát sinh, đúng không tiểu Hứa? Hắn hướng Hứa Thuần Lương chớp chớp mắt, ý là tiểu tử ngươi chênh lệch không nhiều liền phải, chủ nhiệm phòng làm việc cũng lăn lộn đến, cái gì mặt mũi cũng đều có, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng,
tuyệt đối đừng huyên náo quá cương, đối chính ngươi cũng không có chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, Lương chủ nhiệm, ta cảm thấy ngươi người này có chút cực đoan. Lương Nghiễm Tô lúc đầu dự định Hứa Thuần Lương nói vài lời mềm lời nói, liền thừa cơ xuống đài, thật không nghĩ đến hắn lại tới câu này, vừa mới tiêu tán một chút lửa giận đằng lại bắt đầu cháy rừng rực, ngươi nói ai cực đoan. Nghiêm Hồi Ý thầm than tại sao lại tới, Hứa Thuần Lương thật đúng là không sợ phiền phức lớn, không sai biệt lắm liền phải, hắn cũng lo lắng sự tình nháo đến cuối cùng không cách nào thu thập, Hứa Thuần Lương dù sao vừa tới, coi như mình đỉnh hắn, nhưng người ta dù sao bản thổ thế lực cường đại. Hứa Thuần Lương nói, bệnh viện là một cái chỉnh thể, mỗi người đều có cương vị của mình cùng công việc, không có người nào trọng yếu, ai không trọng yếu, không có cái gì cao thấp quý tiện, người mặc dù là lâm sàng phòng chủ nhiệm, người cũng không có so với chúng ta cao quý bao nhiêu. Lương Nghiễm Tô bị tức đến cười ha ha, người quá trẻ tuổi, người cho bệnh viện sáng tạo giá bao nhiêu gặp, mấy vị viện trưởng đều tại, người hỏi bọn họ một chút, chúng ta tiêu hóa nội khoa cho bệnh viện sáng tạo ra giá bao nhiêu gặp. Nói câu không lời khách khí, tiền lương của ngươi tiền thưởng rất lớn một bộ phận đều là khoa chúng ta thất kiếm về, nếu như không có chúng ta, ngươi chờ uống gió Tây Bắc đi. Hứa Thuần Lương nói, cho nên a, người thu nhập cao, người tại Đông Châu có 5 phòng, giống như tỉnh thành Bình Bảo đường xây Lâm Uyển cũng có một bộ phòng a. Người phu nhân lái xe là chiếc Porsche Cayenne, người tương đối là ít nổi danh, đến hiện tại chỉ mở ra một cỗ đại chúng đồ xem, kỳ thật lấy người thân phận và địa vị. Chí ít cũng phải làm chiếc BMW X5A. Lương Nghiễm Tô tái mặt, chẳng những là Lương Nghiễm Tô, mấy vị khác phó viện trưởng nội tâm đồng thời lộp bộp lập tức, Hứa Thuần Lương cái này đều ở đâu ra tư liệu. Lương Nghiễm Tô nói, ngươi ngậm máu phun người, con hàng này không phải cha cương vị sao, làm sao cha khởi tài sản của mình rồi. Hắn vậy mà kỹ càng đến tỉnh thành con đường nào cái nào cư xá, chỉ kém không có đem nhà mình số cửa phòng cho báo ra tới. Hứa Thuần Lương nói, nỗ lực nhiều lắm, đạt được nhiều lắm, ta không có chút nào đỏ mắt, nhưng là quy củ chính là quy củ, ta đến Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện là lãnh đạo cấp trên an bài, là công việc bình thường điều động, ta đã tới nơi này làm việc, ta liền muốn tận tốt chính mình phần này trách nhiệm, ta không dựa vào ngươi nuôi sống, tiền lương của ta là quốc gia cho, ta cầm mỗi một phân tiền đều là ta nên được, đừng hơi một tí chúng ta tiền lương đều dựa vào ngươi kiếm trở về, tất cả mọi người là mình kiếm tiền mình hoa. Ngươi một phân tiền không tốn đến trên người của ta, về phần có hay không hoa đến những người khác trên thân, ta không biết. Hứa Thuần Lương nhìn qua mấy vị viện trưởng lúc này thế mà không dám nhìn thẳng con hàng này ánh mắt, Phan Tuấn Phong trong lòng thầm mắng Lương Nghiễm Tô, trời cuồng có mưa người cuồng có tai, để ngươi không che đậy miệng, lần này gặp đến ngoan nhân. Nghiêm Hồi Ý lúc này hết lần này tới lần khác tới một câu, ta tuyên bố, ta cũng không tốn lương chủ nhiệm một phân tiền. Lúc này hắn thế mà không cà lăm, nội tâm thoải mái lật trời, mã lệ sát phách Lương Nghiễm Tô, để ngươi cùng ta cuồng. Đều cho ngươi mặt mũi, là chính ngươi không muốn mặt, ngươi nuôi sống chúng ta. Đến bao lớn mặt mới dám nói câu nói này, ta thân là một viện chi trưởng, ta đều không dám nói, ngươi lại nói lên tới, tốt. Đáng đời cho ngươi khó xử. Hứa Thuần Lương nói, Lương chủ nhiệm, kỳ thật hai ta là hàng xóm, chúng ta đều ở tại Ẩn Long xem để, chỉ bất quá ngươi ở tại Dương phòng khu. Ta ở tại khu biệt thự, về sau còn phải nhiều liên hệ. Hắn nói xong câu đó, hơi cười đảo mắt mỗi vị phó viện trưởng, cuối cùng đến Lương Nghiễm Tô chỗ này kết thúc công việc, Lương Nghiễm Tô đã không dám cùng hắn nhìn nhau. Xin lỗi không tiếp được, Hứa Thuần Lương quay người rời đi. Nghiêm Hồi Ý trong văn phòng lắng ngắt như tờ, một lát sau, Triệu Hồng Hà biểu thị mình phải đi thị sát công việc dẫn đầu rời đi, Lý Xuân Yến cũng mượn cớ đi, sự tình nháo đến loại tình trạng này, càng nhiều người càng là xấu hổ. Cũng càng khó kết thúc. Phan Tuấn Phong nói, lão Lương, nên nói đều nói rồi, chúng ta đừng ảnh hưởng nghiêm viện công việc. Lương Nghiễm Tô lúc này mới ý thức tới cần phải đi, cất bước thời điểm một cái lảo đảo suýt nữa té lăn trên đất, may mắn Phan Tuấn Phong kịp thời đỡ lấy hắn. Hai người tới hành lang bên trên, Phan Tuấn Phong nhìn ra Lương Nghiễm Tô đã bị Hứa Thuần Lương triệt để đánh tan, thật sự là giận không tranh ai bất hạnh, thở dài nói, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Lương Nghiễm Tô lắc đầu ta, về khoa nhìn xem. Phan Tuấn Phong biết Lương Nghiễm Tô khẳng định hối hận, cái này nháo trò không những không thể tìm về mặt mũi, ngược lại làm cho mất hết mặt mũi. Đừng nhìn Phan Tuấn Phong cùng Lương Nghiễm Tô là bạn học cũ, nhưng là hắn cũng không rõ ràng Lương Nghiễm Tô cụ thể tình trạng kinh tế. Hứa Thuần Lương vừa tới, tiểu tử này là làm sao biết Lương Nghiễm Tô có nhiều như vậy bất động sản. Nếu là thật, Lương Nghiễm Tô gia sản tổng giá trị muốn vượt qua 2.000 vạn,
mặc dù bọn hắn bệnh viện lớn khoa chủ nhiệm thu nhập không thấp, nhưng những này gia sản cùng bên ngoài thu nhập khẳng định vẫn là không khớp. Giết người Chu Tâm, Hứa Thuần Lương mặc dù tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn đủ hung ác, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, Lương Nghiễm Tô đều sẽ sống tại trong sự sợ hãi. Phan Tuấn Phong thấy rõ một sự kiện, Nghiêm Hồi Ý lần này mời tới không chỉ là một thanh đao tốt, Hứa Thuần Lương vô luận vũ lực vẫn là trí thông minh đều viễn siêu Dương Vân Phong chi lưu, đây chỉ là hắn đi làm ngày thứ hai, liền thành công trưởng khống viện xử lý, đuổi đi Dương Vân Phong, sở dĩ kiên chỉ công bố Lương Nghiễm Tô danh tự, không phải hắn theo lẽ công bằng chấp pháp thiết diện vô tư, mà là hắn muốn lựa chọn một cái nhân tuyển thích hợp đến tế cờ, đánh Lương Nghiễm Tô đồng thời, cũng trấn nhiếp bệnh truyền nhiễm viện cấp lãnh đạo. Phan Tuấn Phong hiện tại đều không thể không một lần nữa cân nhắc như thế nào đối đãi Hứa Thuần Lương, lại càng không cần phải nói những người khác nếu như Hứa Thuần Lương tại mình trận doanh thì tốt biết bao. Bí thư Tôn Vi Dân mặc dù không có đi ra ngoài, lại không giờ khác nào không tại chú ý sự tình phát triển động tĩnh, nghe nói hôm nay toàn bộ quá trình về sau, Tôn Vi Dân đồng dạng lâm vào trong mê võng, Nghiêm Hồi Ý mời tới là một thanh Chu Tâm kiếm A. Nhìn qua cạnh mời trên danh sách Hứa Thuần Lương danh tự, nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, hắn thậm chí có loại dự cảm, nếu như dựa theo thường quy cạnh mời quá trình, cuối cùng thắng được cái kia tất nhiên là Hứa Thuần Lương, trên danh sách cái khác người không có một cái nào có được Hứa Thuần Lương thủ đoạn cùng tâm kế. Nếu như mình xuất thủ can thiệp, chỉ sợ hắn liền sẽ trở thành Hứa Thuần Lương địch nhân, Tôn Vi Dân dùng sức hút một hơi thuốc, lại có loại đại thế phải đi cảm giác. Lâm trước khi tan sở, nhân sự khoa trưởng Tương Mỹ Cúc đặc địa đến viện xử lý dạo qua một vòng, bên ngoài là nhìn xem Hứa Thuần Lương tình huống công tác, nhưng trên thực tế là chuyên biểu đạt cảm tạ, Lương Nghiễm Tô cái kia tổn sắc náo ra lớn như vậy động tĩnh, Tương Mỹ Cúc làm sao có thể không biết. Tương Mỹ Cúc bị Lương Nghiễm Tô buồn nôn hỏng, chính người bị bắt điển hình làm gì không phải kéo ta xuống nước, ta là bệnh viện nhân sự khoa trưởng, ta không sĩ diện. Kỳ thật tâm tình của nàng cũng là phi thường thấp thỏm. Hứa Thuần Lương đã có thể không cho Lương Nghiễm Tô mặt mũi, cũng tương tự có thể dạng này đối phó mình, không quan tâm 100 khối chuyện tiền bạc, mấu chốt là bởi vì đến trễ bị toàn viên thông báo quá mất mặt. Hứa Thuần Lương đối Tương Mỹ Cúc không phải thường khách khí, mời Tương Mỹ Cúc ngồi xuống, trả lại cho nàng cầm bình nước khoáng, mở miệng một tiếng tưởng đại tỷ làm cho phi thường thân thiết. Tương Mỹ Cúc xử lý tổ chức nhân sự công việc, đối Hứa Thuần Lương tư liệu muốn so người khác giải đến nhiều một ít. Cảm giác Hứa Thuần Lương đây không phải rất thông tình đạt lý, căn bản không giống trong truyền thuyết dáng vẻ. Hứa Thuần Lương nói, tưởng đại tỷ người yên tâm, ai tốt với ta ai đối ta không tốt ta phân rõ ràng, là người tự mình đem ta đưa vào viện làm, ta nếu là cha người, đây không phải là lời oán trả ơn sao. Tương Mỹ Cúc trong lòng tự nhủ ta chính là mang cho người cái đường, cũng không có lớn như vậy ân đức, không qua người ta cho mình mặt mũi, mình cũng phải nhẫn nhân tình này. Tương Mỹ Cúc cười nói, tiểu Hứa, các ngươi người trẻ tuổi chính là có năng lực có quyết đoán, ta về sau còn phải đa hướng ngươi học tập. Là ta hướng tưởng đại tỷ thỉnh giáo mới đúng. Tương Mỹ Cúc nói, ta cũng không khách khí với ngươi, về sau đơn vị có cái gì không rõ ràng địa phương ngươi cứ hỏi ta, ta khẳng định biết gì nói nấy. Tương Mỹ Cúc cũng không ở thêm, thời điểm ra đi, gặp từ bên ngoài tiến đến Phan Oánh Oánh, Phan Oánh Oánh hướng nàng cười cười, Tương Mỹ Cúc nhẹ gật đầu. Các loại Mỹ Cúc rời đi về sau. Phan Oánh Oánh nói, tưởng khoa tới đủ cần. Khang Nguyệt Kỳ ho khan một tiếng, Phan Oánh Oánh lúc này mới phảng phất minh bạch cái gì, chạy đến bên người nàng thấp giọng nói, có phải hay không Hứa chủ nhiệm cũng đem nàng đến trễ sự tình công bố. 1. Khang Nguyệt Kỳ nhìn sang đã đem đến trong phòng nhỏ Hứa Thuần Lương, thấp giọng nói, ít nói chuyện. Phan Oánh Oánh cũng đi theo nàng hướng bên trong nhìn thoáng qua, một mặt hoa si tướng, hắn thật là đẹp trai. Khang Nguyệt Kỳ bám vào bên tai nàng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng rơi vào đi. Phan Oánh Oánh lúc này chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, tranh thủ thời gian hướng Hứa Thuần Lương trong phòng nhỏ đi đến, gõ kiếng một cái cửa, thanh âm đều nhu nhũn ra, Hứa chủ nhiệm, Phan viện xin ngài đi qua một chuyến. Mắt thấy Lương Nghiễm Tô tao ngộ về sau, Phan Tuấn Phong quyết định chủ động phóng ra một bước này, hắn cho dù cùng Hứa Thuần Lương không thể trở thành bằng hữu, cũng không muốn thêm một cái địch nhân như vậy. Hứa Thuần Lương đi vào Phan Tuấn Phong văn phòng thời điểm, Phan Tuấn Phong đã pha tốt trà, nhiệt tình chào hỏi Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, tới ngồi. Hứa Thuần Lương xem xét thái độ của hắn, liền biết mình cầm Lương Nghiễm Tô tế cờ làm ra dự đoán hiệu quả. Phan Việt, người tìm ta có chuyện gì? Phan Tuấn Phong cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, Hứa Thuần Lương thấy là phổ nhị, lập tức nói, người thích uống phổ nhị à, quay đầu ta lấy cho ngươi hai sách nếm thử.
Phan Tuấn Phong nói, ngươi cùng ta nhưng đừng khách khí như vậy. Hứa Thuần Lương nói, cùng lãnh đạo khách khí một chút là hẳn là. Phan Tuấn Phong nở nụ cười, kỳ thật ta đi qua liền nghe nói qua đại danh của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, thanh danh của ta nhưng không thế nào tốt. Phan Tuấn Phong nói, có tranh cãi người bình thường đều có năng lực, chỉ có năng lực siêu quần người mới xứng đáng được công tội nửa nọ nửa kia. Hứa Thuần Lương cười nói, việc này không thể nói. Hai người đồng thời nở nụ cười. Phan Tuấn Phong nói, ta tìm ngươi đến có kiện chuyện trọng yếu phi thường, ngươi hẳn là thấy được, chúng ta bệnh truyền nhiễm viện công trình tương đối cũ kỹ, phòng bệnh diện tích cũng tương đối nhỏ, mặc dù cải tạo mấy lần, nhưng là cũng không từ trên căn bản giải quyết vấn đề, đến bây giờ phòng bệnh tổng số còn không có đột phá 500 tấm, nhằm vào một vấn đề này, chúng ta cũng nhiều lần hướng trong thành phố xin, năm ngoái trong thành phố cho chúng ta phê một mảnh đất này vào chỗ tại già khu mỏ quặng. Mặc dù phê xuống, nhưng là thị lý cấp phát chưa đúng chỗ, cho nên chúng ta một mực không cách nào khởi công, trước mắt vẫn còn giai đoạn trước quy hoạch thiết kế giai đoạn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nghiêm hồi ý là viện trưởng A, hắn làm sao không có trò chuyện chuyện này. Trọng yếu như vậy xây dựng cơ bản công trình thế mà đều giao cho Phan Tuấn Phong. Phan Tuấn Phong nói, ta hiểu rõ một chút ngươi đi qua công việc, ngươi ở phương diện này có kinh nghiệm, cho nên ta muốn ngươi giúp bận bịu ra nghĩ kế. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, ta mới đến có thể ra ý định gì? Muốn nói thiết kế phương diện ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp, kiến trúc thi công phương diện ta cũng nhận biết một chút, nhưng người tìm ta ứng cũng không phải là vì cái này a. Phan Tuấn Phong cười nói, nếu không nói chúng ta hợp ý đâu, một trò chuyện ngươi liền minh bạch. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện người vấn đề lớn nhất là tiền a. Phan Tuấn Phong cười nói, tiền chỉ là một mặt. Kỳ thật trong thành phố nguyên bản phê cho chúng ta không có lớn như vậy, về sau là chúng ta cân nhắc đến bệnh viện về sau phát triển, cho nên lại xin mở rộng dùng diện tích. Tại cái này trên một điểm, lãnh đạo chúng ta tầng nội bộ cũng tồn tại khác biệt ý kiến, có người cho là ta đối với chuyện này quá mạo tiến một chút. Trong mắt của ta, hiện tại chữa bệnh phát triển cực kỳ cấp tốc, dân chúng đối khỏe mạnh yêu cầu càng đến càng cao, 20 năm trước kia sóng tình hình bệnh dịch ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã muốn kiến thiết liền muốn đặt chân lâu dài. Muốn kiến thiết một tòa hiện đại cao cấp bệnh truyền nhiễm bệnh viện, thời khắc phải có phòng đại dịch ý thức. Hứa Thuần Lương trên một điểm này ngược lại là tán đồng, hiện tại các bệnh viện lớn đều đang làm kiến thiết, xa không nói, liền nói Trường Hưng bệnh viện, lại là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện lại là hai kỳ công trình. Phan Tuấn Phong nói, hiện tại quốc gia đối bệnh truyền nhiễm cứu chữa càng ngày càng coi trọng, rất nhiều chuyên gia hô hào mở rộng bệnh truyền nhiễm bệnh viện quy mô, thực hiện bình chiến kết hợp. Nghiệp nội phổ biến cho rằng bệnh truyền nhiễm nặng chứng cứu trị thủy bình nhất định phải đề cao, muốn có được chính mình nặng chứng cứu chữa đoàn đội, mà lại bệnh truyền nhiễm bệnh viện không thể chỉ thiết truyền nhiễm khoa, hẳn là xây thành lớn truyền nhiễm khoa tính tổng hợp bệnh viện, nếu không sẽ dẫn đến tổng hợp cứu chữa năng lực không đủ, bệnh tình nghiêm trọng liền cần viện trợ. Lại so sánh lợi dụng phổ thông bệnh viện bệnh truyền nhiễm phòng trị liệu bệnh truyền nhiễm, mở rộng bệnh truyền nhiễm bệnh viện quy mô tiến hành bệnh truyền nhiễm tập trung cứu chữa có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm chữa bệnh tài nguyên. Đồng thời, có thể giảm nhỏ đối cái khác bệnh viện bình thường chữa bệnh phục vụ xung kích. Hứa Thuần Lương mặc dù có tại Trường Hưng bệnh viện công tác kinh lịch, nhưng là bệnh truyền nhiễm bệnh viện có được đặc thù tính cùng chuyên nghiệp tính, với hắn mà nói được cho một cái toàn lĩnh vực mới, cho nên hắn nghe được cũng hết sức chăm chú. Phan Tuấn Phong lại nói, hiện tại tỉnh thị địa phương, quốc gia phương diện đều đầy đủ cho chính sách cùng tài chính ủng hộ. Gần nhất quốc gia phát cải ủy tuyên bố tin tức. Trung ương hạ đẩy đến cả nước vệ sinh trong lĩnh vực dự toán bên trong tư kim, tổng cộng có 456,6 ước nguyên chuyên khoản dùng cho tăng cường vệ sinh công cộng phòng khống cứu chữa năng lực kiến thiết, bao quát toàn diện tăng lên huyện vực chữa bệnh vệ sinh phục vụ năng lực, thăng cấp cải tạo trọng đại tình hình bệnh dịch cứu chữa căn cứ, dự trữ số lượng nhất định cứu chữa công trình thiết bị vân vân. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, xin tài chính cấp phát hẳn là rất dễ dàng a. Phan Tuấn Phong nói, nếu như dựa theo lúc đầu quy hoạch, dựa vào tài chính cấp phát đã đầy đủ, nhưng là chúng ta mới thiết kế phương án cần lượng tiền bạc càng lớn, cho nên vẻn vẹn theo nhờ vào quốc gia tài chính cấp phát là xa xa không đủ, mục đích cuối cùng của chúng ta là chế tạo lấy bệnh truyền nhiễm là đặc sắc tổng hợp bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, nghiêm viện thấy thế nào? Phan Tuấn Phong cười cười nói, xây dựng cơ bản phương diện sự tình hắn đều giao cho ta phụ trách, ta ở phương diện này cũng không phải chuyên gia gì. Hiện tại cũng là lục lọi đến, người đến liền tốt, người có kinh nghiệm hẳn là có thể giúp ta không ít việc. Phan Tuấn Phong rõ ràng là đang nỗ lực tướng Hứa Thuần Lương kéo vào mình trận doanh,
Hứa Thuần Lương cũng không có thống khoái như vậy đáp ứng, bất quá hắn cũng không có từ chối, bằng trực giác cho rằng đây là một cái hạng mục lớn, lại muốn làm lớn sự tình, hắn người này đặc điểm lớn nhất nhưng lại không sợ gây sự. Hắn tìm Phan Tuấn Phong muốn ít tài liệu trở về nghiên cứu một chút. Vào lúc ban đêm, Hứa Thuần Lương dành thời gian cho Nghiêm Hồi Ý gọi điện thoại, hỏi thăm một chút bệnh viện kiến thiết quy hoạch. Nghiêm Hồi Ý nói cho Hứa Thuần Lương, bệnh truyền nhiễm viện kiến thiết mới viện sự tình kỳ thật tại hắn đi đương viện trưởng trước đó liền định ra tới, lúc ấy chính là Phan Tuấn Phong phụ trách, hắn sở dĩ không có nhúng tay, là bởi vì người ta chuẩn bị nhiều năm, nếu như chính mình hiện đang xuất thủ tiệt hồ, sẽ có đoạt công chi ngại. Mà lại loại chuyện này phi thường mẫn cảm, làm xong một cái công lớn, không làm xong còn phải gánh trách nhiệm, huống chi quốc gia điểm này cấp phát căn bản chống đỡ không dậy nổi một tòa cỡ lớn bệnh viện kiến thiết. Nghiêm Hồi Ý trước khi đến bệnh truyền nhiễm y viện sơ bộ quy hoạch liền định ra tới, bọn hắn là chiếu vào cấp 3 giáp đẳng tổng hợp bệnh viện tiêu chuẩn kiến thiết, nói cách khác xây thành về sau không là đơn thuần bệnh truyền nhiễm bệnh viện, bọn hắn sẽ còn thu trị phổ thông bệnh nhân. Chủ muốn cân nhắc đến chỉ bằng bệnh truyền nhiễm cái này một khối thu nhập vẫn tương đối cực hạn, năm gần đây tật bệnh phổ phát sinh rõ rệt biến hóa. Bởi vì vaccine mở rộng, cùng mọi người ẩm thực vệ sinh trình độ cùng khỏe mạnh ý thức sách thăng, ất gan, phổi kết hạch, bệnh sởi, trùng hút máu bệnh các loại từng tứ ngược bệnh truyền nhiễm phát bệnh xuất diện rộng hạ thấp. Đã mất đi người bệnh nơi phát ra bệnh truyền nhiễm bệnh viện liền trở thành nước không nguồn, thu nhập cũng đang không ngừng giảm xuống. Nghiêm Hồi Ý người này cũng không có chí lớn, hắn quản lý nguyên tắc chính là không cầu có công nhưng cầu không tội, hắn cho rằng bệnh truyền nhiễm viện đem chuyên khoa làm tốt là được, không cần thiết chơi đùa lung tung làm cái gì tổng hợp bệnh viện. Đi qua tại Trường Hưng thời điểm, Triệu Phi Dương chính là một cái liều lĩnh người. Nếu như Triệu Phi Dương trông coi Trường Hưng kia phần gia nghiệp, làm gì chắc đó, cũng sẽ không làm đến bây giờ loại này tiến thối lưỡng nan tình trạng, tại Đông Châu hệ thống vệ sinh đều sắp trở thành một cái chê cười. Có thể nói Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong ở giữa chủ yếu mâu thuẫn vẫn là tại bệnh viện phát triển phương diện, Nghiêm Hồi Ý thuộc về bảo thủ một phương, mà Phan Tuấn Phong tương đối cấp tiến, cái này cùng hai người tuổi tác chênh lệch cũng có quan hệ, Nghiêm Hồi Ý làm một lần liền về hưu, mà Phan Tuấn Phong đang tuổi lớn. Nếu như hắn có thể thuận lợi tiếp Nghiêm Hồi Ý ban, làm đầy hai giới cũng không có vấn đề gì. Đừng nhìn mới bệnh viện dùng trong thành phố cho phê xuống, nhưng là khoảng cách thi công kiến thiết còn có chênh lệch rất lớn, dùng tuyển tại già khu mỏ quặng, đây là bệnh truyền nhiễm viện tính chất đặc thù quyết định, trên cơ bản tuyên chỉ đều tại xa rời khu náo nhiệt địa phương, liền bắt bọn hắn hiện tại địa điểm tới nói, đi qua ba mặt núi vây quanh, phía trước là đồng ruộng, cũng là theo thành thị xây dựng thêm từng bước một tiến vào hạch tâm trong vòng. Trong thành phố có thị lý ý nghĩ cho bọn hắn cung cấp mới viện chỉ, chờ mới viện xây thành về sau, nơi này liền sẽ thu hồi, bởi vì bọn hắn đằng sau quy hoạch một ngọn núi công viên, cũng là Đông Châu thị tương lai lớn nhất rừng rậm công vườn, cho nên bệnh truyền nhiễm viện nếu như tiếp tục tồn tại liền sẽ trở nên không cân đối. Nghiêm Hồi Ý đầy đánh đầy cũng chính là lần này, hắn cũng không có tinh lực dày vò, coi như thuận lợi khởi công kiến thiết. Chờ tân y viện xây thành về sau cũng là người khác đương ra, tội gì vì người khác làm quần áo cưới. Huống chi đang kiến thiết quá trình bên trong tồn ở các loại không thể dự đoán nhân tố, không nói những cái khác, vẻn vẹn là bệnh truyền nhiễm viện địa chỉ mới tuyển tại khu mỏ quặng, liền bị chung quanh cư dân nhất trí phản đối, hồi trước còn đi làm chủ quản bộ môn náo loạn một trận. Đa số dân chúng vẫn là đàm dịch biến sắc, bệnh truyền nhiễm viện hoàn toàn chính xác chủ yếu thu trị bệnh truyền nhiễm người. Nhưng cũng không có nghĩa là bệnh truyền nhiễm bệnh viện liền có truyền nhiễm tính. Hứa Thuần Lương từ Nghiêm Hồi Ý nơi này hỏi rõ tình huống, kết hợp với Phan Tuấn Phong cho tư liệu của mình đại khái trong lòng có bài bản. Hắn quyết định bớt thời gian đi ra khu mỏ quặng cánh đồng trước nhìn một chút, vốn định hẹn Nghiêm Hồi Ý cùng một chỗ, Nghiêm Hồi Ý đối với cái này không có hứng thú gì, để hắn tìm Phan Tuấn Phong, Hứa Thuần Lương phát hiện lão Nghiêm hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì nghiệp hình lãnh đạo. Hứa Thuần Lương cũng không có gọi Phan Tuấn Phong, hắn đem Vương Phương Điền cùng Đinh Tứ cùng một chỗ cho gọi lên, hai người một cái là thiết kế chuyên gia, một cái là làm công trình kiến thiết, chuyên nghiệp phương diện sự tình còn phải nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý gặp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Tứ lái xe trước tiếp Vương Phương Điền, lại tới đón Hứa Thuần Lương. Từ khi Hứa Thuần Lương bị Văn Lữ Cục thanh lui về sau, mấy người đều chưa từng gặp mặt, Đinh Tứ cũng không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, vẫn tại Nguy Sơn đảo trên công trường làm được sinh động. Vương Phương Điền thời gian trôi qua cũng không tệ, Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn, khó tránh khỏi muốn khách khí vài câu, dù sao ra ra đi kinh thành tìm Vương Phương Điền nhạc phụ chơi, phiền phức người ta là không thiếu được. Vương Phương Điền nghe Hứa Thuần Lương nói lên Hứa lão gia tử đi kinh thành sự tình, có chút sửng sốt,
hắn căn bản là không có nghe nói chuyện này. Hứa Thuần Lương cái này mới phát giác được có chút kỳ quái, hắn cùng Gia Gia thông qua điện thoại, Gia Gia rõ ràng nói hắn đi Cao Hoành Đường nơi đó ở, Vương Phương Điền không có khả năng không nghe nói a, chẳng lẽ Cao Tân Duyệt không có nói cho hắn biết. Vương Phương Điền nhìn thấy Hứa Thuần Lương biểu lộ cũng ý thức được cái gì, lập tức cho thê tử Cao Tân Duyệt gọi điện thoại, hỏi nàng Hứa lão gia tử có phải hay không đi trong nhà. Cao Tân Duyệt bên kia căn bản không có nhìn thấy Hứa lão gia tử. Hứa Thuần Lương có thể kết luận ra ra cùng bọn hắn nói hoang, hắn đi kinh thành không tìm lão bằng hữu Cao Hoành Đường kia lại là vì cái gì? Chẳng lẽ, Hứa Thuần Lương trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ ra ra là vì mình cùng Mai Như Tuyết sự tình? Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cho Gia Gia gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, Hứa Trường Thiện nhận nghe điện thoại, Thuần Lương a, sớm như vậy gọi điện thoại có việc gì thế? Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia, người cùng Cao Gia Gia ở một chỗ sao? Đúng, chúng ta lão ca hai cùng một chỗ đánh cờ đâu, không hàn huyên với ngươi, chờ ta làm xong lại tìm ngươi. Hứa Trường Thiện bên kia đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương tâm tình trở nên phức tạp. Gia Gia không có nói thật a, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần hắn bình an liền tốt. Hứa Trường Thiện cúp điện thoại, hướng đối diện Kiều lão cười cười, Kiều lão, tạ ơn người trong lúc cấp bách có thể bớt thời gian gặp ta. Kiều lão cười nói, Hứa tiên sinh, người cùng ta làm gì khách khí như vậy, chúng ta đều là bạn cũ, người tìm đến ta, Thuần Lương không biết a. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, ta không có nói cho hắn biết. Kiều lão nói, không nói cũng là chuyện tốt. Hắn cầm lên ấm trà cho Hứa Trường Thiện châm trà. Hứa Trường Thiện vội vàng nói, như vậy thì làm sao được, hẳn là ta tới. Ở xa tới là khách, người ta ở giữa không cần khách khí. Kiều lão tay y nguyên vững vàng, châm trà giọt nước không lọt, ngược lại song sau làm một cái thủ hiệu mời. Hứa Trường Thiện hai tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà nói, Kiều lão, ta lần này tìm đến người nhưng thật ra là có chuyện nghĩ thương lượng. Kiều lão cười nói, để ta đoán một chút. Là không phải là vì Thuần Lương cùng Tiểu Tuyết sự tình. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, hắn tướng chén trà nhẹ nhàng buông xuống nói, ta cảm thấy hai đứa bé vẫn là lẫn nhau thích. Kiều lão nói, người tìm đến ta là cảm thấy ta can thiệp bọn hắn, ta không có a. Hứa Trường Thiện nói, ta thật sự là có chút nghĩ không thông, hai đứa bé hảo hảo đột nhiên làm sao lại điểm. Kiều lão nói, người trẻ tuổi chuyện tình cảm chúng ta không quản được, ta cũng không gạt ngươi, ta mặc dù thích Thuần Lương. Nhưng là ta cũng không đồng ý hắn cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ, hai người bọn họ nếu như đi hướng hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc. Hứa Trường Thiện có chút mê hoặc nhìn qua Kiều lão, đã thích vì cái gì không đồng ý. Thấp giọng nói, người là bởi vì chúng ta hai nhà dòng dõi cách xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.